Không phải, đều không phải như thế. Ngươi thuộc về cấm kỵ, ngươi có thể từ thánh thụ, phá vỡ mà vào thần thụ, đã là trường hợp đặc biệt, còn vọng tưởng tiến đến đế cảnh, chân chính khống chế vạn đạo thiên hạ. Giới chủ khẽ nhíu mày, đột nhiên giống như đốn ngộ ra cái gì, nhưng năng lượng cuồn cuộn trong thân thể quá mạnh, để hắn không thể không tập trung lực chú ý, trấn áp luyện hóa. Viên linh quả này, giống như là nuốt một tôn chân thần. Đông Hoàng Thiên Du nói, ngươi thắng được niềm tin của Khương Phàm, mới là biện pháp duy nhất giải trừ cấm kỵ. Ngươi không chiếm được sự tán thành của Khương Phàm, vĩnh viễn dẫn không đến thiên kiếp. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới, ngươi rất giống với Hắc Ma Đế Quân. Hắc Ma là thiên nô, có thể mượn dùng vạn đạo pháp tắc. Trên lý luận nếu như ngươi xưng đế, cũng là muốn khống chế vạn đạo pháp tắc. Chương 3402 ta, tuần sát sứ tinh vực 2. Ngươi và Hắc Ma, đụng hình, đệ đệ của ta ơi, ngươi có thể có, cũng có thể không, ngươi có thể dùng, cũng không thể dùng. Cũng không biết là nhận lấy xúc động thật, hay là do năng lượng trong linh quả quá mạnh, giới chủ càng nhăn chặt lông mày, thể hiện càng trở nên đau đớn lên. Đông Hoàng Thiên Du nói đến nghiện. Kỳ thật, trong mắt của ta, Khương Phàm vẫn rất cần ngươi. Ngươi tưởng tượng xem, nếu như một gốc siêu cấp đế thụ có thể mượn dẫn vạn đạo pháp tắc cắm đến đế thành của hắn, chẳng phải là tạo thành hệ thống phòng ngự hoàn chỉnh cho đế thành. Cái kia so bất cứ thứ gì đều có tác dụng uy hiếp. Nếu như Khương Phàm giải trừ cấm kỵ của ngươi, bồi dưỡng ngươi đến tiếp quản vạn đạo đế cảnh, còn có thể hình thành trấn nhiếp đối với Hắc Ma đế tộc, để bọn hắn không đến mức phách lối quá độ. Chỉ tiếc, ngươi quá đề cao bản thân, quá kiêu ngạo. Theo ta thấy, cao ngạo là không sai, nhưng ngươi không cần thiết cao ngạo đối với thế giới. Trước kia, cúi đầu rất khuất nhục đối với Khương Phàm, nhưng bây giờ, không mất mặt. Nói đến đây, Đông Hoàng Thiên Du đột nhiên nói. Ngươi tin hay không? Khương Phàm đưa ra ngươi ngoài, để cho ngươi bồi tiếp ta, là khảo nghiệm ngươi. Nếu như ngươi chiếu cố tốt ta, ta trở về tùy tiện nói tốt vài câu, cấm kỵ của ngươi sẽ được tháo ngay lập tức. Giới chủ cưỡng ép luyện hóa linh quả, đáy mắt có chút khép mở lại lóe lên ánh mắt khác. Giải trừ cấm kỵ, tiếp dẫn vạn đạo pháp tắc, thỏa hiệp với Khương Phàm sao? Nếu quả thật muốn thông qua thỏa hiệp đạt được uy lực vạn đạo, vì sao không trực tiếp thỏa hiệp tại tinh cầu chúa tể này? Nếu như hắn đạt được uy lực vạn đạo nơi này, chẳng phải là có thể thu được thực lực càng kinh khủng. Đúng vào lúc này, địa tầng nơi xa đột nhiên lay động kịch liệt, đại địa nứt ra, bụi mù ngập trời. Rừng rậm đang cháy hừng hực đều bị bụi mù bao phủ, mảng lớn dập tắt. Tần Diễm đè liệt ngục ma tổ lại, từ trong địa tầng vọt ra. Hắn đi ra. Hắn là chờ đã không kịp, từ bỏ, hay là phát giác được liệt ngục ma tổ mạnh lên, chuẩn bị chạy trốn. Ngươi mặc kệ hắn, vây khốn hắn đi. Vây khốn hắn, chờ liệt ngục ma tổ đi ra, tự tay giải quyết. Bốn vị đế tổ đồng thời bay lên không, phóng thích đế uy minh mông, ép về phía Tần Diễm. Lại tới. Tần Diễm mang theo tư thái hình người đứng trong phế tích, ngực bụng nhấc lên, ở một cái thật dài đối với các chiến thuyền trên bầu trời, bên trong một cái ở này lại tràn đầy khí tức cực âm cực hàn. Hương vị của liệt ngục ma tổ, không tệ. Tần Diễm cố ý làm cái tư thế xỉa răng, nhe răng cười với đám người trên bầu trời. Bốn vị đế tổ đang phân tán bỗng cảm giác không ổn. Đế tổ của chúng ta đâu? Các cường giả của liệt ngục ma tộc khống chế chiến thuyền, vọt tới phía trước, nhao nhao căm tức nhìn Tần Diễm. Ngươi đoán xem. Tần Diễm vỗ vỗ cái bụng, phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Ta đoán không được, hắn ở đâu? Liệt ngục ma tộc càng thêm bất an. Ta đều muốn thả hắn đi. Kết quả hắn một đầu đâm vào trong bụng của ta, không có cách nào khác, ta chỉ có thể luyện. Tần Diễm nhún nhún vai, lắc lắc đầu, nổ bắn ra trời cao, xuất hiện ở độ cao ngang với bốn vị đế tổ. Đánh giám. Các cường giả liệt ngục ma tộc khống chế chiến thuyền, xông về cửa hang ở xa xa, đón lấy dung nham dâng trào phóng tới địa tầng, tìm kiếm đế tổ của bọn hắn. Tiếp tục đánh, là từng tên đi lên, hay là cùng tiến lên đây? Tần Diễm quét ánh mắt về Kim Nguyệt đế tổ. Thổi một cái huýt sáo vang dội. Cái tên ngu xuẩn kia, ngươi còn ở đây, ngươi rõ ràng không tổn thương được ta, còn dám đi theo tham gia náo nhiệt. Trong đầu ngươi là có hố, hay là cái hố dài quá đầu? Nếu ngươi đã chấp nhất như thế, ta không thành toàn cho ngươi, đều có lỗi với ngươi. Kim Nguyệt đế tổ kinh sợ lui hai bước, ánh mắt lấp lóe, lại không chần chờ, quả quyết lui về chiến thuyền, mang theo hai đại thần tộc rút lui. Lại chạy. Mặt huyết nguyệt thần tộc cùng lam nguyệt thần tộc đều nóng bỏng,
nhưng đế tổ đã chạy, bọn hắn ở lại chỉ có thể chờ chết. Ha ha, ha ha, ha ha ha, Kim Bì lão tặc, trốn thật xa cho ta, lại để cho ta nhìn thấy ngươi một lần nữa, ta luyện sống ngươi. Tần Diễm Tùy Thiện cười to, điên cuồng cùng phách lối đến cực điểm, nhưng mấy giây ngắn ngủi, nụ cười chợt dừng lại, sát khí cuồng liệt cuồn cuộn ra khắp nơi, hắn đánh rách tả tơi không gian, vung lên huyền hoàng trọng quyền, sát bôn thâm uyên ma tổ. Con dẹp, mẫu thân nó, người đánh lén ra ra ta hai lần. Hôm nay, người không đi được. Ngăn hắn lại. Ma khí toàn thân thâm uyên ma tổ như cuồng chiều tụ tập, khí tức kịch liệt suy yếu, nhưng ma khí trong thân thể như tuyệt thế luyện lô, đang tầng tầng lớp lớp áp chế. Quy mô từ đại dương mênh mông đến kích cỡ hồ nước, lại đến dòng suối, lại đến một thanh ngân châm. Áp chế kinh khủng hoàn thành trong vài phút ngắn ngủi. Một siêu cấp sát khí được cường giả đế cấp ngưng luyện toàn bộ ma khí, thành hình trong thân thể hắn. Một kích này, đủ để trọng thương đế tổ. Một kích này, đủ để chấn nhiếp tất cả đế tổ của thiên nguyên tinh vực. Nhưng tại thời khắc này, thâm uyên ma tổ cảm nhận được sự khẩn trương trước nay chưa từng có. Cuồng ngạo, dám khiêu khích thiên nguyên tinh vực như thế, ngươi vẫn là kẻ đầu tiên. Không gian xung quanh hỗn thế đế tổ cuồn cuộn mãnh liệt. Thiên địa vạn vật đều như là rối loạn ở xung quanh hắn, hắn ngược dòng không gian, chặn lại được trước mặt Tần Diễm. Từng luồng năng lượng cực hạn cuồn cuộn từ toàn thân, hội tụ ở cánh tay phải. Răng rắc, một quyền tuôn ra, đất trời phá toái. Một loại cực hạn ảo diệu, tràn ngập ý chí bất diệt, loạn pháp đại độ, tại trong chớp mắt, phá toái hết thảy pháp tắc cùng áo nghĩa. Chương 3403 ta, tuần sát sứ tinh vực 3. Giữa thế gian rộng lớn, trong rừng rậm vô hạn, thậm chí pháp tắc thế giới chúa tể, đều nhận trùng kích kịch liệt. Tần Diễm gào thét như dã thú, khí tức huyền hoàng trong cơ thể sôi trào, uy thế nặng nề vô tận khuấy động toàn thân, đón chiều cường hỗn loạn, nội chiến hỗn thế đế tổ. Bành! Trọng quyền bạo kích! Cực hạn hỗn loạn, đối oanh nặng nề vô hạn. Sóng chiều hỗn loạn bao phủ Tần Diễm, như là muốn vỡ nát sống hắn, nhưng hắn chống đỡ được, nương tựa theo thân thể vô cùng nặng nề. Uy lực huyền hoàng giao hòa cùng thiên địa, quả thực là đã gánh vác được pháp tắc cực hạn hủy trời diệt đất. Răng rắc, trọng quyền của hỗn thế đế tổ vỡ nát ngay lập tức, uy lực huyền hoàng chạm tới mặt giống như dòng lũ ngược dòng sông, ngạnh kháng uy lực hỗn loạn. Sau khi Tần Diễm giao hòa cùng, uy lực huyền hoàng càng tăng lên hơn so với trước đó, sau khi nuốt luyện ma tổ cường hãn, khí tức trở nên càng mạnh. Hỗn thế đế tổ cuồn cuộn ngực bụng phun một ngụm máu, bị đánh bay ra ngoài. Không chịu nổi một kích. Tần Diễm không có thừa thắng xông lên, mà là nhằm vào trời mà bay lên, đuổi giết Thôn Thiên Đế Tổ. Tới thật đúng lúc, Thôn Thiên Đế Tổ đang xé rách thiên địa, mênh mông vạn dặm đều giống như bức tranh hỗn loạn, bị hắn cưỡng ép thôn phệ. Tại thời điểm Tần Diễm giết qua, hắn biến thành cường quang như sấm trong vòng xoáy, cuồn cuộn kịch liệt, đánh ra một lợi kiếm sơn hà kinh khủng. Lợi kiếm dài tới trăm dặm, cường quang lượn lờ, sinh cơ bàng bạc. Khuấy động uy lực sơn hà vô biên, ép về phía Tần Diễm. Nhưng, lấy danh địa mẫu, Tần Diễm đối diện bay lên, tại thời điểm va chạm trọng kiếm sơn hà, một tiếng bạo hống vang dội, huyền hoàng mẫu khí cuồn cuộn, phóng lên tận trời, trấn trụ sơn hà trọng kiếm. Xảy ra chuyện gì? Thôn Thiên Đế Tổ đột nhiên phát hiện hắn khống chế không nổi sơn hà trọng kiếm. Sơn hà trọng kiếm tràn ngập khí tức tự nhiên nặng nề, vắt ngang ở giữa không trung. Tần Diễm đạp trên trọng kiếm cất bước phóng tới, tại thời điểm đến gần chuôi kiếm, hình thể khổng lồ một phát bắt được, cánh tay vặn vẹo, cuồng lực cuồn cuộn, bổ sơn hà trọng kiếm về phía vòng xoáy Thôn Thiên ở không trung. Ngươi, đáng chết! Thôn Thiên Đế Tổ ngạnh kháng sơn hà trọng kiếm, sóng chiều thôn vệ thảm liệt như hàng tỷ tia lôi đình, cưỡng ép tách rời trọng kiếm. Nhưng ngay sau đó Tần Diễm lại giết vào vòng xoáy thôn vệ. Ngạnh kháng lấy mảnh sóng chiều có thể thôn vệ chư thiên kia, đuổi giết chân thân Thôn Thiên Đế Tổ. Thôn Thiên Đế Tổ triển khai toàn bộ thực lực, uy thế thôn vệ đạt tới cực hạn, vòng xoáy cuồn cuộn kịch liệt như là hiện ra hình dáng thiên nguyên đại thiên đế, muốn thiên địa vạn vật đều thuộc về năng lượng bản nguyên. Cơ thể Tần Diễm vậy mà lại xuất hiện dấu hiệu hòa tan, nhưng không có ảnh hưởng đến bất cứ hành động gì của hắn. Thời đại loạn võ năm đó, Thôn Thiên Ma Đế đều không thể luyện hóa ta, chỉ bằng ngươi. Dám vào thôn phệ lĩnh vực của ta, ngươi cũng là người đầu tiên. Thôn Thiên Đế Tổ như là mượn tới uy lực thiên nguyên, trải rộng ra hơn nghìn dặm đại dương thôn phệ, điên cuồng thôn phệ Tần Diễm. Bên ngoài vòng xoáy, đất trời rung chuyển, vô số cây rừng đột ngột nhảy lên,
số lượng lớn núi cao đều bị phá thành mảnh vỡ, trùng điệp, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tràn vào vòng xoáy, trong giây lát đã hóa thành năng lượng. Ngay cả mê vụ trên không trung, thậm chí là cửu trọng thiên mạc, đều hứng chịu tới xé rách. Về phần trong vòng xoáy, thì hắc ám bạo động, kịch liệt nhất lên, bên trong không có phương hướng, cũng không có thôn thiên vết tích, bốn phương tám hướng tất cả đều là thôn phệ năng lượng. Ha ha, thả ra toàn bộ thực lực sao? Cái này gọi tính sai lầm chiến thuật. Từ giờ trở đi, người muốn luyện hóa ta, lại không thể có bất cứ sự thư giãn nào cả, thôn phệ tất cả những thứ vỡ nát trong trời đất, như thế này thì sẽ không có ai dám đến nhúng tay. Chiến trường này, chỉ có ngươi cùng ta, nhưng ngươi muốn luyện hóa ta, không có 10 ngày là điều không thể nào. 10 ngày, đủ để ta tìm tới ngươi 100 lần. Tần Diễm mạnh mẽ đâm tới trong nước xoáy, khí tức huyền hoàng tiếp tục bạo động, cuồn cuộn lấy vòng xoáy thôn phệ, cẩn thận lục soát phết tích thôn thiên đế tổ. Thôn thiên đế tổ xác thực đã đẩy thôn phệ lĩnh vực lên đến cực hạn. Dựa theo dự đoán, không có bất kỳ cơ thể nào có thể kiên trì trong lĩnh vực của hắn. Nhưng rất nhanh, hắn đã phát hiện vấn đề. Đây cũng không phải cơ thể náu thịt nào cả, thậm chí càng không phải năng lượng thể. Cũng không thể xem như là một vật sống. Đây là vật gì? Thôn thiên đế tổ cẩn thận cảm nhận năng lượng thôn phệ, cái này không phải chính là khí tức sơn hà sao, còn có huyền hoàng mẫu khí. Đây là một phiến đại lục. Đại lục có ý thức. Lại còn dùng đại lục rèn luyện vũ khí nào đó. À, đúng, vũ khí. Đây là đế binh. Đây là một kiện đế binh có được ý thức của bản thân. Trách không được Kim Nguyệt Đế Tổ không làm gì được hắn, trách không được Thâm Uyên Ma Tổ tập kích không có hiệu quả chí mạng. Cái này, mẫu thân nó, đây lại là đế binh hình người. Thâm Uyên Ma Tổ tụ tập toàn bộ khí tức, từ bên ngoài nhìn không có chút ba động nào, tiềm phục trong phế tích, nhìn chằm chằm bầu trời vận sức chờ phát động. Lần này, hắn không đánh ngực tên điên kia, hắn muốn nhắm chuẩn chỗ mi tâm, nhìn xem có cái hiệu quả gì. Đều rút lui về sau, giữ vững khoảng cách an toàn, không được để bị ngộ thương. Hỗn Thế Đế Tổ thét lên ra lệnh chiến thuyền lui lại, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vòng xoáy thôn phệ tiếp tục mở rộng trên không trung, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Mặc kệ tình huống bên trong như thế nào, đều có thời điểm tản ra. Đến lúc đó, nếu như là Thôn Thiên Đế Tổ thắng, hắn sẽ lập tức bổ nhào qua bổ sung một kích chí mạng, nếu như là tên hỗn đản kia càng hơn một bậc, cũng hẳn là bị nuốt đến trọng thương, hắn có thể đánh một kích chí mạng. Chương 3404 ta, tuần sát sứ tinh vực 4. Ra tay. Lúc này, ba vị thần tôn bảy vị thánh hoàng của Thôn Thiên Đế tộc lại rời khỏi chiến thuyền, xông về vòng xoáy trên không trung. Bọn hắn muốn hiệp trợ đế tổ của mình, luyện cái tên điên không biết từ đâu xuất hiện kia. Dừng tay cho ta. Đột nhiên, một tiếng lệ quát vang vọng đất trời. Dung chuyển từ sâu trong rừng rậm, một gốc thần thụ lượn lờ kỳ quang nhanh chóng sinh trưởng, thân cây sinh trưởng tốt, nhánh cây vung vẩy, giơ lên cường quang đầy trời, giữa mấy hơi ngắn ngủi, hóa thành đại thụ nguy nga mấy ngàn thước. Mặt ngoài thân cây uốn lượn lấy hoa văn cổ lão mà phức tạp, như là uy lực sụp đổ đại đạo, mà trong tán cây tươi tốt lại treo đầy lấy lít nha lít nhít linh quả, mỗi viên linh quả đều có hình thái khác nhau, cũng khuấy động năng lượng khác biệt. Tại đỉnh tán cây, trà cây xen kẽ, tạo thành một chiếc ghế, phía trên là một vị nữ tử mỹ lệ phong hoa tuyệt đại ngồi đấy, mặc dù mang theo mạng che mặt, nhưng lại khó nén phong thái tuyệt thế của mình, càng không thể che hết phần giận dữ kia. Có chừng có mực đi, tinh vực chúng ta mở ra toàn diện là quà tặng đối với vũ trụ. Chúng ta tiếp nhận cùng bỏ mặc toàn bộ sinh linh tiến đến tìm kiếm cơ duyên. Các ngươi nên biết đội ơn, phải hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Cho dù là muốn ồn ào, cũng phải chú ý phân tắc. Nhìn, nhìn đi, nhìn xem các ngươi đều làm cái gì. Ngũ hành thần thụ bị rút đi hủy hơn 3 vạn dặm sơn hà. Hơn 1.700 cái cây, hơn 22 triệu gốc bảo dược, cứ như vậy bị các ngươi chà đạp rồi. Đối với các ngươi mà nói, bọn chúng đều là thực vật. Nhưng đối với chúng ta mà nói, bọn chúng là sinh mệnh, là con dân tinh vực chúng ta. Con dân. Đông Hoàng Thiên Du giận dữ đứng dậy, chỉ vào các tộc trên trời giận mắng. Giống. Thiết long cổ thụ giống như là cương thiết ác long, quay quanh trên người địa ma thụ, ngẩng đầu lên trời phát ra tiếng long ngâm mát lạnh. Toàn thân địa ma thụ tăng sinh ra trà cây tráng kiệt, như là từng con huyết long, hoành hành tứ phương, va chạm mặt đất, hét lên đầy giận dữ với bầu trời. Một màn đột nhiên này, không chỉ có trấn trụ các tộc đang rút lui, cũng hù dọa hỗn loạn đế tổ. Bọn hắn nhìn kỹ gốc thần thụ nở rộ uy lực đại đạo kia một chút,
lại nhìn ma thụ tương tự ác thú, cùng thiết thụ tương tự chiến long ở phía sau, trong lúc bất chợt hít vào từng ngụm khí lạnh. Đây là thụ linh bên trong tinh vực truyền thuyết. Nữ tử thần bí kia là ai? Chẳng lẽ là một loại thụ linh nào đó? Hoa linh, yêu linh. Bọn hắn lại kinh động đến. Hộ giả tinh vực chúa tể cấp. Đông Hoàng Thiên Du chỉ vào bọn hắn quát tháo. Các ngươi là tiến đến, trước tiên không nắm chặt thời gian tìm kiếm cơ duyên, cảm nhận uy lực tự nhiên, kết quả lại là náo lại là giết, lại là làm càn phá hư. Đối với thực tinh vực chúng ta vật không có bất kỳ sự tôn trọng nào, hành vi của các ngươi đơn giản chính là tùy ý trà đạp. Nếu các ngươi thật sự không hiểu thu liếm, đừng trách chúng ta không khách khí. Nếu như chọc giận chúa tể của chúng ta, trực tiếp đóng tinh vực lại, biến mất từ vũ trụ, các ngươi đều để lại chất dinh dưỡng đi. Hỗn Thế Đế Tổ há miệng, trần chờ một lát, quả thực là đã đè đế uy hỗn loạn đang sôi trào lại, bày ra tư thái tôn kính, còn nghiêm túc thi lễ một cái đối với Đông Hoàng Thiên Du. Linh nữ bất giận, chúng ta vô ý mạo phạm tinh vực truyền thuyết, là có một người điên khiêu khích chúng ta, sát hại đế tổ tinh vực chúng ta, bất đắc dĩ mới ra tay. Thánh Hoàng cùng các thần ma trên chiến thuyền trao đổi ánh mắt, đều liên tiếp thu liếm tư thái. Linh tộc bảo vệ, đắc tội không nổi. Trước đó thật sự là quá ngây thơ rồi, coi là tiến vào nơi này có thể tùy tiện náo, không nghĩ tới người ta còn đang chú ý bọn hắn. Ngẫm lại cũng đúng. Thôn Thiên Đế Tổ bên trong vòng xoáy thôn phệ cũng chú ý tới tình huống phía dưới, lập tức tản ra uy lực thôn phệ, kết quả trong bóng tối ngao âm thanh quái khiếu, Tần Diễm giết tới gần hắn. Mẫu thân nó ngươi là kẻ ngu xuẩn sao? Đều ngừng. Thôn Thiên Đế Tổ chửi ầm lên, dưới sự vội vàng, chật vật phản kích, kết quả oanh tiếng nổ, nửa người vỡ vụn, nương theo huyết thủy đầy trời, đánh về phía rừng rậm. Đông Hoàng Thiên Du chỉ lên trời quát tháo. Ta bảo các ngươi dừng tay. Không nên ép đích thân chí tôn chúng ta tới sao? Tần Diễm không hiểu thấu, nhưng vẫn dừng lại. Con quỷ nhỏ đang làm gì? Thôn Thiên Đế Tổ chịu đựng đau nhức kịch liệt, đi tới bên cạnh Hỗn Thế Đế Tổ. Đều nghe kỹ cho ta đến truyền đạt chỉ lệnh tới các ngươi. Nếu như những đại đế các ngươi đây không tuân thủ quy củ nơi này, tùy ý phá hư môi trường tự nhiên, chúa tể đuổi toàn bộ các ngươi ra ngoài. Không chỉ là các ngươi, còn có tất cả thần ma cùng đại đế khác. Nếu như lại phát sinh chuyện gì quá phận, thời gian lần mở ra này, rút ngắn 5 năm. Đông Hoàng Thiên Du với tư thái uy nghiêm, ngữ khí bá đạo. Thôn Thiên Đế Tổ cùng Hỗn Thế Đế Tổ liên xưng không dám, Thánh Hoàng cùng các thần ma ở phía sau càng thu liếm tư thái, không dám có chút bất kính. Thâm Uyên Ma Tổ đều từ trong rừng rậm xuất hiện, trở lại bên trong chiến thuyền, tản ra ma khí cô đọng. Đông Hoàng Thiên Du nói, vừa rồi là mệnh lệnh chúa tể. Cũng chỉ là cảnh cáo rộng rãi. Nếu như các ngươi không biết hối cải, chọc giận 18 chí tôn, hậu quả do các ngươi tự hành gánh chịu. 18 chí tôn. Bọn người Thôn Thiên Đế Tổ âm thầm hít một hơi, chẳng lẽ là đại đế chí tôn cấp? 18 vị sao? Không hổ là tinh vực truyền thuyết, không hổ là tinh vực cấp chúa tể, lại có nhiều tồn tại kinh khủng như vậy. Vạn đạo thần thụ đều bội phục, nương môn nhi này mê sảng, nói dối là há mồm liền đến. Chương 3405 lão nương không hứng thú. Ta nhớ kỹ bộ dáng mấy người các ngươi, tự giải quyết cho tốt. Đông Hoàng Thiên Du hừ một tiếng, ngồi trở lại trên ghế mây. Về. Vạn đạo thần thụ phối hợp với nàng diễn kịch, chờ nàng đi đến chỗ rừng sâu. Địa ma thụ trở thiết long cổ thụ, cũng đi theo rời khỏi. Mỹ nữ, chờ một chút. Tần Diễm đột nhiên một cuống họng, lao xuống, đuổi về phía Đông Hoàng Thiên Du. Ta có thể gặp chí tôn các ngươi một chút hay không? Chí tôn cao quý, không tiếp khách. Ta muốn chuộc tội vì ta vừa mới lỗ mãng, không biết. Nếu quả thật có thành ý, cùng ta tới. Bọn người Thôn Thiên Đế Tổ đứng giữa không trung, sắc mặt tương đương không dễ nhìn. Vậy mà kinh động đến chúa tể rồi. Tuy nhiên nhìn phế tích kéo dài mấy vạn dặm xung quanh này, bọn hắn xác thực huyên náo quá mức. Tương đương mở một cái đầu hỏng bét. Để sau khi cường tộc tiến đến phía sau thấy ấn tượng đầu tiên chính là, nơi này có thể tùy tiện náo. Cũng khó trách chúa tể sẽ tức giận. Trong lòng bọn họ cảm giác sầu lo sâu sắc, nếu đắc tội chủ nhân tinh vực, không biết phía sau còn có cơ hội tìm ra cơ duyên tốt hơn hay không. Dù sao nơi này cũng là tinh cầu chúa tể khống chế, nếu như cố ý không để cho bọn hắn tìm kiếm, hoàn toàn có thể điều động pháp tắc để bọn hắn gặp không may. Ai? Việc này khó khăn rồi. Đều trách cái tên Kim Nguyệt Đế Tổ kia, nếu không phải cho gây bọn hắn phiền phức lớn như vậy.
Tên điên kia nhìn tùy tiện như thế, vậy mà cũng biết thỏa hiệp. Trực tiếp liền đi chuộc tội. Có thần tôn âm thầm rung động, đế có được giãn được như thế này, thật sự là hiếm thấy. Cái kia nào chỉ là chuộc tội, nếu như vận khí tốt, gặp được chí tôn thật, nhất định có thể đạt được cơ duyên phi phàm. Thần tôn khác cũng rất hâm mộ. Chúng ta có nên theo sau hay không? Thôn thiên đế tổ cao mày, hắn tràn đầy chờ mong đối với trận siêu cấp cơ duyên 500.000 năm vừa gặp này, nếu như bởi vì không tôn trọng nơi này mà bị hạn chế, thật sự là đủ uất ức. Không nên nhìn chúa tể nhỏ mọn như vậy, nếu quả thật muốn hạn chế chúng ta, chỉ sợ sẽ không đi ra cảnh cáo. Thâm Uyên Ma Tổ nói. Thôn thiên đế tổ nghiêm túc nói. Bất kể như thế nào, chúng ta vẫn là nên thu liễm một chút, nơi này cuối cùng cũng không phải thiên nguyên tinh vực. Truyền tin tức đi, nhắc nhở thần tộc cùng đế tộc tinh vực chúng ta, làm việc chú ý phân tắc. Nếu như gặp lại bảo vật như ngũ hành thần thụ, hái linh quả là được rồi, tuyệt đối không được trực tiếp đào đi. Còn có, nếu như gặp phải một linh nữ thần bí ngồi ở trên tàng cây, tuyệt đối không được bất kính, rất có thể là nàng người tuần tra tinh vực này. Tất cả cường giả thần tộc đế tộc gật đầu thật sâu, tuyệt đối không nên mạo phạm linh nữ kia. Mặc dù cảnh giới giống như chỉ là thánh hoàng, nhưng có thể cưỡi thụ yêu thần cấp, còn thụ mệnh chúa tể, chỉ sợ thân phận vô cùng đặc thù. Nói không chừng chính là hậu đại vị trí tôn nào đó. Không thể nào gây được. Thôn thiên ma đế còn nói thêm. Cũng phải cảnh giác người điên kia, hắn giống như, là vũ khí. Khuôn mặt các thần ma khác có chút động. Vũ khí đế cấp đã thức tỉnh linh trí. Lại còn là linh trí gửi vào trên một loại vũ khí nào đó. Trách không được bốc lửa như vậy. Không tệ, vậy mà có thể nghĩ ra chủ ý như thế này. Tần Diễm đi theo phía sau vạn đạo thần thụ, thật phục con quỷ nhỏ này, lại hù dọa những đế tộc cao ngạo kia. Không cần cứ phải chém chém giết giết, chúng ta là tới tìm bảo vật. Phạm vi tinh vực truyền thuyết rộng đến hàng tỷ dặm, coi như cho chúng ta 100 năm, đều đi không hết. Đông Hoàng Thiên Du ngồi trong tán cây, hưởng dụng linh quả, đôi mắt chiếu lấp lánh quét mắt nhìn cây rừng xung quanh. Người vẫn luôn bĩu, không sợ trời không sợ đất như thế sao? Lần đầu tiên Tần Diễm nhìn thấy Thánh Hoàng trêu đùa thần ma cùng đại đế, còn phóng khoáng thong dong như vậy, thật sự là làm cho hắn mở to con mắt. Cái này gọi mưu trí, cái này gọi là ứng biến, tiểu gia hỏa học tập một chút đi. Sao ta lại cảm thấy ngươi có chút khí chất tìm đường chết vậy? Có biết nói chuyện hay không? Đông Hoàng Thiên Du liếc nhìn hắn. Thiết Long cổ thụ ở bên cạnh lắc đầu. Trước đó tại Tổ Sơn có lão đầu nhi Ngụy Thiên Thu kia trói buộc. Nương môn nhi này còn thu liễm một chút, lần này Khương Phàm để một mình nàng đi, ai? Giải phóng thiên tính. Vạn đạo thần thụ cũng lắc đầu, ai bảo đồ đệ người ta là con trai nuôi, còn dưỡng thành chủ nhân thế giới cơ chứ? Tần Diễm đi mau mấy bước. Hỏi thật, lão bạn nhi ngươi vẫn còn chứ? Đông Hoàng Thiên Du thuận miệng nói. Lão nương khắc chồng, ngươi cút cho ta. Gương mặt thô cuồng của Tần Diễm gạt ra mấy phần nụ cười khó có được. Ngươi có hứng thú theo đuổi ta hay không? Cái quái gì? Theo đuổi ta đấy, ta vẫn còn chưa thử qua nữ tử, ngươi theo đuổi thử một chút, nói không chừng sẽ thành. Lão nương lại tịch mịch, cũng sẽ không phát tao đối với một cái địa hang. Địa hang, lão tử là đại địa mẫu đỉnh. Đỉnh không phải vạc, cút ngay. Con quỷ nhỏ, cho tới bây giờ không người nào dám nói chuyện như thế cùng Tần Diễm ta. Vậy thì không có rồi. Đông Hoàng Thiên Du ra hiệu vạn đạo thần thụ tăng thêm tốc độ, cái địa hang này làm sao lại đột nhiên sao động. Tần Diễm có loại cảm giác phức tạp không nói được, theo sát mấy bước, nhảy vọt lên, vững vững vàng vàng rơi xuống bên cạnh Đông Hoàng Thiên Du. Ngươi có nam tử sao? Không xong rồi, ngươi là tới tìm bảo vật, hay là đến cua nữ tử? Ta là đột nhiên nghĩ đến, nếu như ta mang nữ tử trở về, phụ thân ta hẳn là càng vui mừng. Cút, lão nương không có hứng thú đối với địa hang. Chương 3406 ra ngươi. Ta đây là phân thân, chân thân ta tại chỗ phụ thân. Ta là chăm chú, ngươi theo đuổi ta một chút, chẳng may thành thì sao? Đầu ngươi bị dung nham cháy hỏng rồi. Ta, Đông Hoàng Thiên Du, theo đuổi ngươi. Đúng vậy, theo đuổi ta. Ngươi bị bệnh thần kinh à? Nam tử thiên hạ đều chết hết, Đông Hoàng Thiên Du ta vẫn phát tình. Ta nhìn rất khó làm. Nhưng kỳ thật rất dễ làm. Tránh ra. Nếu quả thật thành, không chỉ có ta vui mừng, phụ thân ta vui mừng, mẫu thân của ta càng vui mừng. Sức một mình ngươi, để ba người đều vui mừng.
Lão nương không vui mừng. Ngươi vui mừng, ngươi khẳng định vui mừng, hài tử của ngươi càng vui mừng. Phạm tiện. Đông Hoàng Thiên Du tức đến trợn trắng mắt, vạn đạo thần thụ, địa ma thụ cùng thiết long cổ thụ đều vểnh tai nghe vở kịch lớn đặc sắc này. Hài tử của ngươi khẳng định vui mừng, hài tử của ngươi vui mừng, ngươi khẳng định càng vui mừng. Bây giờ không phải là hắn vội vã rút ngắn liên quan cùng phụ thân ta sao? Ngươi nhìn xem, nếu như ngươi ta làm xong, ta mang các ngươi trở về liền có thể giới thiệu như thế này. Đây là nữ tử của ta, đây là hài tử của nàng. Hài tử của nàng, chính là nhi tử của ta. Khương Phàm, gọi ra ra. Phụ thân ta một vui mừng, cháu trai tốt. Ngươi nhìn xem, quan hệ này. Trong nháy mắt liền tăng lên tới thân tình. Thương Thiên, cái kia đều không gọi chuyện gì. Bằng vào tính tình kia của phụ thân ta, kéo lấy địa ngục lao tới Thương Thiên tinh vực, chính là gọi Thương Thiên, ngươi khi dễ cháu của ta sao? Bầu không khí đột nhiên an tĩnh. Bọn vạn đạo thần thụ đều từ từ ngừng lại. Địa ma thụ cùng thiết long cổ thụ hai mặt nhìn nhau. A, à, cái này, giống như. Vạn đạo thần thụ đều ngây ngẩn cả người, ra ra. Cháu trai, cái này nếu là thật thành, địa vị của Khương Phàm tại vũ trụ coi như. Ổn định. Tần Diễm đưa ánh mắt nóng bỏng nhìn Đông Hoàng Thiên Du. Đông Hoàng Thiên Du nhướng mày, quái dị nhìn Tần Diễm. Tần Diễm nháy mắt. Thế nào, ngươi vui mừng không, có phải tất cả đều vui vẻ hay không? Đông Hoàng Thiên Du vuốt vuốt đầu, hỏng, ta đây vậy mà lại cảm giác có chút đạo lý như vậy. Đuổi hay không đuổi? Tần Diễm vỗ vỗ vạn đạo thần thụ, cũng làm chỗ ngồi cho hắn. Ánh mắt Đông Hoàng Thiên Du lạnh lùng. Ngươi làm gì? Tần Diễm cố gắng gạt ra nụ cười. Bảo vệ ngươi, chỉ với cái khí chất tìm đường chết của ngươi đây để người ta muốn ngừng mà không được, rất dễ dàng chết thật. Đông Hoàng Thiên Du hất cái suy nghĩ hoang đường vừa rồi kia ra, trầm giọng nói. Lão nương bây giờ là tuần sát sứ tôn quý, ngươi ngồi bên cạnh ta tính là gì? Vậy ta ngồi đâu? Chúng ta là tới tìm bảo vật, ngồi ở chỗ này bảo bối liền tự mình đến rồi. Sao ngươi lại ngồi? Ta là tuần sát sứ. Từ hôm nay trở đi, ngươi giấu đến dưới gốc cây cho ta, tận lực che giấu khí tức. Chờ đến lúc ta cần, sẽ thông qua rễ cây vạn đạo thần thụ nhắc nhở ngươi, ngươi ở dưới mặt đất lay động mãnh liệt, phóng xuất ra đế uy cường hãn cho ta. Tạo đủ thế cho ta. Chỉ cần có thể đánh thanh danh đi ra, ta mang ngươi hoành hành tinh vực truyền thuyết. Tần Diễm ta còn chưa từng tạo qua thế cho người khác, tuy nhiên vì ngươi, phá lệ. Tần Diễm thả người nhảy xuống vạn đạo thần thụ, chìm đến dưới đất. Bởi vì là đại địa mẫu đỉnh, cho nên dung hợp vô cùng triệt để, cơ hồ cảm giác không đến sự tồn tại của hắn. Đông Hoàng Thiên Du nói, vạn đạo thần thụ, địa ma thụ, thiết long cổ thụ, nhìn các ngươi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chỉ cần bảo vật tinh phẩm. Ba gốc thụ yêu lay động mãnh liệt, tản mát ra mê quang mênh mông. Vạn đạo thần thụ bằng vào thuộc tính đặc biệt, dò xét lấy cây rừng cùng hoa cỏ trong rừng rậm. Địa ma thụ thì mở rộng ra sợi rễ dày đặc, dò xét bảo vật dưới đất. Thiết long cổ thụ phóng tới khắp nơi, tìm kiếm lấy thụ yêu loại linh thể. Bảo vật ở nơi này thật sự là nhiều lắm. Nhiều đến mức để cho ngươi hoa mắt. Hận không thể vĩnh viễn ở lại chỗ này. Giống loại linh quả ngàn năm nở hoa lại ngàn năm kết quả kia, bên ngoài khó gặp, nơi này lại có thể thấy được ở khắp nơi. Còn có nhân sâm thành tinh, vậy mà lại thành đàn ẩn hiện dưới mặt đất cùng trong rừng rậm. Đông Hoàng Thiên Du ỉ vào tòa mẫu đỉnh không gian của Tần Diễm kia cũng đủ lớn, nhìn thấy thứ gì ra dáng liền cuốn đi toàn bộ. Đại bộ phận là nhổ tận gốc, di chuyển chỉnh thể. Dùng lại lời nói của nàng. Cái này gọi có thể tiếp tục phát triển. Tần Diễm thỉnh thoảng phiếm vài câu nói cùng Đông Hoàng Thiên Du. Nói là nói chuyện phiếm, nhưng thật ra là quấy rối. Ngay cả Tần Diễm cũng cảm thấy kỳ quái, trước đó không hứng thú đối với nữ tử, càng sẽ không nói chuyện, bây giờ không chỉ có hứng thú, cãi lại như huyền hà. Đây là thế nào? Đột nhiên liền thông. Quả nhiên trước đó vẫn không có gặp được người thích hợp mà. Đông Hoàng Thiên Du đều phiền muộn, sống mấy trăm năm. Lại bị cái tên địa hang kia quấy rối, đã vậy lại còn càng ngày càng khởi kình, cuối cùng không thể trực tiếp nhịn được nữa. Ngươi là tể tử, ta là thiên mẫu, ta không xứng với ngươi. Con non, nhi tử của chúa tể, tể tử, mẫu thân thiên đế, thiên mẫu, ngươi cao quý hơn so với ta, chúng ta không thích hợp. Ta cao quý hơn so với ngươi, ngươi nói thế này, giống như lộ ra ngươi càng cao quý hơn. Tóm lại chúng ta không thích hợp,
người khống chế một chút. Sau mười mấy ngày, một trận đại chiến đã hấp dẫn sự chú ý của bọn hắn. Thiên văn đế tộc của Thiên Nguyên Tinh, Tam Sinh đế tộc của Thiên Võ Tinh, Oan Nghiệt Sơn của Thiên Mạch Tinh, ở giữa ba bên đế tộc bạo phát xung đột kịch liệt. Nguyên nhân xung đột là phát hiện một tế đàn cổ lão tại nơi cực sâu trong rừng rậm, bên trên tế đàn có một sợi thải quang thần bí. Lấy tế đàn làm trung tâm, phạm vi hơn vạn dặm đều bố trí bình chướng cường đại. Chương 3407 mở cửa đãi khách. Tam đại đế tộc bọn hắn cho là phát hiện bí cảnh, cường cường liên thủ, liên hợp đột phá, quét ngang mấy ngàn dặm, rốt cuộc cũng đã tới hạch tâm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng, nơi này không có thực vật đặc thù, không hề có linh bảo như tưởng tượng, chỉ có một cái tế đàn nhìn rất đặc biệt, cùng một sợi thải quang tràn ngập khí tức đặc thù. Bọn hắn trước sau giày vò nửa tháng, vậy mà chỉ có một bảo vật. Bảo vật thuộc về ai? Thải quang xem ra rất bất phàm. Nói không chừng là đồ tín ngưỡng của linh tộc đã rút lui. Tam đại đế tộc ai cũng không chịu thỏa hiệp, huống chi trông coi thần tộc phụ thuộc mình. Vậy phải làm sao bây giờ? Đánh thôi. Tam đại đế tộc, bảy đại thần tộc, vây quanh tế đàn chém giết kịch liệt. Ai cũng không chịu nhường ai. Càng đánh càng hung, càng đánh càng điên. Vừa mới bắt đầu vẫn là quan hệ hợp tác, đánh lấy đánh để lại đánh ra thù hận. Đã nói xong luận bàn tỉ thí, người nào thắng thì thuộc về người đó, kết quả đánh lấy, hận không thể giết chết đối phương. Thần cấp cùng đế cấp chém giết, huyên náo oanh oanh liệt liệt, phạm vi ảnh hưởng đâu chỉ là ngàn dặm. Không chỉ có kinh động đến bọn người Đông Hoàng Thiên Du, một đội ngũ liên hợp khác hoạt động gần đó cũng nhào về phía nơi này. Dừng tay, tất cả dừng tay, không sai biệt lắm đi. Nếu như chết thần, người nào chịu trách nhiệm? Tam Sinh đế tổ gầm thét, cưỡng ép rời khỏi vòng chiến đế cấp, cảnh giác đội ngũ đang nhanh chóng tới gần. Hai vị đại đế của Oan Nghiệt Sơn cùng Thiên Văn đế tộc cũng liên tiếp dừng lại, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đội ngũ liên hợp xa xa, ba tôn yêu đế. Yêu đế hỗn độn của Thiên Nguyên Tinh, Xích Đồng Thiên Lân bá chủ Thiên Thanh Tinh, cùng yêu đế độc đế Minh Thố vô thượng của Thiên Linh Tinh. Nơi này là chúng ta phát hiện trước. Các ngươi đến nơi khác tìm vận may đi. Thiên văn đế tổ cùng hỗn độn yêu đế cùng thuộc thiên nguyên chủ tinh, giữa lẫn nhau quá quen thuộc, khi hỗn độn yêu đế quay tròn loạn chuyển cặp mắt nhỏ thức dậy kia, là hắn biết đã tâm tư của cái tên to béo này. Đồ tốt! Trong mắt hỗn độn yêu đế nổi lên tia sáng tham lam, chăm chú nhìn sợi thải quang kia. Biết đó là cái gì không? Xích đồng thiên lân tương tự kỳ lân, lại tỏa ánh sáng ngũ sắc, toàn thân lưu chuyển lên khí tức đại đạo. Tự nhiên ảo diệu. Không biết là cái gì, nhưng khẳng định là đồ tốt, nó đều để cho hỗn độn nguyên lực của ta sao động. Giống như đang nói, ăn nó đi, ăn nó đi, hắc hắc. Một sợi ánh sáng, có thể có cái gì kỳ diệu? Là sợi ánh sáng kia đặc thù, hay là tế đàn? Độc đế Minh Thố áp chế khí tức kịch độc cuồn cuộn toàn thân, nhưng cho dù như thế này, xung quanh vẫn xuất hiện lỗ đen đáng sợ, như là bị ăn mòn đi ra. Không phải tế đàn. Là sợi ánh sáng kia, ta rất xác định, nó giống như có một loại năng lượng thần bí cổ lão nào đó. Hỗn độn yêu đế đã đợi không kịp, mãnh liệt đong đưa cơ thể to béo, mở ra miệng lớn, bên trong là lôi quang bạo động, như thiên kiếp cuồn cuộn, tràn ngập ra khí tức kinh khủng. Ta đang nói chuyện cùng các ngươi. Thiên văn đế tổ gầm thét, một cỗ thiên uy kinh khủng nổ tung, toàn thân lan tràn huyết văn hừng hực, như là sinh ra cộng minh cùng thiên nguyên đại đế, cưỡng bức đè ba vị yêu đế sao động lại. Nói chuyện cứ nói, giống cái gì? Hỗn độn yêu đế bất mãn, miệng lớn đang mở hí, lôi kiếp như bên trong bắn tung tóe ra, rơi xuống rừng rậm nổ tung ra từng cái hố to, như là vực sâu lao thẳng tới địa tầng. Đây là chúng ta phát hiện, mời các ngươi rời khỏi. Thiên văn đế tổ không muốn nổi xung đột cùng hỗn độn yêu đế, dù sao hai bên cũng đều là đế tộc cường đại do thiên nguyên đại thiên đế tự mình bồi dưỡng, tương đương với đế tộc bảo vệ thiên nguyên. Ha ha! Tinh vực truyền thuyết là mở ra một trận thịnh yến, đồ ăn trên yến hội đều là tùy tiện hưởng dụng, ai muốn ăn, đều có thể đưa tay, cũng không có nói món nào được làm chuẩn bị riêng. Hỗn độn yêu đế cười nhạo. Tinh vực truyền thuyết rộng đến hàng tỷ dặm, rượu ngon món ngon còn nhiều, rất nhiều, tại sao phải đến cướp của chúng ta? Ta thích ăn cái nào thì ăn cái đó, ngươi quản được sao? Hỗn độn yêu đế, chớ quá mức. Mẫu thân nó, ta ăn bữa cơm liền quá mức. Ta ăn nhà ngươi đúng không? Món ăn này, ta chiếm. Chỉ cần ngươi không ăn được vào trong miệng, ta liền có thể đưa tay cầm lấy. Hỗn độn yêu đế,
ta đang nói chuyện tử tế với ngươi, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chúng ta đều là đại thiên đế mang tới, nếu như tự giết lẫn nhau, không chỉ có rước lấy thế lực khác chế giễu, càng chọc giận đại thiên đế. Đến lúc đó, ta ăn đồ ăn liền tự giết lẫn nhau rồi. Các ngươi vừa mới đánh túi bụi, đều muốn đào mộ tổ, đó mới gọi tàn sát. Lão tử liền xem thường những nhân tộc ra vẻ đạo mạo như các ngươi đây. Chúng ta là luận bàn. Các ngươi thật sự có nhàn tình nhã trí, tiếp tục luận bàn. Bản yêu đế đói bụng, muốn ăn cơm. Hỗn độn yêu đế nhào về phía tế đàn nơi xa, chào hỏi Xích Đồng Thiên Lân cùng độc đế Minh Thố. Giúp ta ăn món ngon này, sau này lại đụng đến món ngon khác, ta nhất định giúp các ngươi bắt lấy. Yêu tộc chúng ta cũng sẽ không tự giết lẫn nhau. Xích Đồng Thiên Lân cùng độc đế Minh Thố đồng thời ra tay, phân biệt nhào về phía Tam Sinh đế tộc cùng Oan Nghiệt Sơn. Tuyệt đối không thể để rơi vào trong tay bọn họ. Các ngươi ngăn Xích Đồng Thiên Lân cùng độc đế Minh Thố lại, ta thu thập hỗn độn yêu đế. Thiên Văn đế tộc tương đương với Hắc Ma đế tộc tại thế giới của Khương Phàm, có được năng lượng cường đại có thể mượn dùng vạn đạo pháp tắc, thậm chí bên trong có đế tộc đại đế chí tôn cấp ngủ say. Hắn hoàn toàn không sợ hỗn độn yêu đế, ngang nhiên giết tới. Chương 3408 ánh sáng bất hủ 1. Sáu tôn đế tổ bộc phát, lập tức nhấc lên đế uy ngập trời, như đại dương mênh mông cuồn cuộn, giống như trời đất bạo động, những thần cường giả ma kia thì lập tức tung bay mấy trăm dặm. Các thần ma ai cũng không dám khinh thường, nhao nhao trở lại chiến thuyền, nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Dừng tay cho ta, nơi này là tế đàn chúa tể, chớ có làm càn. Vào thời khắc đế chiến hết sức căng thẳng, một tiếng quát mắng vang vọng khắp chiến trường, mặc dù dưới đế uy ba động hơi có vẻ yếu ớt, nhưng vẫn đưa tới sự chú ý của lục đại đế tổ tại không trung. Nhất là câu, tế đàn chúa tể kia, càng làm cho bọn hắn cảnh giác. Các chiến thuyền đang rút lui thì lần lượt dừng lại. Ngắm nhìn đại thụ sán lạn không biết xuất hiện từ lúc nào trong rừng rậm sụp đổ. Nhiều bảo vật như vậy, không đủ để các ngươi cầm. Hàng tỷ dặm cương vực, không đủ để các ngươi xông. Cũng dám mạo phạm tế đàn chúa tể. Thật to gan, các ngươi thật khi nơi này thành vườn rau xanh của các ngươi rồi. Đông Hoàng Thiên Du chỉ điểm 6 vị đế tổ, tức giận mắng mỏ. Tinh vực chúng ta cách mỗi 500.000 năm mở ra một lần, là vì ban ân cho vạn linh vũ trụ. Không hy vọng xa vời các ngươi mang ơn, không trông cậy vào các ngươi tế bái khấu tạ, nhưng ít ra phải có mấy phần kính sợ. Nhìn xem các ngươi đang làm gì, nhìn cái dáng vẻ dã man này của các ngươi xem, các ngươi coi nơi này là nơi vô chủ sao, các ngươi coi nơi này nợ các ngươi sao. Đổ ập xuống một trận giận mắng, tất cả thần ma cùng đế tổ đều bị hù dọa. Bọn hắn theo bản năng thu liễm uy thế, thành thành thật thật đứng ở nơi đó, trong lòng trừ hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Vậy mà thật có mấy phần khẩn trương. Giọng của Thiên Văn đế tổ đều không tự chủ mà thấp đi mấy phần. Ngươi là... Đông Hoàng Thiên Du cao giọng nói. Ta, tuần sát sứ tinh vực, phụng ý chỉ chúa tể, tuần sát tinh vực, duy trì trật tự việc ác. 13 ngày trước, năm đại đế hủy 3 vạn giám sơn hà của chúng ta, chọc giận 18 chí tôn, đã phát ra cảnh cáo nghiêm khắc. Mấy kẻ các ngươi đây càng ác hơn, vậy mà ồ ại dám mạo phạm tế đàn chúa tể. Biết nơi này là nơi nào không? Biết cái sợi thải quang kia là cái gì không? Biết không? Không biết. Hỗn độn yêu đế nói thầm, nhưng cái miệng rộng to lớn chỉ là nhuyễn động mấy lần, thực không có can đảm kêu đi ra. 18 chí tôn đại đế sao? Xích Đồng Thiên Lân âm thầm hồi hộp, không hổ là tinh vực cấp chúa tể, thật sự là đáng sợ. Mấy tên trước đó kia, thiên nguyên tinh vực, xem ra các ngươi cũng là thiên nguyên tinh vực. Ta sẽ ghi chép tình huống của các ngươi, bẩm lên chúa tể. Ghi chép. Tất cả đế tổ trao đổi ánh mắt, có ý gì? Đây không phải tinh vực mở ra, tùy tiện hưởng dụng sao? Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng nơi này là miễn phí đấy chứ? Hừ hừ. Đông Hoàng Thiên Du tự mô tự dạng cười lạnh, lập tức khiến cho bọn hắn khẩn trương. Xin hỏi, tuần sát sứ, tha thứ ta mạo muội, chúng ta ở chỗ này hoạt động, chẳng lẽ còn cần bỏ ra cái giá gì? Chúng ta mở cửa đãi khách, bản ý là quà tặng, ai cũng có thể đi vào ăn. Chỉ cần ngươi thành thành thật thật, không cao phá hư, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, thời điểm suy nghĩ đi khi nào đi thì khi đó đi. Nhưng nếu như ngươi lật bàn, mắng đầu bếp, gây sự đánh nhau còn đoạt xới nồi cơm, mạo phạm tẩm cung chủ nhân, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Đông Hoàng Thiên Du lung lay một khối ngọc bài trong tay, không đợi tất cả đế tổ thấy rõ ràng, tiện tay nhét vào ngực, tiếp tục nói.
Ta làm tuần sát sứ, ghi chép tất cả việc ác, cuối cùng tổng hợp bẩm báo. Về phần xử trí như thế nào, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Chỉ tới nhắc tỉnh một câu, mỗi lần thần ma cùng đại đế tiến đến đều rất nhiều, nhưng kẻ có thể thật sự rời khỏi, không có nhiều như các ngươi tưởng tượng. Đông Hoàng Thiên Du vừa nói ra lời này, tất cả thần ma cùng đế tổ đều khẩn trương lên. Hỗn Độn Yêu Đế lập tức chỉ vào Thiên Văn Đế Tổ bọn hắn hô to. Là bọn hắn mạo phạm nơi này, chúng ta là đến ngăn lại. Quá ghê tởm, quá hỗn đản, đơn giản bôi đen cho Thiên Nguyên Tinh Vực chúng ta. Ta nhất định chi tiết bẩm báo Thiên Nguyên Đại Thiên Đế, hung hăng trừng phạt bọn hắn. Ngươi có muốn mặt hay không? Thiên Văn Đế Tổ gầm thét. Ta nói sai sao, không phải là các ngươi xông vào nơi này, không phải là các ngươi phá hư chỗ này. Không phải là các ngươi vọng tưởng mạo phạm tế đàn. Tuần sát sứ, hung hăng ghi chép, không nên khách khí. Tên kia gọi Thiên Văn Đế Tổ, tên kia là Tam Sinh Đế Tổ, tên kia thì là Nghiệt Xúc. Ngươi mới là Nghiệt Xúc. Dâu Rier trên mặt Oan Nghiệt Lão Tổ đều dựng lên. Ghi lại bọn hắn, quá ghê tởm, trực tiếp nhìn không được. Ngài trước ghi chép, nơi này giao cho ngài, chúng ta không trộn lẫn ở đây nữa. Hỗn Độn Yêu Đế bay lên không bạo khởi. Thẳng vào mây trời, biến mất không còn bóng dáng. Các ngươi, thật sự là không nên. Đường đường đế tổ, vậy mà không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, ai? Xích Đồng Thiên Lân cùng Độc Đế Minh Thỏ tiếc nuối than thở, chạy không thể chậm hơn Hỗn Độn Yêu Đế. Bọn người Thiên Văn Đế Tổ bị phơi ở nơi đó, vừa khó xử vừa khẩn trương. Bởi vì trước đó bọn hắn quét ngang mấy ngàn dặm, phá mấy chục lớp cấm chế, trong tiềm thức đã bắt đầu hoài nghi nơi này là không phải cấm khu linh tộc. Kết quả, thật dẫn tới tuần sát sứ. Truyền thuyết tinh vực còn có tuần sát sứ. Bọn hắn vô cùng ngoài ý muốn, không phải nói nơi này hoàn toàn mở ra sao. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nơi này mở ra khoảng cách là 500.000 năm, lưu truyền tin tức theo thời gian cơ bản đều phiêu tán sạch sẽ, lưu lại một cái thời gian cố định, 500.000, mở ra cùng với truyền thuyết, vũ trụ quà tặng, trừ cái đó ra không còn tình huống chi tiết nào khác. Chương 3409 Ánh Sáng Bất Hủ 2. Thiên Nguyên Tinh Vực, Tam Sinh Đế Tổ. Đông Hoàng Thiên Du móc ra ngọc thạch từ trong ngực, bắt đầu ra vẻ ghi chép. Tam Sinh Đế Tổ quá sợ hãi, hoảng hốt vội nói. Chờ một chút, vị tuần sát sứ này, chúng ta không hiểu quy củ, mạo phạm cấm khu, nhưng xin nể tình chúng ta còn không có ủ thành đại họa, lại là vi phạm lần đầu, còn xin khai ân. Đông Hoàng Thiên Du không để ý đến, sau khi viết xong, lại thấp giọng tự nói. Thiên Nguyên Tinh Vực, Thiên Văn Đế Tổ. Chúng ta xác thực mạo phạm, nhưng chúng ta nguyện ý xin lỗi, còn xin khai ân. Tuần sát sứ. Ta là đế tộc phụ thuộc Thiên Nguyên Đại Thiên Đế, còn xin nhớ tới Đại Thiên Đế mặt mũi, tha thứ chúng ta lần này. Tuần sát sứ. Thiên Văn Đế Tổ lo lắng, lập tức vọt mạnh mấy bước về phía trước. Làm càn. Ánh mắt Đông Hoàng Thiên Du run lên. Vạn đạo thần thụ dưới thân lay động mãnh liệt, địa tầng oanh minh, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, một cỗ khí thế cuồng bạo muốn lật tung trăm vạn dặm sơn hà phóng lên tận trời, chấn động cả trời đất, trùng kích khung trời, mang cho bọn người Thiên Văn Đế Tổ chấn nhiếp cực lớn. Bọn người Thiên Văn Đế Tổ âm thầm hồi hộp, vội vàng ngăn chặn xúc động. Lần này, bọn hắn tin thật. Đông Hoàng Thiên Du hừ lạnh. Đừng cho rằng cảnh giới ta không bằng các ngươi thì có thể tùy tiện ra tay với ta. Bí mật của ta, bí mật mảnh tinh vực này, đều kinh khủng hơn nhiều so với các ngươi tưởng tượng. Bây giờ, cút cho ta. Nếu như lại để cho ta nhìn thấy các ngươi tùy ý làm bậy, ta định tấu bẩm chúa tể, trực tiếp biến các ngươi thành chất dinh dưỡng. Mạo phạm. Bọn người Thiên Văn Đế Tổ không dám mạo phạm, cũng không dám nói thêm nữa, xanh mặt rút lui, cưỡi chiến thuyền nhanh chóng rời khỏi. Rất nhiều thần ma nhìn tế đàn xa xa, âm thầm tiếc nuối. Dày vò lâu như vậy, không những không thu hoạch được gì, lại còn mạo phạm chủ nhân. Thật sự là uất ức. Cẩn thận kiểm tra. Đông Hoàng Thiên Du ra hiệu vạn đạo thần thụ cùng địa ma thụ dò xét cánh rừng xung quanh, để tránh có những cường giả khác ẩn núp. Tần Diễm cũng thông qua địa tầng cảm giác sơn hà, dò xét nguy hiểm. Hồi lâu qua đi, xác định gần đó không có những sinh linh khác cùng nguy hiểm, Đông Hoàng Thiên Du mấy người tới gần tế đàn, cẩn thận quan sát sợi ánh sáng rực rỡ kia. Tần Diễm xông ra. Ngươi đoán xem dưới tế đàn là cái gì? Phía dưới còn có đồ. Phía dưới là cột đá rộng trăm mét sâu mấy vạn mét, thẳng tới nơi cực sâu địa tầng, nơi đó chiếm cứ năng lượng mạnh vô cùng,
ý thức của ta vậy mà duỗi không vào. Vây quanh cột đá, trong địa tầng chôn giấu lấy 33 rễ cây khô, chỉ còn thân cành cùng rễ già, nhưng cực kỳ to lớn, giống như thông thiên thụ trong thế giới phụ thân ta. Tóm lại, nếu như ngươi muốn rời đi toàn bộ tòa tế đàn này, chỉ sợ là không thực tế. Vậy chỉ có thể nhắm vào giải sáng đi. Chỉ có thể như thế này. Thất thần làm gì, mang đi. Ta sao? Nói nhảm, vạn nhất sợi chỉ này có nguy hiểm, thân thể mảnh mai của ta có thể chịu không được giày vò. Nếu như là cơ duyên thì sao? Nói không chừng có thể để ngươi trực tiếp bước lên cảnh giới thần linh. Ta không phải đến mạo hiểm, ta chỉ phụ trách tìm kiếm bảo vật. Thật xảo quyệt. Tần Diễm nhìn chằm chằm sợi thải quang, lại có loại khẩn trương không hiểu. Thải quang nhìn như yếu ớt, lại như có được một loại sinh mệnh nào đó, đang nhẹ nhàng chập chờn. Đông Hoàng Thiên Du thúc giục. Ngươi còn có lúc sợ, tranh thủ thời gian. Tần Diễm thả người nhảy lên tế đàn, xốc lên xương sọ, mãnh liệt lắc lư, một cỗ khí tức huyền hoàng nuốt sống thải quang, cuốn vào trong đỉnh lô. Ngươi có thể thay phương thức hay không? Đông Hoàng Thiên Du nhìn mà đau đớn thay, cái này không phải vén xương đầu sao? Không thể trực tiếp dùng miệng hút vào à? Tần Diễm cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến sợi mê quang, đưa vào trong biển huyền hoàng. May mắn hắn là do đại địa mẫu khí hóa thân, mà cái sợi thải quang trên tế đàn này lại là dọc theo từ trong địa tầng ra ngoài, cho nên có nhất định tính liên kết. Đông Hoàng Thiên Du trước tiên rút lui phía sau, kéo ra khoảng cách an toàn. Tần Diễm trợn trắng mắt. Ngươi sợ cái gì, trên đời này còn có đồ ta ép không được. Đông Hoàng Thiên Du cảnh cáo. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên độc chiếm. Tần Diễm nói. Nếu như đụng phải thứ thích hợp, ta sẽ sớm dùng. Lúc sau sẽ có càng ngày càng nhiều cường giả tiến vào, ta cần tăng thực lực lên. Chỉ cần ngươi nhớ kỹ, tìm kiếm bảo bối đều có công lao của ta. Giống với cái này, nếu như không phải ta ra mặt, ngươi muốn cướp được sợi ánh sáng từ trong tay sáu tôn đế tổ bọn hắn, gần như không thể. Biết biết, ngươi lợi hại. Đó là đương nhiên. Đông Hoàng Thiên Du cưỡi vạn đạo thần thụ tiếp tục xuất phát, tìm kiếm cơ duyên và bảo vật. Sau khi bọn hắn rời khỏi không lâu, 33 rễ cây khô ngồi xếp bằng dưới mặt đất liên tiếp dâng lên từng sợi ánh sáng màu xanh, quanh quẩn ba động yếu ớt. Tuần sát sứ. Chúa tể còn an bài tuần sát sứ sao? Không biết, chúng ta nhận được chỉ lệnh là ngủ say. Ai biết nàng sao? Chưa thấy qua. Cái kia rõ ràng không phải là sinh linh thế giới chúng ta. Muốn chuyển cáo chuyện cho Chí Tôn hay không? Không cần thiết, lần này thế giới mở ra, không làm bất kể hạn chế gì. Bọn hắn mang theo vũ khí tiến đến, hay mang theo đầu óc tiến đến, đều tùy tiện. Không hạn chế đầu óc, nhưng nàng mượn tên chúa tể thì quá mức, ta phải thông báo Chí Tôn nhìn chằm chằm nàng. Ai, ánh sáng bất hủ, lại bị cuốn đi, chúng ta rõ ràng làm bố trí, vậy mà. Đừng suy nghĩ nhiều, tiếp tục ngưng tụ đi, chúa tể nói. Bảo bối nhà ai mất đi, vậy cũng là số mệnh không tốt, đừng oán trách. Chương 3410 Thanh Đồng Quỷ Tượng. Sau khi Đông Hoàng Thiên Du liên tiếp đắc thủ, trở nên càng phát ra tự nhiên. Sau đó an bài vạn đạo thần thụ hóa thân quy mô ban sơ, cây cao vạn mét, tán cây tùm, tỏa ra ánh sáng mênh mông, càng tràn ngập ra uy lực vạn đạo. Bọn hắn cứ như vậy phách lối hành tẩu trong rừng rậm mênh mông, chủ động truy tung cường giả đế cấp. Sau khi phát hiện bảo vật, nhìn xa xa, nếu như không phải đặc biệt quan trọng, bọn hắn chỉ nhìn một chút, cho thấy thân phận liền rời khỏi. Nếu như đụng phải loại chỉ nhìn liền biết cực kỳ bất phàm thì cưỡng ép chiếm lấy. Thần tộc cùng đế tộc thiên nguyên tinh vực thật đều bị hù dọa. Không phải trí thông minh bọn hắn không đủ, mà trong tiềm thức vẫn tồn tại kính sợ đối với chúa tể tinh vực truyền thuyết, cũng là bởi vì bọn hắn không có bất kỳ hiểu rõ gì về tinh vực này. Suy nghĩ kỹ một chút, an bài tuần sát sứ giống như rất hợp lý. Cho nên có thể không mạo phạm vẫn không cần mạo phạm. Dù tiếc đến đâu cũng không dám làm càn. Dù sao truyền thuyết tinh vực có phạm vi mênh mông, bảo vật còn nhiều, rất nhiều. 7 tháng sau, một trận oanh động kịch liệt đưa tới chú ý của bọn hắn. Đại địa tại lay động, địa chấn ba động trùng kích mấy ngàn dặm. Địa tầng đứt gãy, âm thanh trầm muộn giống như địa mẫu gào thét. 1 tháng không có gặp được đế tộc, cũng bắt đầu nghĩ bọn hắn. Đi qua nhìn một chút bọn hắn lại phát hiện bảo bối gì tốt. Đông Hoàng Thiên Du đứng dậy, ngắm nhìn phương xa. Tần Diễm tra xét rõ ràng, nói. Nơi đó xác thực có đồ tốt, đi qua nhìn một chút. Vạn đạo thần thụ hất ra rễ già trắng kiệt,
lung lay chạc cây, nhanh chóng tới gần về hướng chấn động phương xa. Sâu trong rừng rậm như đại dương, vậy mà xuất hiện một mảnh khu vùng núi đặc thù. Núi đá nơi này đều không cao lớn, cũng không hùng vĩ, chỉ là từng khu đá chập trùng lên xuống. Nơi này cũng không có thảm thực vật, càng đừng đề cập linh thảo linh quả. Nhưng, bên trong mênh mông cây núi lượn lờ mê quang, ánh sáng ngũ sắc, khắp nơi đều là tinh thạch chiếu lấp lánh. Bọn chúng khảm nạm trên núi đá, giống như từng lùm tinh thể hoa cỏ. Bọn chúng ngưng tụ thành tạo hình đặc thù, giống như yêu thú, giống như cây rừng. Số lượng lớn chiến thuyền chiếm cứ ở trên không, quan sát khu tinh thạch quý giá, bên trong hai đôi mắt đều là ánh sáng màu xanh tham lam. Cho dù là tinh cầu cấp 3 thổ hệ cũng không có tồn lượng tinh thạch như thế này. Chủng loại tinh thạch nơi này vô cùng phức tạp, có chút tinh thạch vậy mà phiêu đáng giữa chân thực và trong hư vô, đó là hư vô tinh thạch hiếm thấy, ẩn chứa năng lượng hư không, có chút tinh thạch vậy mà nở rộ cường quang mênh mông, giống như mặt trời, đó là thái dương tinh thạch ẩn chứa thái dương khí tức. Bên trong gò núi thậm chí có chút loại hình cát chảy bốc hơi khí tức hỗn độn. Đó là hỗn độn thổ, tuyệt thế bảo vật có thể ngộ nhưng không thể cầu trong tinh cầu bọn họ. Nhưng bọn hắn ai cũng không dám vọng động, chỉ vì ba vị cường giả đặc thù sớm chạy tới nơi này, đang vỡ nát gò núi, đào móc sâu vào trong. Bọn hắn chỉ mong ba vị cường giả đặc thù này mau chóng tìm tới tinh thạch bọn hắn hài lòng, sớm rời khỏi, bọn hắn sẽ cướp đoạt tinh thạch còn lại. Người ta ăn thịt, bọn hắn ăn canh. Mặc dù sợ một chút, nhưng cũng không có cách, ai bảo thân phận ba vị kia thật đáng sợ. Các ngươi nhìn, đó là tinh vực tuần sát sứ sao. Nàng lại bị câu dẫn tới nơi này, chẳng lẽ nơi này cũng là nơi đặc thù. Bên trong chiến thuyền trên bầu trời, Thánh Hoàng cùng các thần ma nhao nhao nhìn cùng một phương hướng. Một gốc đại thụ cao ngất đang nện từng bước chân nặng nề, di động hướng về khu vực gò núi. Nó rộng rãi khổng lồ, thẳng vào mây trời. Nở rộ tầng tầng lớp lớp ánh sáng, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Bên trong ánh sáng khuấy động năng lượng dày đặc, mỗi loại năng lượng giống như đều có khác biệt, mỗi loại năng lượng đều cực kỳ cường đại, cách mênh mông mấy trăm dặm đã có thể rõ ràng cảm nhận được cảm giác áp bách đập vào mặt. Phía trước cây đại thụ kia còn có một gốc thánh thụ tương tự đại long cương thiết, lá cây sắc bén như đao, chạc cây cuồng dã vũ động, tràn ngập khí tức sát phạt mãnh liệt. Phía sau cây đại thụ kia còn hắc long hữu hình giống như hắc hổ. Lại mọc ra chín đầu cái đuôi ác thú, thoạt nhìn như là yêu thú, nhưng tán phát khí tức rõ ràng là ma thụ. Hình ảnh rung động cực kỳ giống giới miêu tả trong tin tức bọn hắn gần đây lấy được. Cảnh cáo kèm theo tin tức chính là, tuyệt đối không nên mạo phạm. Thanh đồng quỷ tượng. Chẳng lẽ là hắn tới? Tần Diễm chìm ở trong địa tầng, nhìn chằm chằm ba bộ thanh đồng chiến binh trên chiến trường trước mặt. Sâu trong cây núi. Một bộ thanh đồng thú tương tự như chu tước đang chiếm cứ ở trên bầu trời, tuần sát khắp nơi, uy hiếp chiến thuyền xa xa. Phía dưới còn có hai con cự thú đang điên cuồng đụng chạm mặt đất, đào móc xuống phía dưới. Một đầu là thanh đồng cự viên, ba đầu sáu tay, cuồng lực vô biên, một lần nhấc xuống mặt đất, mãnh liệt xốc lên mấy trăm dặm. Một đầu thanh đồng man nghiêu, sừng nhọn đỉnh đầu, đạp tan mặt đất, một móng đánh xuống, mặt đất vỡ ra hơn nghìn dặm. Cái gì là thanh đồng quỷ tượng? Đông Hoàng Thiên Du quan sát thanh đồng chu tước ở trước mắt. Trên lông vũ đồng xanh mặt ngoài trải rộng đường vân cổ lão, hai cánh không mất đi lộng lẫy, móng vuốt cứng rắn sắc bén hơn. Nhìn xa xa, trừ sinh động như thật rất chân thực ra, giống như không có uy hiếp cùng ba động năng lượng đặc biệt mãnh liệt. Quỷ bí cấm khu quỷ dị nhất bên trong chín đại cấm khu, thần bí tà ác, cực kỳ nguy hiểm. Quỷ bí cấm khu có ba vị con trai quỷ bí. Một cái bên trong ưa thích tạo nên pho tượng đồng thau, xưng là thanh đồng quỷ tượng. Tất cả đều dùng viễn cổ thanh đồng bên trong quỷ bí cấm khu đặc biệt làm ra. Viễn cổ thanh đồng không chỉ không thể phá vỡ, còn có sinh mệnh lực phức tạp, có thể hấp thu nham thạch cùng tinh thạch khác biệt để trưởng thành. Sau khi thanh đồng quỷ tượng được tạo nên ra ngoài, bên trong sẽ còn phong tồn, quỷ nguyên, đặc biệt, tương đương với khí hải nhân tộc, có thể cung cấp năng lượng. Chương 3411 sinh mệnh thạch tủy. Cho nên, thứ này rất phức tạp, lấy thanh đồng làm huyết nhục, lấy quỷ nguyên là khí hải, huyết nhục không thể phá vỡ, có thể xưng thần binh lợi khí, năng lượng bên trong quỷ nguyên mênh mông, như là đại dương mênh mông. Bọn chúng thành hình chính là thần cấp, phía sau còn có thể không ngừng mạnh lên. Sắc mặt Tần Diễm quái dị, nếu thanh đồng quỷ tượng ở chỗ này, con trai quỷ bí khẳng định tới. Tên hỗn đản đáng chết, năm đó cũng là bởi vì thứ quỷ này,
hại hắn bị phụ thân trấn áp mấy trăm ngàn năm, đến bây giờ còn không có phóng xuất. Thanh đồng làm huyết nhục, quỷ nguyên là linh hải, còn có thể trưởng thành. Đông Hoàng Thiên Du thật bị kinh hãi, sinh ra chính là thần cấp. Có quá khoa trương hay không? Chiến khu không thể phá vỡ, quỷ nguyên mênh mông như biển, đây quả thực không có nhược điểm. Đám vạn đạo thần thụ cùng địa ma thụ đều kinh hãi, lần đầu tiên rõ ràng mãnh liệt cảm nhận được cấm khu khủng bố. Tựa như chu tước kia, quỷ nguyên hẳn là sau khi săn giết chu tước chân chính dung luyện mà thành, nó không chỉ có thể phóng thích hủy diệt liệt diễm của chu tước, còn có bất diệt chiến khu chu tước khó mà so sánh. Man Ngưu, cự viên phía dưới, tình huống đều không khác mấy. Thay lời khác mà nói, con trai quỷ bí tựa như là tạo vật chủ, lợi dụng viễn cổ thanh đồng đặc biệt của quỷ bí cấm khu tạo nên một giống loài thanh đồng hoàn toàn mới. Bọn chúng cường đại lại nguy hiểm, khó mà hủy diệt. Tuy nhiên, viễn cổ thanh đồng thuần thục hiếm thấy, sinh ra càng khó, năm 3.000 năm vừa mới có thể sinh ra vật liệu tạo nên một bộ quỷ tượng. Vạn đạo thần thụ thoáng thở phào, năm 3.000 năm sinh ra một tôn thần, cũng không phải biến thái như vậy nha, hợp lý hợp lý. Hả, không đúng, bọn gia hỏa này không có huyết nhục, tương đương với vĩnh sinh bất tử. Có lẽ có thể có mười mấy 200.000 tuổi thọ mệnh. Vậy liền biến thái. Đông Hoàng Thiên Du rung động. Không có huyết nhục, không có linh hồn, chẳng phải là giống như ngươi. Đừng bắt ta so với chúng nó. Ta thế nhưng là đại địa mẫu đỉnh, là sơn hà tạo thành, huyền hoàng biến thành. Bọn chúng, hừ hừ, sắt vụn mà thôi. Tần Diễm đột nhiên gào thét, thanh âm trầm thấp, tràn ngập bạo ngược cùng sát ý. Bọn người vạn đạo thần thụ im lặng, sắt vụn. Ngươi vừa mới miêu tả bọn nó khủng bố như vậy, tiếp đó còn nói là sắt vụn. Sắt vụn nhà ai sinh ra chính là thần cấp. Đông Hoàng Thiên Du nói. Bọn chúng khi dễ qua ngươi. Thể hiện Tần Diễm đều trở nên vặn vẹo. Chỉ bằng bọn chúng. Vậy ngươi giống cái rắm. Tên hỗn đản kia luyện lão tam. Phân thân, thứ ba. 300.000 năm trước, lão tam du lịch vũ trụ, sau khi bị bọn hắn vây công, nuốt sống luyện. Chân thân nổi giận, tập kết năm tôn phân thân chúng ta, khởi xướng vây bắt con trai quỷ bí dài đến 170 năm, hoành hành vũ trụ 328 ước dặm. Cuối cùng trước khi con trai quỷ bí trốn về quỷ bí cấm khu, giết toàn bộ thanh đồng bộ lạc của hắn, nuốt sống con trai quỷ bí. Sau đó thì sao? Hừ hừ, chuyện tiểu bối hẳn là do tiểu bối giải quyết, sinh tử đều do mệnh. Nhưng chủ nhân quỷ bí tên hỗn đản kia vậy mà chơi xấu, cuốn chúng ta vào cấm khu, ném ra con trai quỷ bí, trấn áp chúng ta. Lại sau đó thì sao? Phụ thân đi vào quỷ bí cấm khu, mang chúng ta ra ngoài. Trừng phạt, phụ thân trấn áp chân thân. Đông Hoàng Thiên Du kỳ quái. Rõ ràng là hắn trêu chọc các ngươi, cuối cùng hắn không có chuyện. Chân thân ngươi bị trấn áp. Chúng ta tru diệt toàn bộ thanh đồng quỷ tượng, tổng cộng 387 tôn, đó là quỷ bí cấm khu dùng mấy chục vạn năm tạo ra. Tần Diễm không nói thêm nữa, hung ác nhìn chằm chằm pho tượng chu tước trên bầu trời. Thật sự là rất lâu, không tiếp tục gặp. Chuyện qua đi hơn 300.000 năm, quy mô đám gia hỏa kia hẳn là khôi phục lại ở khoảng trăm vị, tên hỗn đản kia lại bắt đầu khoa trương, lại đi ra làm càn. Cảnh giới gì? Đông Hoàng Thiên Du nhìn gia hỏa này thể hiện. Biết lại phải nổi điên. Vạn đạo thần thụ đều âm thầm hồi hộp, khí thế gia hỏa này thật sự quá nóng nảy, trừ khi cố ý khắc chế lúc nói chuyện cùng Đông Hoàng Thiên Du, lúc khác đều cho bọn hắn một loại áp bách, bây giờ. Giống như, muốn mất kiểm soát. Tần Diễm bẻ bẻ cổ, phát ra tiếng kim loại ma sát thanh thúy. Chu tước, đế cấp, Man Ngưu cùng cự viên, thần cấp. Chính ngươi có thể giải quyết, chúng ta không tiện xuất hiện, rút lui trước. Đông Hoàng Thiên Du. Vạn đạo thần thụ mau chóng rời khỏi, tên điên này bạo loạn, tràng diện thật không đơn giản. Hô, đi đi. Cường giả trên chiến thuyền nhìn tuần sát sứ rời khỏi, đều nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt cũng biến thành nóng bỏng. Tuần sát sứ rời khỏi, nói rõ phạm vi gò núi không phải cấm khu, có thể tùy tiện hưởng dụng. Nếu như thế này, chờ thanh đồng quỷ tượng rút lui, bọn hắn có thể không chút kiêng kỵ ra tay. Tất cả chiến thuyền đều cố ý kéo dài khoảng cách. Phân tán đến khu vực khác nhau, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Thanh đồng chu tước chú ý tới gốc cây kia, nhưng không để ý đến. Cái gì tuần sát sứ? Bọn chúng ngay cả chúa tể tinh vực này đều không sợ, huống chi tuần sát sứ nho nhỏ. Mà tuần sát sứ kia cũng không dám đắc tội quỷ bí cấm khu bọn hắn. Thanh đồng Man Ngưu cùng thanh đồng cự viên cuồng dã nện gõ lấy địa tầng cứng rắn,
đào xới tinh thạch phù hợp yêu cầu. Những tinh thạch dưới mặt đất nhìn rất không tệ, nhưng chúng nó muốn chính là những thứ càng mạnh thai nghén trong địa tầng. Ví dụ như, huyền hỏa tinh kim, ngũ hành tinh thạch, đạo ngấn tinh thiết, các loại. Đương nhiên, hỗn độn thổ cũng không tệ. Khu gò núi kéo dài gần nghìn dặm này kỳ thật chính là một quặng mỏ viễn cổ. Từ trình độ bảo tồn đến xem, hẳn là vẫn luôn không có bị khai phát qua, cũng mang ý nghĩa, quặng mỏ đã tồn tại chỉ ít 500.000 năm. Hầm mỏ tầng dưới chót nhất, thậm chí có khả năng đã trăm vạn năm, ngàn vạn năm, khẳng định có tài nguyên khoáng sản cực kỳ cường đại mà đặc thù. Nếu như có thể phát hiện những thứ như đại địa mẫu kim thì càng hoàn mỹ. Ầm ầm, oanh! Thanh đồng man nghiêu cùng thanh đồng cự viên không ngừng khởi xướng bạo kích, đánh rách tả tơi địa tầng, đào móc xuống phía dưới. Chương 3412 sinh mệnh thạch tủy 2. Nhưng càng hướng xuống, trình độ cứng cáp của địa tầng càng nghiêm trọng. Nhất là sau ngàn mét, lấy thực lực thần cấp bọn hắn cũng bắt đầu cảm thấy cố hết sức. Phải biết bọn hắn không phải thần cấp bình thường, tương đương với cơ thể thành thần, bất kể trình độ cứng cáp hay lực bộc phát đều có thể so với thần linh đỉnh phong. Bò, bò, thanh đồng man nghiêu đột nhiên trở nên nóng nảy, không ngừng mà va chạm lẹt xẹt xuống địa tầng phía dưới phế tích, nhưng, địa tầng mặc dù bừa bộn rách nát, lay động mãnh liệt, lại khó mà chân chính dung chuyển và bị đào ra. Thanh đồng cự viên chú ý tới nơi này, tung hoành nhảy lên, ầm ầm ù ù chạy tới. Hai tôn thanh đồng quỷ tượng hợp lực, đánh tung đập loạn mảnh khu vực này. Ròng rã nửa giờ sau, khu vực vô cùng cứng rắn rốt cuộc cũng vỡ vụn. Ngay sau đó một cỗ sinh cơ mênh mông đập vào mặt. Sinh cơ bàng bạc như xương trắng ngập trời, hướng lên trời mà tiêu tán. Thanh đồng quỷ tượng không mẫn cảm đối với sinh mạng, nhưng ở sau khi thấy rõ ràng phía dưới tình huống, đều phát ra tiếng hét lớn phấn chấn. Khó trách cứng rắn như vậy, thì ra phía dưới là kén đá. Kén đá cả thế gian hiếm thấy. Kén đá sinh ra cần điều kiện cực kỳ hà khắc, thậm chí là biến thái. Điều kiện tiên quyết chính là cần đầy đủ phạm vi lục địa minh mông, có thể cung cấp thổ nguyên lực minh mông, bình thường mà nói, lục địa không có trăm vạn dặm đều không có tư cách thai nghén kén đá. Điều kiện quan trọng thứ hai là sinh ra tại chỗ giao hội giữa các linh mạch răng khắp nơi, còn nhất định phải là linh mạch đủ nhiều đủ mạnh. Tương đương với khu vực trung tâm, linh mạch chi nguyên trăm vạn dặm lục địa chân chính. Điều kiện quan trọng thứ ba là ổn định, là địa tầng đầy đủ ổn định, cũng là linh mạch đầy đủ ổn định. Không cho phép bất kỳ quấy nhiễu cùng phá hư. Ngoài ra, còn cần ngày kết tháng mệt lắng đọng cùng dành dụm, thường thường cần mấy trăm ngàn năm, thậm chí là trăm vạn năm. Cũng chính là bởi vì như thế này, trình độ quý giá của kén đá vượt xa tiên thiên linh vật như hỗn độn tinh thạch. Ảo diệu chân chính bên trong kén đá ở chỗ sinh mệnh thạch tủy. Đối với huyết nhục sinh linh mà nói, chạm thử, trực tiếp hóa đá. Đối với vũ khí mà nói, chạm thử có thể biến thành tảng đá. Nhưng đối với lục địa tinh cầu mà nói, sinh mệnh thạch tủy có thể tẩm bổ vô tận sơn hà. Đối với linh thể do nham thạch biến thành mà nói, sinh mệnh thạch tủy có thể giao phó sinh mệnh cùng thực lực càng mạnh. Đối với thần cấp vũ khí mạnh hơn mà nói, đây càng là tăng lên phẩm chất, tuyệt thế bí bảo cực hạn thăng hoa. Răng rắc, thanh đồng man nghiêu cùng thanh đồng cự viên nóng nảy, điên cuồng bạo kích mặt đất, đào xới kén đá. Sinh mệnh thạch tủy bên trong kén đá bốc hơi ra sinh cơ bàng bạc, chỉ là loại sinh cơ này mang theo khí tức hóa đá đặc biệt, khuếch tán ra không trung, lan tràn rừng rậm. Những nơi đi qua, rừng rậm hóa đá, cỏ cây hóa đá. Đám người trên một chiếc chiến thuyền phấn chấn hấp thu mê vụ đập vào mặt, kết quả từ cơ thể đến linh hồn nhanh chóng cứng ngắc, cho đến khi biến thành tượng đá, ngay cả chiến thuyền đều răng rắc giòn vang, từ không trung rơi xuống, rớt xuống thạch khâu. Các cường giả trên những chiến thuyền khác hốt hoảng rút lui phía sau. Rầm rầm rầm. Thanh đồng man nghiêu cùng thanh đồng cự viên cuồng kích nửa giờ, cuối cùng đào lên toàn bộ kén đá. Kén đá quá lớn, có khoảng trăm mét, bên trong khuấy động tương dịch sền sệt, mơ hồ lại còn có mạng lưới giống như mạch máu. Bọn chúng trao đổi ánh mắt, đều lộ ra cuồng nhiệt. Không cần hoài nghi, viên kén đá này đủ để cho bất kỳ một tên nào bên trong bọn chúng trùng kích đế cảnh. Thậm chí có khả năng để hai người bọn hắn đều thử một chút. Thật không thể tin hơn. Quá phấn chấn kích động. Bọn chúng liên tục gào thét, lay động mãnh liệt thân thể. Vẻn vẹn món bảo vật này đã đủ để chủ nhân vui mừng. Đưa mắt nhìn khắp vũ trụ mịt mờ, chỉ sợ cũng chỉ có một chỗ này có thể dựng dục ra kén đá như thế, cho dù mấy tinh cầu chúa tể cấp khác đều khó mà có khả năng. Thanh đồng chu tước từ trên cao lao xuống,
trở đi kén đá, ra lệnh cho bọn họ tiếp tục đào. Vẹn vẹn đào xuống gần vạn mét mà thôi, vậy mà gặp được kén đá loại bảo vật cả thế gian hiếm thấy này, bởi vậy có thể thấy được khu mỏ quặng này khẳng định còn có khác bảo vật. Ví dụ như, đại địa mẫu kim, đại địa mẫu khí thai nghén tinh kim, có thể xưng tinh thiết cứng rắn nhất thế gian. Đại địa mẫu kim trong tinh vực chúa tể cấp, nhất định càng cường đại. Ví dụ như 9 vị đại địa mẫu đỉnh do chúa tể tu la bồi dưỡng, nhất là mấy cái cuối cùng thành hình kia, có thể so với chí tôn đại đế. Thanh đồng man nghiêu cùng thanh đồng cự viên nhiệt tình 10 phần, sau khi tách ra vài trăm dặm, đánh tung đập loạn xuống mặt đất. Bởi vì địa chất đặc biệt kiên nghị, còn phát hiện kén đá, bọn chúng có dự cảm muốn ở chỗ này bận bịu tầm 5-3 tháng. Nếu không cũng đừng nghĩ khai phát toàn diện. Chỉ là đến lúc đó không biết sẽ mang theo bao nhiêu cường giả. Nhưng, không quan trọng, với tình huống tinh vực này bây giờ, còn không có ai dám mạo phạm bọn hắn. Cho dù là chân thân thiên nguyên hỗn độn tới cũng không dám cứng rắn đoạt. Tần Diễm tiềm phục trong địa tầng, không có tùy tiện hành động. Phạm vi địa tầng khu mỏ quặng cực kỳ cứng rắn, mà giống như tồn tại một loại trận vực nào đó, lấy thể chất đặc thù của hắn đều rất khó hoàn toàn dung nhập. Dứt khoát giấu kỹ, chờ đợi cơ hội thích hợp. Thuận tiện để Man Ngưu cùng cự viên đều đào móc ra hết bảo vật, hắn làm ngư ông đắc lợi. Nơi này tiếp tục bạo động, hấp dẫn rất nhiều cường giả chú ý, nhưng thanh đồng chu tước ngậm kén đá, khắp nơi gieo rắc thạch tủy mê vụ, chiếm cứ ở giữa thiên địa, uy hiếp những chiến thuyền muốn đến gần. Kim Nguyệt Đế Tổ đi qua nơi này, nhìn thấy thanh đồng quỷ tượng quả quyết rút lui. Đối với cường giả có máu có thịt bình thường mà nói, Kim Nguyệt Đế tộc bọn hắn là ác mộng. Nhưng đối diện với mấy quái vật không có huyết nhục này, quả thực là ác mộng của bọn họ. Chương 3413 làm một phiếu. Thiên nguyên hỗn độn chiến khu đều chú ý tới nơi này, biết đó là kén đá, bên trong ẩn chứa sinh mệnh thạch tủy hiếm thấy, nhìn quy mô kia, hẳn là có thể để tinh cầu hắn đều được tầm bổ. Nhưng, hắn không có tới gần, tiếp tục thăm dò nơi khác. Dù sao nơi này bảo vật khắp nơi trên đất, không cần thiết chấp nhất ở một nơi. Càng không tất yếu phát sinh xung đột cùng con trai quỷ bí. Thẳng đến hơn một tháng sau, Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực đến nơi này. Bọn hắn vừa mới hất ra ba cái người khổng lồ hoàng kim truy tung thần hóa tinh vực, lần theo tiếng nổ lớn oanh oanh liệt liệt đến nơi đây. Con trai quỷ bí, thanh quỷ. Đồ biến thái kia thế mà tới nhanh như vậy. Thanh quỷ luôn luôn thành quần kết đội xuất hiện, nơi này đã có ba tên, tinh vực truyền thuyết hẳn là có trên 100 cái. Triệu Tử Mạt cưỡi tam túc thiềm, kinh ngạc nhìn thanh đồng chu tước đang dương cánh hoành không. Thanh đồng chu tước cố ý ngậm thạch tủy bay múa bốn chỗ, tiếng gáy to liên tục, rõ ràng là đang uy hiếp các phương, tuyên cáo chiếm đoạt mảnh lãnh địa này. Món đồ kia cũng không tốt để lấy. Chu Cổ Lực lau sạch đao mổ heo trong tay, không cần trêu chọc những quái vật không chém nổi kia. Có làm được hay không, cũng phải xem ai làm, món đồ kia thứ gì không sợ, chỉ sợ lôi kiếp. Triệu Tử Mạt vỗ nhẹ cần câu trong tay, lộ ra nụ cười thản nhiên. Sợ lôi kiếp, không sợ không gian, không sợ hỏa luyện, không sợ thâm hàn. Chu Cổ Lực phát ra giọng điệu quái dị, khinh khỉnh nhìn hắn. Ngươi nhìn cây rừng trong rừng rậm xung quanh đều biến thành đá, đám thanh quỷ nhất định là phát hiện bảo bối loại hóa đá. Triệu Tử Mạt rất muốn cùng một chỗ khai phát vùng núi này, nhưng thanh đồng quỷ tượng cũng không phải người lương thiện, nếu ai mạo phạm bọn chúng, thật sự sẽ không chết không thôi. Giống như đám ngu xuẩn của thần thoại tinh vực. Chờ cơ hội thôi, nói không chừng có tên nào không muốn mạng khiêu khích bọn hắn, sau đó sẽ đánh nhau. Chu Cổ Lực thu lại đao mổ heo, nhưng con mắt quay tròn chuyển động, thỉnh thoảng liếc nhìn thanh đồng chu tước. Thanh đồng chu tước đang tuần sát không trung, nhìn từng phương hướng xung quanh. Đột nhiên, hắn chú ý tới nơi này. Triệu Tử Mạt giơ lên cần câu, lung lay với thanh đồng chu tước, xem như chào hỏi. Thanh đồng chu tước lập tức cảnh giác. Con cóc ba chân mà cùng heo mập toàn thân lông trắng mà thật sự rất đáng chú ý. Đưa mắt nhìn khắp vũ trụ đều không có đế thú như thế này. Thân phận chủ nhân bọn chúng không cần nói cũng biết, cửu hung, dưới trướng L Ong Quỷ Thiên Đế, Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực. Long Quỷ Thiên Đế, thổ phỉ lưu manh cấp vũ trụ, hết lần này tới lần khác được cực lạc chủ nhân yêu thích, coi như hài tử mà nuôi. Còn không phải sủng ái bình thường. Dùng lời nói bọn hắn chủ nhân, cực lạc chủ nhân già mới có con. Chỉ là hai người bọn hắn tới, hay lác tam sát cửu hung đều tới. Cực lạc cấm khu cách nơi này rất gần, chẳng lẽ Long Quỷ Thiên Đế đến rồi. Thanh đồng chu tước quan sát rừng rậm xung quanh,
Thiên Thỏ, Đỗ Dương tới rồi sao? Mảnh khu mỏ quặng viễn cổ này đối với Đỗ Dương hẳn là rất có lực hấp dẫn. Nhất là khối kén đá trong miệng hắn, đủ để kích thích đến Đỗ Dương ra tay. Các ngươi, liền các ngươi. Tần Diễm xuất hiện ở phía sau Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực, vì che giấu khí tức, chỉ là toát ra cái đầu, thân thể tiếp tục giao hòa cùng địa tầng. A, à, ôi, còn có con chuột đây, thế mà lại chủ động giao lưu chúng ta. Chu Cổ Lực khoát khoát tay. Hắn nói cái gì? Tần Diễm thình lình nghe không hiểu. Hắn chào hỏi ngươi. Triệu Tử Mạt nghiêng đầu một chút, nhìn cái đầu đột nhiên xuất hiện, kỳ quái vừa rồi vậy mà không có phát giác. Bọn hắn thế nhưng là bốn tôn đại đế, lại bị người ta bất chi bất giác tới gần. Nói đùa cái gì thế? Các ngươi sao động? Tần Diễm chép miệng. Ngươi lễ phép lắm hả? Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực khẽ nhíu mày, đột nhiên xuất hiện, hỏi bọn hắn sao động không? Mấy đồng nát sắt vụn kia đang phát tiền của phi nghĩa, các ngươi không sao động. Ngươi gọi là đồng nát sắt vụn, đầu ngươi rất sắt. Các ngươi thay ta hấp dẫn lực chú ý, ta làm một chầu, xong chia 37. Ngươi là chủng loại chuột gì, lại dám đánh cướp thanh đồng quỷ tượng. Triệu Tử Mạt quan sát tỉ mỉ cái đầu, ăn cướp đánh tới trên đầu con trai quỷ bí. Lá gan thật to. Con cóc ghẻ cưới ếch xanh nhỏ, dài nhỏ xấu thế này mà chơi hoa nhỏ. Chu Cổ Lực nói thầm. Ta còn không sợ, các ngươi sợ cái gì? Không phải vấn đề sợ hay không sợ, là không cần thiết vì mấy khối tảng đá vụn đắc tội con trai quỷ bí. Con trai cực lạc các ngươi đắc tội người còn ít à? Nếu như không phải cực lạc chủ nhân che chở, với tính tình long quỷ thiên đế tên lưu manh kia, sớm không biết chết mấy trăm lần. Ngươi nói xấu thiên đế chúng ta như vậy, chúng ta cũng không có gì có thể nói. Triệu Tử Mạt rất đồng ý. Tên này là ai vậy? Khẩu khí nói chuyện rất thô. Chu Cổ Lực buồn bực, tên này có lai lịch gì, dám nói thiên đế bọn hắn là lưu manh. Mặc dù, đúng là lưu manh, nhớ năm đó bọn hắn vừa mới yên ổn. Rõ ràng đều đã cải tà quy chính, sau đó hiểu rõ chân tướng thế giới, sau khi lại xông vào vũ trụ mịt mờ, đột nhiên giải phóng thiên tính. Nghe nói qua đại địa mẫu đỉnh chưa? Tên này nghe có chút quen thuộc. Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực chăm chú suy nghĩ, thể hiện lập tức trở nên đặc sắc. Hồn vốn làm một chầu, chuyện này các ngươi có kinh nghiệm, nhất định có thể phối hợp tốt. Tần Diễm bĩu môi, ra hiệu thanh đồng quỷ tượng xa xa. Mặc dù hắn tự tin có thể đánh được thanh đồng chu tước, nhưng tốc độ thanh đồng chu tước khẳng định rất nhanh, có khả năng phát hiện là hắn sẽ trực tiếp chạy. Để bảo đảm tuyệt đối không được xảy ra sai lầm, ra tay tức đắc thủ, vẫn có người làm chút phối hợp tác chiến mới đúng. Hai con hàng này nhìn không tệ. Cái gì gọi là có kinh nghiệm, chúng ta nhìn giống thổ phỉ sao? Triệu Tử Mạt quan sát tỉ mỉ cái đầu kia. Đại địa mẫu đỉnh. Phân thân con trai chiến tranh của chúa tể Tu La. Trách không được muốn phục kích thanh đồng quỷ tượng. Chương 3414 địa tầng dụ sát 1. Tưởng tượng năm đó, chính là tên điên kia mang theo phân thân mẫu đỉnh của hắn cuồng chiến vũ trụ hơn 100 năm, cưỡng bức giết sạch sẽ thanh đồng quỷ tượng của con trai quỷ bí. Nếu như không phải quỷ bí chủ nhân nhúng tay, tên điên kia đều có thể luyện sống con trai quỷ bí. Mãnh liệt, là thật mãnh liệt. Trận sự kiện kia đưa tới oanh động kéo dài thật lâu. Còn đang bên trong kịch liệt lên men suýt chút nữa gây nên đối kháng giữa cấm khu cùng chúa tể. Cuối cùng vì trấn an chín đại cấm khu, chúa tể Tu La đáp ứng yêu cầu của chúa tể, trấn áp con trai chiến tranh kia. Tần Diễm giật dây nói. Làm một chầu, chia 37, các ngươi chỉ là lộ mặt liền có thể kiếm bộn không lỗ. Triệu Tử Mạt vô ý thức lung lay cần câu trong tay, lộ ra mấy phần nụ cười thản nhiên. Chuyện này, chúng ta giúp. Một phần đều không cần cho. Tần Diễm hơi híp trong mắt. Ngươi vẻ mặt này, là muốn tính toán ta. Ta cảnh cáo ngươi, tính tình ta không tốt, chọc giận ta, ta để cho con cóc kia của ngươi từ nay về sau đứng thẳng hành tẩu. Chu Cổ Lực kinh ngạc. Còn có bản lãnh này. Triệu Tử Mạt liếc nhìn hắn một cái. Hắn có ý là, chặt chân trước Tam Túc Thiềm. Chu Cổ Lực trợn trắng mắt. Nói vẫn rất hàm xúc. Triệu Tử Mạt nói. Ta không phải muốn tính kế ngươi, ta là muốn cùng ngươi làm một trận hỗ trợ. Chúng ta hôm nay giúp ngươi kiềm chế thanh đồng quỷ tượng, ngươi ngày mai giúp ta kiềm chế ba người khổng lồ hoàng kim của tinh vực thần thoại. Tinh vực thần thoại. Tần Diễm không phải rất muốn đắc tội tinh vực kia. Mặc dù đây chẳng qua là tinh vực thiên đế cấp nhưng thời gian tồn tại đã lâu, có thể so với cấm khu.
nhất là văn minh máy móc nơi đó có thể so với Lam Tinh, hoàn toàn không cách nào dùng cảnh giới đi cân nhắc. Triệu Tử Mạt giật dây nói. Ngươi thế nhưng là chiến tranh con trai chúa tể. Còn có chuyện ngươi không dám. Dùng lại lời nói của ngươi, không phải có dám hay không, là có tất yếu hay không. Ta có năng lực giải quyết ba tôn thanh đồng quỷ tượng này, chỉ sợ bọn hắn chạy trốn. Như vậy đi, các ngươi giúp ta kiềm chế, ta cũng giúp các ngươi kiềm chế, đều không trực tiếp nhúng tay. Thanh đồng cự viên cùng thanh đồng man nghiêu oanh oanh liệt liệt đào móc hơn một tháng. Mặc dù tiêu hao rất nhiều, nhưng càng ngày càng có nhiều tinh thạch quý giá bị bọn chúng khai quật, vẫn để bọn chúng làm không biết mệt. Bọn chúng bây giờ đã đào móc 20 km, tới gần khu tầng sâu địa tầng, số lượng tinh thạch tăng vọt, báo trước khả năng đại địa mẫu kim xuất hiện cực lớn. Chỉ có đại địa mẫu kim tồn tại mới có thể ngưng tụ ra năng lượng khổng lồ. Chỉ có đầy đủ năng lượng khổng lồ mới có thể bên trong tích lũy tháng ngày lắng đọng diễn biến ra tinh thạch. Thanh đồng cự viên cùng thanh đồng man nghiêu một lần nữa gom lại cùng một chỗ, dọc theo phương hướng tinh thạch tụ tập ra sức đào móc. Nhanh! Hẳn là rất nhanh thôi. Đại địa mẫu kim. Đại địa mẫu kim chúa tể cấp tinh vực. Lại phối hợp kén đá kia, nói không chừng có thể thúc đẩy một vị thanh đồng quỷ tượng đế cấp nào đó trùng kích chí tôn cấp. Hống hống hống. Thanh đồng cự viên gào thét vang vọng hố sâu, bên trong ẩn chứa cảm xúc kích động mặc cho ai đều có thể cảm nhận được. Thanh đồng chu tước suy đoán khẳng định đã phát hiện cái gì, nhưng bây giờ hắn không có tâm tư để ý tới. Sẵn sàng trận địa đón quân địch cảnh giác Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực xa xa, nhất là Chu Cổ Lực kia. Mặc dù không tin bọn hắn sẽ tập kích, nhưng mấy tên đi ra trong tinh cầu Long Quỷ đều không phải đồ tốt. Nhất là đứng trước bảo vật như vậy. Đột nhiên, Chu Cổ Lực cưỡi lỗ lỗ thú từ trong rừng rậm đi ra, đi tới quặng mỏ. Thanh đồng Chu Tước vỗ cánh bạo kích, hai cánh sắc bén mở ra không gian, tốc độ tuyệt đối không yếu hơn Chu Tước chân chính. Hắn không có thật bổ nhào qua. Chỉ là vọt mạnh hơn trăm dặm, rút ngắn khoảng cách, lấy đó làm uy hiếp. Nhưng con lợn giống như không có lĩnh hội ý hắn, tiếp tục bồng bềnh đi lên phía trước. Triệu Tử Mạt lúc này cũng bắt đầu theo vào, cần câu trong tay nổi lên sáng rực, thủy nguyên lực cùng lôi nguyên lực giữa thiên địa bắt đầu ba động rõ ràng. Quỷ nguyên trong thân thể thanh đồng chu tước kịch liệt cuồn cuộn, thanh đồng chiến khu sôi trào liệt diễm ngập trời, như là hóa thân chu tước chân chính, sôi trào cường quang, sáng lạn như mặt trời. Đế uy cuồn cuộn, uy áp phản cầm vũ trụ. Lần cảnh cáo thứ hai. Chu Cổ Lực cùng Triệu Tử Mạt rốt cuộc cũng dừng lại, cách rất xa nhìn đến, vậy mà lại bắt đầu đi về phía trước, tốc độ còn giống như tăng nhanh. Thanh đồng chu tước lại không chần chờ, nhấc lên liệt diễm cuồn cuộn, đánh nát không gian trước mặt, bằng tốc độ kinh người đến gần Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực. Truyền thuyết tinh vực cơ duyên khắp nơi trên đất, người tới trước trước được. Nơi này đã là của chúng ta, các ngươi lui lại. Chúng ta chỉ nhìn. Triệu Tử Mạt cưỡi tam túc thiềm, đi tới biên giới khu mỏ quặng, cẩn thận cảm nhận áp bách thanh đồng chu tước mang tới. Không hổ là thanh đồng quỷ tượng, khí thế vậy mà giống như chu tước chân chính. Mặc dù không thể nào niết bàn trùng sinh giống như chu tước nhưng gia hỏa này kiên cố không thôi, thật không có cái gì có thể phá hủy nó. Tính như vậy, thanh đồng chu tước cùng chu tước chân chính tuyệt đối khó phân thắng bại. Không cần không biết tốt xấu, lui. Thanh đồng chu tước quát lớn. Nhìn một chút liền không biết tốt xấu rồi. Ta thấy ngươi mới là không biết tốt xấu. Đừng cho rằng ta không biết các ngươi có chủ ý gì. Ta cảnh cáo các ngươi, chiến đội quỷ tượng đã toàn bộ giáng lâm tinh vực truyền thuyết, chủ nhân chúng ta cũng ở bên ngoài. Bất kể hành vi không tôn trọng nào đều coi là khiêu khích. Bất cứ hành vi khiêu khích gì đều sẽ lọt vào trấn áp. Nếu các ngươi lại đi về phía trước nửa bước, ta sẽ phán định là không tôn trọng. Cũng nhận định là khiêu khích. Quỷ nguyên trong thân thể thanh đồng chu tước tiếp tục bộc phát, liệt diễm đốt cháy thiên địa, không gian vặn vẹo, uy thế hủy trời diệt đất đè ép lấy bọn người Triệu Tử Mạt. Ta cũng cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi đụng ta một chút, xem như khiêu khích. Bất cứ sự khiêu khích gì, chúng ta tuyệt đối không nuông chiều. Chương 3415 địa tầng dụ sát 2. Triệu Tử Mạt ngẩng đầu, thủy, lôi nguyên lực giữa thiên địa giống như thiên quân vạn mã lao nhanh cuồn cuộn. Âm thanh ù ù vang vọng đất trời. Cùng lúc, tần diễm dung nhập vào địa tầng, tấn mãnh tiến lên về phía hố sâu. Mặc dù địa tầng cứng rắn, còn khuấy động áp chế đặc biệt nhưng tần diễm toàn bộ triển khai thực lực, toàn thân quấn quanh khí tức huyền hoàng, vẫn như cá bơi vào biển hoành hành không trở ngại.
bởi vì tốc độ quá nhanh đã dẫn phát địa tầng mãnh liệt ba động cùng tiếng oanh minh. Nhưng âm thanh bị năng lượng oanh minh bên ngoài đè xuống, huống chi trong hố sâu xa xa, hai đầu thanh đồng cự thú đang đập oanh oanh liệt liệt. Thái độ của ta, tuyệt đối không thay đổi. Nếu như ngươi dám bước vào khu mỏ quặng, chính là khiêu khích. Thanh đồng chu tước cường thế vỗ cánh, liệt diễm cuồn cuộn, hỏa nguyên lực giữa thiên địa đều bị điều động. Thái độ của ta, càng sẽ không thay đổi. Nếu như ngươi dám đụng ta một chút, chính là khiêu khích. Triệu Tử Mạt cùng Tam Túc Thiềm đồng thời ngẩng đầu, lôi nguyên lực cùng thủy nguyên lực bành trướng cuồn cuộn, hơi nước bốc hơi, lôi điện lấp lóe, quy mô lúc nào cũng có thể tăng vọt. Mà chấn động mãnh liệt ôn tồn hoàn toàn đè lại oanh minh trong địa tầng. Nơi vô chủ, tới trước được trước, khu mỏ quặng này đã thuộc về ta, người bước lên đi thử một chút. Thanh đồng chu tước đại biểu là con trai quỷ bí, hoành hành vũ trụ vài vạn năm, chưa từng e ngại kẻ địch nửa phần. Vẽ cái vòng, sẽ là của ngươi, ta liền tiến vào, ngươi giết chết ta. Triệu Tử Mạt quát lớn, lôi nguyên lực giữa thiên địa tập thể oanh minh, như là vạn đạo lôi đình nổ tung thiên địa, tiếng oanh minh vang vọng đất trời. Ta cuối cùng cảnh cáo một lần, cút ra ngoài cho ta. Lông vũ toàn thân thanh đồng chu tước run rẩy, phát ra tiếng tranh minh thanh thúy, quỷ nguyên trong thân thể như lũ quét bộc phát, đinh tai nhức óc, toàn thân đều bị đốt thành màu đỏ, từng luồng liệt diễm kinh khủng vận sức chờ phát động. Người đụng ta một chút, thử một chút. Triệu Tử Mạt thét lên ra lệnh Tam Túc Thiềm bước lên về phía trước, mây mù cuồn cuộn, lôi điện thành hình, uy áp kinh khủng cùng lôi chiều cuồn cuộn thiên địa. Hôm nay ta đến lĩnh giáo thực lực Triệu Tử Mạt trong cửu hung. Thanh đồng chu tước vận sức chờ phát động dẫn bạo toàn diện liệt diễm, như biển lửa sôi trào, bao phủ khắp đất trời, phần diệt không gian. Đại chiến bộc phát, lôi chiều trút xuống thiên địa, đại dương mênh mông cuồn cuộn cây núi. Xen lẫn thành thế công lôi hải kinh khủng, bốn phương tám hướng bạo kích thanh đồng chu tước. Thanh đồng chu tước nhấc lên liệt diễm mãnh liệt, phần thiên diệt địa đối kháng lôi hải. Cường thế khai chiến ở chỗ này không lâu sau, trong hố sâu ở vùng núi đột nhiên quanh quẩn lên tiếng oanh minh kịch liệt, mơ hồ có thể nhìn thấy hai con cự thú đang giãy giụa. Sau khi chu cổ lực chú ý tới nơi đó, quả quyết đi về phía trước, ngăn trở hai bên đại chiến. Ấy ra ra, làm gì thế, làm gì chứ? Không đến mức, thật không đến mức. Thế giới này còn có rất nhiều bảo địa không có bị mở ra, không đến mức chấp nhất đến nơi đây. Cứ như vậy đi, đừng làm rộn. Hắn cưỡi lỗ lỗ thú, toàn thân bành trướng không gian gợn sóng, ngăn ở giữa biển lửa cùng lôi chiều hai cỗ lực lượng đang va chạm. Triệu Tử Mạt hừ một tiếng, chỉ thanh đồng chu tước phía xa. Nếu không phải huynh đệ của ta ngăn đón, hôm nay đã phá hủy đồng nát sắt vụn như ngươi. Thanh đồng chu tước ngăn chặn bạo động liệt diễm. Ta cũng cảnh cáo ngươi, xem như Long Quỷ Thiên Đế đều muốn cung kính với chủ nhân chúng ta, các ngươi tốt nhất đừng quá tùy tiện. Ha ha, lần này, chu cổ lực cùng Triệu Tử Mạt đều cười. Triệu Tử Mạt nói, chúng ta đánh cược, chờ đường nhất hại tới, câu nói đầu tiên của hắn nếu như không phải đùa giỡn chủ tử ngươi, ta theo họ ngươi. Còn mời chủ tử các ngươi, trừ phi chủ tử các ngươi chết rồi. Hắn sẽ tới mộ phần kính ly rượu, lúc khác thì nằm mơ đi. Thanh đồng chu tước vừa mới áp chế liệt diễm lần nữa bạo động. Long Quỷ Thiên Đế chỉ là đạt được cực lạc chủ nhân yêu ái mà thôi, thật mình là con trai cực lạc rồi. Có phải con trai cực lạc hay không, không quan trọng. Quan trọng là, chủ tử ngươi nếu dám giết chết hắn, ngươi nhìn chủ nhân cực lạc sẽ có phản ứng gì? Sai, chỉ bằng chủ tử các ngươi, thật đúng là không thể giết chết hắn. Dù sao chủ tử các ngươi năm đó thế nhưng suýt chút nữa bị tần diễm xé sống, thực lực chân chính sớm đã bị toàn vũ trụ chất vấn. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Nương theo tiếng cười to càn rỡ, Triệu Tử Mạt cưỡi Tam Túc Thiềm quay người rời khỏi khu mỏ quặng. Bọn ta cũng không phải sợ thế này, là không đến mức. Chu cổ lực thu hồi dao phay, không gian phía trước dập dờn, xuất hiện tầng tầng vòng xoáy. Hắn cùng Triệu Tử Mạt cứ như vậy đi đến trong hư không. Biến mất không còn bóng dáng. Thanh đồng chu tước xác định bọn hắn đã rời khỏi, quỷ nguyên trong thân thể kịch liệt cuồn cuộn, biển lửa tràn ngập đất trời toàn bộ tụ tập trở về, diễn biến thành năng lượng một lần nữa quy vào bên trong quỷ nguyên. Hừ, không gì hơn cái này. Thanh đồng chu tước hừ lạnh, mặc dù đánh nhau đối với người nào cũng không tốt, nhưng bốn vị đế cấp liên thủ, vậy mà tùy tiện liền rút lui, vẫn để hắn cảm thấy ngoài ý muốn cùng thất vọng. Cửu hung cũng không có bá đạo như truyền thuyết. Ánh mắt thanh đồng chu tước lạnh lùng quét mắt chiến đội sớm đã rời khỏi rất xa,
bay thẳng lên Vân Tiêu, tiếp tục tuần sát các nơi, uy hiếp cường địch tụ tập. Lại cho hắn 1-2 tháng, hẳn là có thể khai quật ra toàn bộ tài nguyên khu mỏ quặng. Đây chính là đại công tích. Thanh Đồng Chu Tước nhìn hố sâu nơi xa, vỗ cánh bay lượn, rất nhanh đi tới phía trên. Đã đào mấy vạn mét, càng hướng xuống độ rộng càng nhỏ, dưới đáy cũng chưa tới 100 mét. Tuy nhiên vẫn có thể nhìn thấy phía dưới có ánh sáng mang đang lóe lên, hiển nhiên có số lượng tinh thạch kinh người. Tinh cầu này chỉ thai nghén thảm thực vật, thật sự là đáng tiếc. Nếu có huyết nhục sinh linh, nên tạo ra bao nhiêu cường giả. Tuy nhiên vừa vặn tiện nghi cho bọn hắn. Tinh vực truyền thuyết thật sự là đại khí. Thanh Đồng Chu Tước chờ mong đầy cõi lòng, không biết cự viên cùng Man Nghiêu có phát hiện đại địa mẫu kim hay không. Chương 3416 địa tầng dụ sát 3. Sinh mệnh thạch tủy, đại địa mẫu kim, bảo vật như vậy mới có thể xem như cơ duyên chân chính ý nghĩa của tinh vực truyền thuyết. Thanh Đồng Chu Tước nhìn một chút, đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng. Phía dưới làm sao không có tiếng rồi. Mới vừa rồi còn oanh oanh liệt liệt đây mà. Mà, chiều sâu mấy vạn mét, dưới đáy phát ra ánh sáng có phải quá sáng hay không? Thanh Đồng Chu Tước vừa muốn cảnh giác, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ, bọn hắn đục xuyên địa tầng rồi? Trước đó ngao ngao quái khiếu, hiển nhiên là phát hiện bảo bối. Chẳng lẽ phía dưới có động đá vôi, địa quật loại hình đứt gãy kiểu này? Nếu thật sự là như thế, khẳng định có bảo vật đỉnh cấp. Ví dụ như, đại địa mẫu kim. Thanh Đồng Chu Tước xoay một lát, không nhịn được nằm xuống lao xuống, đánh tới hố sâu dưới đáy. Bắt đầu 20 km phạm vi còn rất rộng lượng, tung hoành hơn 100 dặm, sau 20 km, bởi vì hai đầu thanh đồng cự thú gom lại cùng một chỗ đục hướng xuống, phạm vi hố sâu kịch liệt áp xúc xuống. Càng hướng xuống, phạm vi càng hẹp, tia sáng càng tối. Thẳng đến tận cùng dưới đáy hố sâu, ánh sáng đột nhiên sáng tỏ. Tia sáng giống như thực chất phun ra ngoài, nương theo một loại năng lượng đặc biệt nào đó. Khí tức huyền hoàng. Huyền hoàng khí thật mạnh. Đây cũng không phải là huyền hoàng khí huyền hoàng tinh thạch có khả năng tiêu tán. Chí ít không phải huyền hoàng thạch hắn thấy qua có thể tiêu tán ra năng lượng. Chẳng lẽ là huyền hoàng thạch loại cực lớn? Huyền hoàng thạch thành đàn liên miên? Lại hoặc là huyền hoàng linh tuyền? Thanh Đồng Chu Tước càng hướng xuống, càng hưng phấn. Nếu năng lượng huyền hoàng hùng hậu như vậy, khẳng định có đại địa mẫu kim. Lại là kén đá, lại là đại địa mẫu kim, còn có siêu lượng rất nhiều huyền hoàng thạch. Thanh Đồng Chu Tước thật sự rất kích động. Phốc! Thanh Đồng Chu Tước vỗ cánh gáy to, bỗng nhiên thu liễm hai cánh, xuyên qua hố sâu dưới đáy, một đầu va vào trong hố đất nứt gãy. Nơi này là... Thanh Đồng Chu Tước khó có thể tin được mà nhìn cảnh tượng, không gian gián đoạn. Ánh sáng rạng rỡ, sáng chói diệu thế như là đột nhiên đặt mình vào trong thế giới vô biên bát ngát quang ảnh. Huyền hoàng mê vụ bốc hơi cuồn cuộn, ẩn ẩn muốn hình thành cảnh tượng sơn hà. Giống như vô số bức tranh tùy tiện triển khai trước mặt, tận tình xen lẫn, chồng chất, răng khắp nơi, hình thành thế giới nghịch loạn giống như kỳ cảnh mỹ lệ. Rung động tuyệt luân, lộng lẫy. Thanh Đồng Chu Tước chưa bao giờ kích động qua giống như bây giờ, nó huy động hai cánh, hướng phía dưới lao xuống. Nơi đó lại có năng lượng ngũ hành đang tỏa ra vô cùng cường liệt, hỏa nguyên lực vậy mà kích thích đến quỷ nguyên của nó đều đang hưng phấn. T. Thanh Đồng Chu Tước đột nhiên dừng lại, hít vào ngụm khí lạnh. Rốt cuộc cũng thấy rõ ràng. Phía dưới lại là huyền hoàng hồ mênh mông. Giống như là hồ nước chân thực, nổi sóng chập trùng, khí tượng rung động. Không, đây nào chỉ là hồ nước huyền hoàng. Quy mô vô biên vô tận có thể so với hải dương. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đây tuyệt đối là kỳ tích của tinh cầu. Không hổ là tinh cầu chúa tể yên lặng tị thế. Cũng chỉ có dưới tình huống không bị bên ngoài quấy nhiễu, mới có thể tích lũy diễn biến ra cảnh tượng rung động như vậy trong thời gian vô tận. Mà bên trong huyền hoàng hải dương mênh mông lại có một gốc thần thụ. Bao phủ bên trong hải dương, tùy tiện hấp thu khí tức huyền hoàng, chập chờn ánh sáng mênh mông để ánh sáng cùng chói mắt mảnh không gian này càng diễm lệ hơn. Tán cây thần thụ giống như chia làm 5 bộ phân, giống như 5 cái vòng xoáy, bao vây lấy 5 cỗ năng lượng tinh khiết. Ngũ hành thụ. Một gốc ngũ hành thụ sinh trưởng trong huyền hoàng hải. Thanh Đồng Chu Tước không dám tin vào hai mắt mình. Cây vậy mà sinh trưởng ở trong huyền hoàng hải. Là cây tầm bổ huyền hoàng hải hay huyền hoàng hải dựng dục ra cây? Hay là nói, đó là linh thể huyền hoàng hải ngưng tụ ra? Man Nghiêu cùng cự viên đâu?
Thanh đồng chu tước đột nhiên kịp phản ứng, làm sao không thấy được hai thanh đồng quỷ tượng kia? Các ngươi còn phát hiện ra cái gì không? Thanh đồng chu tước cao giọng quát hỏi, thanh âm truyền ra ngoài, thật lâu không có hồi âm. Các ngươi đang làm gì? Tranh thủ thời gian trở về, trước tiên lấy cây này ra. Thanh đồng chu tước lao xuống phía dưới một đoạn, đôi mắt thanh đồng đột nhiên ngưng tụ, nhìn chằm chằm hai bên ngũ hành thần thụ. Nơi đó mơ hồ có hai pho tượng đứng sừng sững. Không tốt. Thanh đồng chu tước đột nhiên có loại dự cảm, chẳng lẽ bọn hắn bị ngũ hành thụ khống chế? Nếu thật sự là linh thể do huyền hoàng hải dương thai nghén, từ quy mô đến xem, chỉ sợ có thực lực đế cấp. Thanh đồng chu tước vỗ cánh lao xuống, dứt khoát nhào về phía huyền hoàng hải. Trước tiên chúng nó cứu ra. Nhưng, huyền hoàng hải đột nhiên bạo động, sóng lớn ngập trời, mê vụ cuồn cuộn, bộc phát ra một cỗ khí thế nặng nề bá liệt. Một đạo huyền hoàng trọng quyền phóng lên tận trời, giống như là 10 vạn dặm sơn hà biến thành, cực hạn bá đạo, cực hạn nặng nề, thẳng đến thanh đồng chu tước. Huyền hoàng hải dương quả nhiên dựng dục ra linh trí. Hừ hừ, sinh ra linh trí thì như thế nào? Bị ta phát hiện, ngươi chính là con mồi của ta. Nghe đây, chủ nhân của ngươi đến rồi. Thanh đồng chu tước không sợ hãi, đón huyền hoàng trọng quyền giết qua, toàn thân âm vang giòn vang. Số lượng lớn lông vũ thanh đồng dâng lên, không thể phá vỡ, vô cùng sắc bén, bộc phát ra minh mông liệt diễm, giống như đế binh triều dâng, ngang nhiên nghênh kích sơn hà trọng quyền. Tần Diễm Mộng, gia hỏa này chẳng lẽ không nhìn thấu tình huống thật nơi này? Vậy mà tự mình huyễn tưởng mạch suy nghĩ chơi đùa. Trí thông minh thanh đồng quỷ tượng quả nhiên đều không phải rất cao. Con trai quỷ bí chỉ giao phó bọn hắn thân thể không thể phá vỡ, linh nguyên quỷ bí đặc biệt. Nhưng vẫn không có tạo nên ra đầy đủ trí thông minh cơ trí. So với mấy cái đám bị hủy diệt chục vạn năm trước, không có gì khác biệt. Nếu như thế này, vì sao không lừa gạt thêm mấy tên? Tần Diễm không có chủ động xuất hiện, mà điều động năng lượng huyền hoàng hải, triển khai mãnh liệt oanh kích đối với thanh đồng chu tước. Thanh đồng chu tước càng đánh càng hăng, nương tựa theo thanh đồng chiến khu cứng rắn, ngạnh kháng huyền hoàng triều dâng minh mông nặng nề, còn liên tiếp thi triển chu tước bí thuật, nuốt luyện huyền hoàng thủy triều. Chương 3417 địa tầng dụ sát 4. Nhưng, huyền hoàng hải dương quá mênh mông, mặc cho như thế nào thi triển, từ đầu đến cuối khó mà tới gần bên trong ngũ hành thụ. Tuy nhiên huyền hoàng hải dương cũng không thể thật sự làm bị thương nó. Thanh đồng chu tước rất muốn tự mình bắt lấy nơi này, nhưng tiếp tục tiêu hao, cuối cùng đổ vào nơi này khẳng định là hắn. Cho nên, chiêu đồng bạn. Thanh đồng chu tước đột nhiên bay lên không, rời khỏi nơi này. Tần Diễm làm một quyết định mạo hiểm, không ngăn trở. Thanh đồng chu tước rời khỏi nơi này, dọc theo con đường rời khỏi hố sâu. Nương theo tiếng oanh minh kịch liệt, liệt diễm ngập trời cuồn cuộn, hóa thành hư ảnh chu tước cường đại che khuất bầu trời, chấn kinh chiến thuyền bốn phương tám hướng. Hắn sao lại ra làm gì? Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực đều không có đi xa, nhìn thấy thanh đồng chu tước chạy thoát, đều rất cảnh giác. Cái kia thật sự là đại địa mẫu đỉnh sao? Vậy mà để thanh đồng chu tước chạy. Chu Cổ Lực mài đao xoèn xoẹt, chần chờ muốn ra tay ngăn trở hay không. Lúc này, thanh đồng chu tước hướng về phía các chiến thuyền xa xa phát ra tiếng gáy to sắc nhọn. Hãy nghe cho ta. Nơi này cần thanh đồng quỷ tượng trợ giúp. Ai có thể tìm tới bọn chúng, lại mang tới nơi này, chờ sau khi chúng ta rời khỏi, khu mỏ quặng này sẽ thuộc về người đó. Từ giờ trở đi. Ta chỉ cần một kiện đồ phía dưới, phạm vi còn lại không còn khai thác. Thanh âm truyền ra rất rất xa. Đại bộ phận cường giả trên chiến thuyền đều nghe được. Xung quanh còn có thanh đồng quỷ tượng. Thanh đồng quỷ tượng chẳng lẽ là toàn bộ giáng lâm rồi? Nhất định là con trai quỷ bí tới. May mắn không có tùy tiện ra tay. Còn chờ cái gì, nhanh đi tìm kiếm thanh đồng quỷ tượng khác. Bọn hắn chỉ đào móc 1/3, khẳng định còn có rất nhiều bảo vật. Coi như 1/3, bọn hắn cũng chỉ là khai thác chừng 5 phần. Phía dưới là bảo bối gì, thanh đồng chu tước đều bắt không được. Chiến thuyền oanh động, lần lượt tản ra, hướng về 4 phương 8 hướng trùng kích, tìm kiếm các thanh đồng quỷ tượng khác. Thanh đồng chu tước lao xuống, lại xuyên qua hố sâu, vọt vào trong không gian huyền hoàng, cũng chính là đại địa mẫu đỉnh. Chu Cổ Lực cùng Triệu Tử Mạt hai mặt nhìn nhau, trầm mặc một hồi, mới đại khái hiểu được tình huống. Đại địa mẫu đỉnh đây là đang câu cá. Chẳng lẽ không sợ hắn nuốt không nổi? Cái kia chung quy vẫn là thanh đồng quỷ tượng,
trình độ cứng cáp không thể kém quá nhiều so với đại địa mẫu đỉnh hắn nha. Một cái hẳn là có thể trấn trụ, hai cái, ba cái. Có chút khinh thường. Triệu Tử Mạt nói thầm. Nhúng tay không? Chu Cổ Lực rút đao. Không cần nôn nóng, nhìn tình huống. Triệu Tử Mạt vừa vặn nhân cơ hội này nhìn thực lực chân chính của đại địa mẫu đỉnh. Trong hố sâu, quả nhiên trí thông minh chưa đủ. Tần Diễm nhìn thấy Thanh Đồng Chu Tước quả nhiên trở về, thở phào một cái, lần nữa nhắc lên Huyền Hoàng Thủy Triều cùng Thanh Đồng Chu Tước tiêu hao, cũng đang yên lặng luyện hóa đại địa mẫu kim. Không sai, chính là đại địa mẫu kim. Tại thời điểm Tần Diễm cưỡng ép xông tới, Thanh Đồng Cự Viên cùng Thanh Đồng Man Nghiêu còn không có phát hiện đại địa mẫu kim, nhưng phía dưới xác thực có, phạm vi còn vô cùng lớn. Giờ khắc này, Tần Diễm biến thành đại địa mẫu đỉnh, liền ổn ổn đương đương đứng sừng sững ở trên mẫu kim. Hắn một bên tiêu hao Thanh Đồng Chu Tước ở bên trong cơ thể mình, một bên ở bên ngoài tinh luyện đại địa mẫu kim. Đại địa mẫu kim là hấp thu đại địa mẫu khí, ngưng kết ra đặc biệt tinh thiết, có thể xưng một trong kim loại cứng rắn nhất thế gian, cũng là kim loại trầm trọng nhất, không có cái thứ hai. Một khối nắm đấm giống như đại địa mẫu kim ẩn chứa đại địa mẫu khí tương đương với ngàn dặm sơn hà. Tần Diễm đang hấp thu khối đại địa mẫu kim này, tuyệt đối có thể so với mấy chục vạn dặm. Mà đây là tinh cầu cấp chúa tể lắng đọng trong thời gian vô tận. Năng lượng tinh hoa so với tinh cầu tần mệnh càng nồng nặc hơn. Sau khi dung luyện khối đại địa mẫu kim này, trình độ cứng cáp, trình độ nặng nề của hắn cùng quy mô Huyền Hoàng Hải bên trong đều sẽ tăng lên 2 phần trở lên. 2 phần. Lấy cảnh giới của hắn, lấy tình huống của hắn, 2 phần này tuyệt đối là tăng lên mạnh mẽ. Sau 13 ngày, một chi phân đội Thanh Đồng Quỷ Tượng đến nơi này, cầm đầu là đầu Thanh Đồng Cự Nhân, phía sau khiêng Thanh Đồng Chiến Phủ, tay phải nắm Thanh Đồng Trọng Kiếm, tay trái nắm Thanh Đồng Chiến Thuẫn, toàn thân tản ra uy thế nặng nề mà mênh mông. Phía sau đi theo cũng là 2 tôn Thanh Đồng Quỷ Tượng hình người, thẳng tắp tráng kiện, thần thân cao khoảng 100 mét. Chu Tước, Thanh Đồng Cự Nhân từ trên trời giáng xuống, giống như viên thiên thạch, va chạm khu mỏ tinh thạch cứng cỏi, dẫn phát tiếng oanh minh kịch liệt. Bên trong đại địa mẫu đỉnh, Thanh Đồng Chu Tước nỏ mạnh hết đà chật vật tránh khỏi Huyền Hoàng trọng quyền chặn đánh, vỗ cánh bay lên trời, rời khỏi Huyền Hoàng không gian phía dưới. Phía dưới có cái gì? Thanh Đồng Cự Nhân đang quan sát năng lượng khu mỏ quặng kim loại, sau khi nhìn thấy Thanh Đồng Chu Tước phóng lên tận trời, lập tức đề phòng. 2 pho tượng thần cấp đồng thời nắm chặt vũ khí, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Bởi vì bộ dáng Thanh Đồng Chu Tước bây giờ quá chật vật, không chỉ có lông vũ Thanh Đồng mảng lớn chóc ra, móng vuốt vậy mà đều thiếu một chỉ, tượng trưng cho linh vũ trên đỉnh vũ khí cứng rắn nhất sắc bén nhất cũng toàn bộ biến mất. Nương tựa theo uy danh Thanh Đồng Quỷ Tượng, cùng thể chất đặc biệt của Thanh Đồng Quỷ Tượng, bọn hắn quét ngang vũ trụ, gần như không đối thủ, chớ nói chi là đế cấp Thanh Đồng Quỷ Tượng. Phía dưới là Huyền Hoàng Hải. Huyền Hoàng Hải ra đời linh trí. Thanh Đồng Chu Tước vô cùng suy yếu, không chỉ có toàn thân bò đầy vết nứt, ngay cả quỷ nguyên đều tiêu hao không sai biệt lắm. Tiếp tục 13 ngày chém giết đối kháng, hắn không chỉ có không có một khắc ngừng lại, còn càng đánh càng điên cuồng, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được Huyền Hoàng Hải suy yếu. Hắn luôn muốn có thể tự mình xử lý Huyền Hoàng Hải trước khi các phân khác đội đến. Nhưng, Huyền Hoàng Hải chung quy vẫn là Huyền Hoàng Hải, năng lượng mênh mông bát ngát, giống như có thể cuồn cuộn không ngừng hấp thu năng lượng từ giữa đại địa sơn hà. Huyền Hoàng Hải, Thanh Đồng Cự Nhân phấn chấn, không phải Huyền Hoàng Nguyên, không phải Huyền Hoàng Hồ, mà là Hải Dương. Trách không được có thể dày vò hung binh như Thanh Đồng Chu Tước thành như thế này. Chương 3418 địa tầng dụ sát 5. Ngàn lần chính xác, chính là Huyền Hoàng Hải, không chỉ có ra đời linh trí, còn dựng dục ra linh thể, giống như là một gốc ngũ hành thụ. Trong lòng Thanh Đồng Chu Tước không cam tâm chia sẻ cho những đồng bạn khác, nhưng cũng xác thực quá mệt mỏi, chỉ dựa vào mình thật bắt không được. Người quá mạo hiểm, hẳn là nên chờ ta tới lại đánh. Thanh Đồng Cự Nhân phấn chấn kích động, cao giọng nói. Người nhìn rất suy yếu, ở lại nơi này, phía dưới giao cho ta. Thanh Đồng Chu Tước vội vàng nói. Ta còn có thể đi, Huyền Hoàng Hải mạnh vô cùng, cần chúng ta phối hợp. Ngươi xác định, nếu có cái gì ngoài ý muốn, ngươi chết trận, cũng không thể oán ta. Nó chống lại 13 ngày, đều không có vây khốn ta, ngươi cũng tới, ta còn có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ta chủ công, ngươi phối hợp. Thanh Đồng Cự Nhân không cho giải thích, vung lên tấm chắn khiêng đến trên lưng, đổi lại Thanh Đồng Chiến Phủ. Tay trái Chiến Phủ, tay phải Trọng Kiếm,
đều là siêu cấp chiến binh. Nặng nề sắc bén hơn. Hắn phấn chấn hét lớn, mang theo hai thuộc cấp vọt vào hố sâu. Thanh đồng Chu Tước tức giận, gọi ngươi tới là hỗ trợ, vậy mà trắng trợn đoạt công lao, thật sự là hỗn đản. Nhưng hắn bị thương quá nghiêm trọng, chỉ có thể cắn răng đuổi theo, tranh thủ tại thời khắc cuối cùng có thể vượt lên trước oanh sát huyền hoàng hải linh thể từ trong tay thanh đồng cự nhân. Tới cái cọng rơm cứng. Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực chú ý tới người khổng lồ này. Nhìn rất vũ dũng. Chu Cổ Lực mài đao xoèn xoẹt, muốn dùng đao mổ heo của mình thử một chút vũ khí hạng nặng như thanh đồng quỷ tượng. Triệu Tử Mạt nói. Không nên gấp gáp, thanh đồng quỷ tượng rất mạnh, nhưng đại địa mẫu đỉnh cũng không yếu. Nhớ năm đó, chân thân Tần Diễm thế nhưng chỉ mang theo 5 tôn phân thân liền đồ diệt toàn bộ bộ lạc thanh đồng quỷ tượng. Đại địa mẫu đỉnh. Thanh đồng cự nhân cầm chiến phủ cùng trọng kiếm giết tiến vào không gian huyền hoàng, hình ảnh khí tức huyền hoàng đập vào mặt cùng đại dương mênh mông cuồn cuộn phía dưới đều mang đến rung động trùng kích mãnh liệt. Dù bọn hắn hoành hành vũ trụ mấy chục vạn năm cũng chưa từng nhìn thấy qua cảnh tượng rung động như thế này. Khi hắn nhìn thấy ngũ hành thụ bao phủ trong huyền hoàng hải dương, thanh đồng cự nhân thế mà tự suy tự diễn ra. Quả nhiên là ngũ hành thụ. Huyền hoàng hải vậy mà dựng dục ra ngũ hành thụ. Quả thực là dùng vô tận sơn hà tại tẩm bổ ngũ hành chi nguyên. Cái gì gọi là bảo vật? Cái gì gọi là cơ duyên? Lúc này mới xứng với danh khí tinh vực truyền thuyết chứ. So với huyền hoàng hải cùng ngũ hành thụ trước mắt, đồ hắn phát hiện trong mấy tháng này đều không đáng nhắc đến. Thanh đồng cự nhân ngẩng đầu lên trời hét lớn, vung vẩy lên vũ khí hạng nặng, ngang nhiên lao thẳng đến huyền hoàng hải. Hắn không có loại năng lượng này quỷ nguyên. Mà là phát huy đến cực hạn ưu thế thanh đồng chiến khu cứng rắn. Không thể phá vỡ, đánh đâu thắng đó, là chiến binh đột kích con trai quỷ bí trọng điểm chế tạo. Tương lai có hy vọng biến đổi đến chí tôn, đứng hàng ngũ đại chí tôn dưới trướng con trai quỷ bí. Không tệ không tệ, vậy mà cho ta một món ngon. Tần Diễm kích động, nếu như luyện cái đồ chơi này, hiệu quả không thể kém bao nhiêu so với đại địa mẫu kim nha. Ầm ầm, huyền hoàng hải toàn diện bạo động. So với trước đó không biết nóng nảy gấp bao nhiêu lần. Bành trướng cuồn cuộn, ngập trời sôi trào, hóa thành 36 cỗ thủy triều, gió lốc giống như cuồng long bay thẳng lên trời. Quả nhiên rất mạnh. Thanh đồng cự nhân trước tiên phát giác được uy thế nặng nề, đó là năng lượng huyền hoàng tinh khiết, đó là sơn hà tinh luyện cực hạn tinh hoa, 36 cỗ huyền hoàng triều dâng giống như 36 phiến tung hoành mấy vạn dặm sơn hà, cỗ uy thế cuồng bạo đủ để đập nát hết thảy thế gian. Thanh đồng cự nhân vui mừng không sợ, chiến khu lấp lóe ý lạnh, đè ép căng cứng, ngang nhiên lao thẳng đến huyền hoàng triều dâng. Nhưng, trước một khắc huyền hoàng triều dâng bạo kích hắn, trong lúc bất chợt cưỡng ép thay đổi tuyến đường, giao thoa lao nhanh, hội tụ vào cùng một chỗ, hóa thành trọng quyền rộng vạn mét, sôi trào cường quang vô tận, đánh về phía theo sát hai tôn thanh đồng quỷ tượng thần cấp giết tiến đến. Thanh đồng quỷ tượng đang rung động cảnh tượng cùng khí thế nơi này, kết quả triều dâng bạo động. Kịch liệt sai chỗ, hóa thành trọng quyền đối diện mà tới. Bành, răng rắc. Hai tôn thanh đồng quỷ tượng thần cấp rung động kịch liệt, chia năm xẻ bảy, bị năng lượng khủng bố bạo kích tung bay. Huyền hoàng trọng quyền không ngừng tấn công, thẳng đến thanh đồng Chu Tước. Không đúng. Thanh đồng Chu Tước cưỡng ép phanh lại, vỗ cánh bạo kích, muốn rút lui khỏi không gian huyền hoàng. Uy thế này mạnh hơn quá nhiều so với trước đó. Cơ hồ là gấp bội. Cái này không nên. Tuy nhiên, may mắn hắn cố ý đi ở phía sau, bây giờ vừa mới tiến đến, bất cứ lúc nào có thể rút khỏi không gian huyền hoàng. Người đang làm gì, ngăn lại. Thanh đồng Chu Tước vỗ cánh bay lên trời, muốn tạm thời rời khỏi. Nhưng, ầm ầm, chỗ trống hố to đột nhiên oanh minh, dẫn dắt toàn bộ không gian huyền hoàng đều đang run rẩy. Con đường hoàn hảo lại bị phong kín. Thanh đồng Chu Tước vội vàng không kịp chuẩn bị, giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, vẻ mặt hung ác. Tốc độ chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng nhanh mạnh hơn, đón đầu phong ấn thần bí mà đụng mạnh vào. Hắn là thanh đồng quỷ tượng, không thể phá vỡ. Bất kể là ai đang phong ấn, đều khốn không được hắn. Oanh, răng rắc, thanh đồng Chu Tước cùng, phong ấn, rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau, cái đầu trước một khắc còn kiêu ngạo ngẩng cao toàn bộ va vào trong cổ, bạo kích thân thể đều răng rắc giòn vang, thay đổi hoàn toàn hình. Đó là cái nắp mẫu đỉnh. Không chỉ có vô cùng nặng nề, càng có thể khép kín trong chốc lát, cùng mẫu đỉnh triệt để hòa làm một thể. Thanh đồng Chu Tước vừa va chạm, tương đương với thân mật đối đầu với 2 triệu dặm sơn hà.
chỉnh thể thanh đồng chu tước dán trên nắp đỉnh. Ngay sau đó, huyền hoàng trọng quyền trùng thiên bạo kích, oanh oanh liệt liệt đánh tới trên người thanh đồng chu tước. Nắp đỉnh chấn áp thô bạo, cùng nặng nề mẫu đỉnh giao hòa toàn diện. Huyền hoàng triều dâng tiếp tục bạo động, liên miên bất tuyệt đánh thẳng vào thanh đồng chu tước. Thanh đồng chu tước đã nỏ mạnh hết đà, làm sao có thể tiếp nhận kịch biến bất thình lình cùng thế công tăng vọt gấp bội. Thanh đồng lông vũ bay tán loạn, thanh đồng chiến khu vỡ vụn. Chương 3419 nổi giận 1. Mở cho ta. Thanh đồng cự nhân nổi giận, luân động chiến phủ cùng trọng kiếm cuồng dã phách chạm sóng lớn huyền hoàng. Nhưng, huyền hoàng Hải Dương có phạm vi minh mông, hắn chặt đứt nơi này, nơi đó lại nhảy vọt lên. Từng luồng huyền hoàng triều dâng tiếp tục bạo động, liên tục bay lên trời, oanh oanh liệt liệt, liên miên bất tuyệt, tươi sống nghiền ép thanh đồng chu tước tại nắp đỉnh. Thân thể thanh đồng chu tước cứng rắn bắt đầu vỡ vụn, lít nha lít nhít vết nứt bò đầy toàn thân. Hắn liều chết giãy giụa, điên cuồng chống lại, lại bị ép tới không thể động đậy, rõ ràng cảm nhận được thân thể vỡ vụn. Xảy ra chuyện gì? Không nên. Trước đó không có mạnh như vậy. Không phải rất suy yếu sao? Không phải bị tiêu hao sao? Huyền Hoàng Hải Dương thế nào? Là đang liều chết phản kích, hay đánh cược lần cuối? Chu tước, chịu đựng. Thanh đồng cự nhân hơi chần chờ, bỏ qua thanh đồng chu tước, ngang nhiên lao thẳng đến Huyền Hoàng Hải Dương. Trong ý thức của hắn, phán đoán này không có bất cứ vấn đề gì. Thanh đồng chu tước mặc dù bị đè lại, nhưng bọn hắn đều là thanh đồng quỷ tượng, là siêu cấp chiến khu chất liệu thanh đồng đặc biệt bên trong cấm khu quỷ bí rèn đúc mà thành. Nhất là đến đế cấp, trình độ cứng cáp tuyệt đối có thể đối kháng được những chiến khu được gọi là huyết mạch, thậm chí càng mạnh hơn. Cho nên, thanh đồng chu tước chỉ có thể bị ngăn chặn, không thể nào bị tùy tiện hủy diệt. Huống chi, thanh đồng chu tước vừa vặn có thể thay hắn kiềm chế bộ phận năng lượng, cho hắn cơ hội giải quyết hết linh thể bên trong Huyền Hoàng Hải. Ách ngồi đáy giếng, biết chúng ta là ai? Chúng ta là thanh đồng quỷ tượng của quỷ bí cấm khu. Quỷ bí cấm khu, một trong 9 đại cấm khu, là cấm khu cấp vũ trụ có thể trì hành cùng tinh vực truyền thuyết các ngươi. Chúa tể các ngươi đều mở ra tinh vực, mời chúng ta tiến vào hưởng dụng, các ngươi phải nhận mệnh. Không cần làm dãy giụa. Thanh đồng cự nhân cầm trọng binh trong tay, giống như thiên thạch đánh về phía Huyền Hoàng Hải. Huyền Hoàng Hải mãnh liệt nhấc lên, xuất hiện vòng xoáy khủng bố, mặt biển đều kịch liệt hạ xuống. Tại thời điểm thanh đồng cự nhân giết tới, một tôn huyền hoàng chiến khu phóng lên tận trời từ trong nước xoáy, cường quang chói mắt, đế uy cuồn cuộn, năng lượng huyền hoàng như thác nước treo đầy toàn thân. Hắn đánh ra một quyền, như sơn hà gào thét, mặt đất rung chuyển, thẳng đến vũ khí hạng nặng. Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi biết chúa tể Tu La không? Ngươi biết tên Tần Diễm không? Oanh! Ầm ầm! Trọng trùy cùng chiến phủ bị hai cỗ huyền hoàng trọng quyền vững vàng tiếp được. Thanh đồng cự nhân cùng huyền hoàng chiến khu của Tần Diễm đối chọi tương đối. Tần Diễm. Thanh đồng cự nhân không có thực sự gặp được Tần Diễm, nhưng tên Tần Diễm bên trong quỷ bí cấm khu thì như sấm bên tai. Cái kia không thể nghi ngờ là cấm kỵ của chủ nhân, càng là cường địch đầu tiên thanh đồng quỷ tượng cần có cảnh giác nhất. Cho nên, thời điểm con trai quỷ bí tạo nên nhóm thanh đồng quỷ tượng hoàn toàn mới bọn hắn, trong ý thức mỗi một bộ đều in dấu xuống ấn ký đặc thù, một khi phát hiện Tần Diễm. Không chết không thôi. Ông, ấn ký trong thân thể thanh đồng cự nhân bị tỉnh lại, một nguồn năng lượng kinh khủng nháy mắt bộc phát, khuấy động thanh đồng chiến khu, kích phát khí thế cương mãnh không có gì sánh kịp, ngay cả trên mặt búa đều xuất hiện ấn ký. Thanh đồng cự nhân đột nhiên bạo tẩu, ý thức tiêu tán, cuồng nộ thay thế. Cánh tay hắn tráng kiện cuồng lực ngập trời, chiến phủ cùng trọng trùy cưỡng bức dung chuyển Tần Diễm, cưỡng ép tung bay. Tần Diễm kinh ngạc. Không phải hẳn là chấn kinh sao, không phải hẳn là khủng hoảng sao. Làm sao đột nhiên điên cuồng. Giết giết giết. Thanh đồng cự nhân triệt để bạo tẩu, cũng mặc kệ tình huống như thế nào, đối với Tần Diễm bạo phát tấn công mạnh mưa to gió lớn. Thanh đồng chu tước bị nghiền ép ở nắp đỉnh tại thời khắc này cũng phát ra tiếng gáy to sắc nhọn, đầu vỡ vụn vậy mà cưỡng bức ló ra, ấn ký yên lặng ở trong thân thể cũng nhanh chóng thức tỉnh. Hắn mãnh liệt giãy giụa, điên cuồng bạo động. Hỏa nguyên lực sau cùng bên trong quỷ tượng không giữ lại chút nào phóng xuất ra, dẫn bạo huyền hoàng triều cường. Cùng lúc đó, con trai quỷ bí đang lười biếng nằm trong thanh đồng cung điện cũng bị ấn ký đánh thức. Những ấn ký kia đều là tương liên cùng hắn. Cũng là chấp niệm của hắn. Nếu như bất kể một tôn thanh đồng quỷ tượng nào phát hiện ấn ký Tần Diễm,
ngay lập tức sẽ gây nên chú ý của hắn. Tần Diễm, là tên ngủ say bên trong Thiên Nguyên. Hắn chẳng lẽ theo Thiên Nguyên đến đây? Không đúng, bên trong đám chiến thuyền Thiên Nguyên mang tới không có khí tức đại địa mẫu đỉnh. Con trai quỷ bí chậm rãi đứng dậy, đáy mắt nổi lên từng đạo tinh mang. Chẳng lẽ là phân thân khác, phân thân đế cấp? Mỹ nữ nở năng phục vụ bên cạnh nói. Thời điểm Dực Thần tộc đại náo Thiên Võ Tinh có cỗ năng lượng cường hoành va chạm qua Thiên Võ Tinh. Lúc ấy ta ở gần chúng Diệu Thiên giám sát, không biết tình huống Thiên Võ Tinh, Thiên Nguyên Chúa Tể sau đó phong bế tất cả tinh cầu, ngăn cách hình ảnh chiến tranh phía ngoài, ta không lại để ý tới tình huống bên ngoài, chẳng lẽ? Ha ha, phân thân đế cấp. Ta còn không có nghĩ đến tìm bọn các ngươi, vậy mà đưa mình tới cửa. Con trai quỷ bí nhắm mắt lại, một cỗ ba động mãnh liệt từ thân thể nở rộ, trùng kích thanh đồng cổ điện, như lao sóng lớn nhanh trăm ngàn trọng đánh tới tinh vực truyền thuyết. Không lâu sau đó, bảy chi thanh đồng chiến đội khu phạm vi mấy trăm vạn dặm xung quanh mỏ quặng, toàn bộ nhận được chỉ lệnh, bọn hắn liên tiếp từ bỏ riêng phần mình hành động, phóng lên tận trời, hướng về phương hướng khu mỏ quặng tụ tập. Sâu trong hố đất, Tần Diễm có loại dự cảm không tốt, hiên hoàng triều dâng điên cuồng quấy rối trong thân thể. Chương 3420 nổi giận 2. Sau khi ngạnh kháng mấy đạo bạo kích của thanh đồng cự nhân, điều động một nửa uy lực huyền hoàng trở lên, cho thanh đồng chu tước một kích chí mạng, sau đó mở nắp đỉnh, ném thanh đồng cự nhân đang bạo tẩu ra ngoài. Oanh! Đại địa lay động, vết nứt lan tràn, dẫn phát kéo dài rung chuyển, càng vỡ vụn số lượng lớn tinh thạch chôn sâu dưới mặt đất. Thanh đồng cự nhân chật vật tháo chạy, thẳng tới Vân Tiêu, nhưng không có bất kỳ ý tứ dừng lại gì. Cuồng dã gầm thét, cõng tấm chắn, cầm trong tay chiến phủ cùng trọng kiếm, giết lại về phía hồ đất. Tần Diễm kịch liệt diễn biến, một lần nữa hóa thành hình người, thân cao trăm mét, khôi ngô anh vĩ, hắn xôi trào huyền hoàng triều cường thao thao bất tuyệt, cường thế lao thẳng đến thanh đồng cự nhân. Cùng lúc đó, huyền hoàng năng lượng trong thân thể bạo động kịch liệt, bắt đầu dung luyện bốn tôn thanh đồng quỷ tượng thần cấp, cùng thanh đồng chu tước đế cấp. Những chất liệu đặc biệt này có thể tăng cường độ cứng mẫu đỉnh cực lớn. Thanh đồng chu tước siêu tập những tinh thạch kia, cùng sinh mệnh thạch tủy bên trong kén đá cũng bị Tần Diễm cưỡng ép nuốt luyện. Tần Diễm thứ năm vốn rất cường đại, đầu tiên là dung luyện đại địa mẫu kim, bây giờ lại dung luyện kim loại tinh thạch lấy ngàn mà tính cùng sinh mệnh thạch tủy quý giá hiếm thấy, thực lực bắt đầu kéo dài tăng lên. Rầm rầm rầm, cuồng dã bạo kích, vang vọng đất trời. Hai tôn chiến khu siêu cấp ở trong thiên địa giết tới sôi trào. Chu Cổ Lực ngẩng đầu nhìn lên trời. Ta đã nói, mẫu đỉnh khốn không được thanh quỷ. Triệu Tử mà tiếc nuối. Phiền phức rồi, Tần Diễm bại lộ thân phận, thanh đồng quỷ tượng rất có thể sẽ khởi xướng vây bắt hắn. Kế hoạch chúng ta trông cậy vào hắn thay chúng ta kiềm chế hoàng kim đế tộc, chỉ sợ là phải dẹp. Chu Cổ Lực đùa lấy lỗ lỗ, thuận miệng nói. Ta đã sớm nói muốn giúp một tay, là ngươi không chịu, bây giờ thì hay rồi, chỉ có thể chờ Đường Diễm chạy tới. Triệu Tử Mạt nói. Ta không phải là không muốn gây thêm phiền toái cho Đường Diễm à? Chu Cổ Lực trợn mắt chừng một cái. Hắn trêu đến phiền phức còn thiếu, còn quan tâm một cái này. Triệu Tử Mạt thở dài. Chính hắn gây phiền toái là đủ rồi, nếu chúng ta đều đi theo gây phiền toái, vậy còn không loạn. Chu Cổ Lực im lặng. Là đệ của hắn, không phải mẫu thân hắn, mỗi ngày quan tâm mù quáng chó gì. Oanh! Tần Diễm bạo kích trọng quyền. Rắn rắn chắc chắc đập vào trên đầu thanh đồng cự nhân. Nắm đấm này cũng không phải nắm đấm huyết nhục, càng không phải nắm đấm năng lượng, mà là mẫu đỉnh kinh khủng, năng lượng ẩn chứa không thua gì thiên băng địa liệt. Đầu thanh đồng cự nhân lắc lư mãnh liệt, mặt lõm xuống, chỗ cổ xinh xinh bị xé rách ra một vết nứt, cả chiến khu tháo chạy tại chỗ, chiến phủ cùng trọng trùy trong tay mắt là phải đánh chúng Tần Diễm, đều theo thân thể rút lui mà bỏ lỡ cơ hội. Tần Diễm theo đuổi không bỏ. Nắm lấy cơ hội khởi xướng kéo dài bạo kích. Nhưng thanh đồng cự nhân cũng không phải kẻ yếu, nương tựa theo chiến khu cường hãn cùng vũ khí nặng nề, quả thực gánh vác bạo kích, tiếp tục điên cuồng đối oanh cùng Tần Diễm. Tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang vọng đất trời, dày đặc mà cuồng bạo, sóng âm bắn nổ ra vỡ vụn mây mù đầy trời, chấn động dãy núi khắp nơi. Chiến thuyền đang xem náo nhiệt đều nhao nhao rút lui phía sau, không muốn bị vô tội liên lụy. Thanh đồng cự nhân cuồng chiến không ngớt, vũ động trọng trùy cùng chiến phủ, không sợ chết đuổi giết Tần Diễm. Ý thức chủ nhân thông qua ấn ký tiếp tục không ngừng ảnh hưởng hắn, kích thích hắn, để hắn triệt triệt để lâm vào bạo tẩu.
Trong con ngươi tức giận trừng to tất cả đều là Tần Diễm, trong ý thức hỗn loạn tất cả đều là giết chóc. Tần Diễm mãnh liệt đối kháng, lại ý thức được sự không ổn. Gia hỏa này khẳng định không bình thường, trở nên điên rồi, cũng thay đổi mạnh hơn. Suy nghĩ lại một chút, Thanh Đồng Chu Tước đột nhiên phản ứng, tựa như là nhận lấy một loại kích thích nào đó, mà đột nhiên đánh mất ý chí bản thân, còn bắt đầu nghiền ép tiềm lực. Chẳng lẽ, con trai quỷ bí giở trò gì bên trong Thanh Đồng quỷ tượng hoàn toàn mới? Ngươi thật coi ta chỉ có man lực. Năm đó ngược sát toàn tộc Thanh Đồng các ngươi, cũng có phần của ta. Tần Diễm đột nhiên phát ra gào thét bạo ngược, địa mẫu chi tâm trái tim, mãnh liệt nhảy lên, toàn thân nổi lên đường vân đại địa đặc biệt, cả cỗ chiến khu đều sinh ra một loại cộng minh kỳ diệu cùng minh mông thiên địa, minh mông sơn hà. Hắn như hoàn toàn dung nhập vào thế giới này. Bầu trời, địa tầng, rừng rậm, sơn hà, vậy mà không thể tưởng tượng nổi lan tràn ra hoa văn phức tạp trước đó mắt thường khó gặp, tung hoành mười mấy vạn dặm, dày đặc phức tạp, bọn chúng phiêu miểu khó lường, như thật như ảo. Không chỉ có khuấy động đại đạo vết tích đặc biệt mà mênh mông, còn cuồn cuộn lấy uy lực thiên địa quỷ bí mà cường thịnh. Sâu trong hoa văn mênh mông mà phức tạp, địa tầng thức tỉnh đại địa mẫu khí, sơn hà thức tỉnh rừng rậm chi linh, thiên địa tràn ngập không gian chi hình, khung trời phun trào vô thượng thiên uy. Giờ khắc này kịch liệt rung chuyển, rung động cường giả phạm vi 10 vạn dặm mênh mông xung quanh. Như là bản chất thế giới đột nhiên hiện ra trước mặt bọn hắn. Thần bí như vậy, rung động như vậy, không thể tin hơn như vậy. Oa, oa oa. Chu Cổ Lực đều phát ra âm thanh sợ hãi than, vạn vật vết tích như thế này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Triệu Tử Mạt càng chấn kinh, vậy mà giống như chạm đến vết tích giữa thiên địa lôi điện cùng hà triều, như là tất cả cảnh tượng chân thực đều biến thành sợi tơ vô hình. Vạn đạo ngấn tích, đây là vạn đạo ngấn tích. Vạn đạo thần thụ kinh hãi càng cuồng nhiệt hơn, đây chính là vạn đạo ngấn tích hắn đau khổ theo đuổi. Chương 3421 nổi giận 3. Giờ khắc này cảnh tượng mê loạn như là trải rộng ra vô tự thiên thư trước mặt hắn, mang cho hắn trùng kích thần bí thể hồ quán đỉnh. Không tốt, không tốt, rút lui, mau bỏ đi. Gương mặt Đông Hoàng Thiên Du lộ vẻ kinh sợ, nắm kéo thiết long cổ thụ tiến vào sâu trong tán cây vạn đạo thần thụ. Ý thức Thanh Đồng cự linh mê thất hỗn loạn bỗng nhiên bừng tỉnh, rõ ràng đã nhận ra nguy cơ, mãnh liệt mà khủng bố. Hắn quả quyết muốn kéo dài khoảng cách, nhưng không còn kịp rồi, Tần Diễm rốt cuộc giao hòa cùng vô tận sơn hà, thiên địa đạo ngấn một chỗ, hắn cao cao nhắc đến một bàn tay to lớn, thành trung tâm thiên địa đạo ngấn, một quyền tuôn ra, 10 năng lượng vạn dặm sơn hà đều bị triệt để điều động, tràn ngập đất trời lao nhanh, như vạn đạo quy tông, giống như vạn dòng chảy như biển, bành trướng to lớn, năng lượng kích phát đến cực hạn. Một quyền tuôn ra, cường quang chiếu thấu thiên địa, chiếu thấu vạn vật. Chiếu thấu đạo ngấn, cho dù là vũ trụ thâm không phía ngoài tinh vực truyền thuyết đều có thể nhìn thấy vết tích kia. Vạn đạo vô ngấn. Tần Diễm cuồng loạn gào thét, trọng quyền không nhìn không gian, nháy mắt giáng lâm. Sau một khắc, bạo tạc kinh khủng rung động đại địa, vô tận sơn hà, minh mông thiên địa đều nhận đả kích cường liệt, bên ngoài 10 vạn dặm, có thể rõ ràng nhìn thấy mây hình nấm phóng lên tận trời, bay lên không cuồn cuộn, đánh vỡ 9 tầng trời minh mông, thẳng tới hỗn độn hư không. Mà phạm vi nổ thì tiếp tục cuồn cuộn, cuồng dã lan tràn. Cường quang phía trước, gió lốc ở phía sau, bạo động theo sát. Bất kể là những chiến thuyền đang xem chiến, hay Triệu Tử Mạt ẩn núp, hoặc vạn đạo thần thụ đám người đều bị vô tình nuốt hết, triệt để mất khống chế lao nhanh hướng về 4 phương 8 hướng. 10 vạn dặm bên ngoài, 3 chi Thanh Đồng quỷ tượng đang tấn mãnh tiến lên cũng bị trùng kích đập vào mặt. Bọn hắn nương tựa theo chiến khu nặng nề mà cứng rắn. Quả thực gánh vác chiều dâng cuồn cuộn, nhưng ngóng nhìn đám mây sương mù thông thiên cuối tầm mắt đều cảm nhận được mấy phần rung động. Đó là năng lượng gì? Kia cũng không phải uy lực và năng lượng mà đế cấp có thể thả ra. Chẳng lẽ là... Chí Tôn? Nơi đó còn có những cường giả khác đang hiệp trợ Tần Diễm? Hay nói ở đó có nhiều hơn một phân thân? Giống giống. Bọn hắn phát ra dã man gào thét, toàn thân đón nhận chiều dâng cưỡng ép bước lên. Chủ nhân hao tốn mấy chục vạn năm, thật vất vả tạo nên chi chiến đội cường hãn gần 100 người bọn hắn, muốn tái tạo vô thượng hung danh của Thanh Đồng trong vũ trụ mịt mờ. Bất kỳ một người nào cũng không thể có sơ suất. Bất kỳ một người nào cũng không thể chết trên tay Tần Diễm. Sỉ nhục như thế này tuyệt đối không thể lại lần nữa tái diễn. Mấy chục vạn dặm bên ngoài, 4 chi đội ngũ Thanh Đồng quỷ tượng khác đạt được chỉ lệnh cũng ẩn ẩn đã nhận ra rung chuyển vô cùng vô tận.
mặc dù không xác định có phải thanh đồng cự nhân nơi đó hay không, nhưng bọn hắn vẫn tăng nhanh tốc độ. Đầu nguồn bạo tạc, lấy khu mỏ quặng làm trung tâm, mênh mông 10 vạn dặm sơn hà đều bị tàn phá khó có thể tưởng tượng. Cỗ tàn phá này không chỉ là bạo tạc tạo thành, chủ yếu là cỗ năng lượng, tinh luyện, kia không hề tầm thường để mênh mông thiên địa, mênh mông sơn hà, đều đánh mất đạo ngấn bảo hộ, hao hết tất cả năng lượng. Cho nên một khắc bạo tạc nổ tung, sơn hà mệt mỏi thảm tao sụp đổ, phạm vi từ mấy trăm đến mấy ngàn lại đến mấy vạn, cuối cùng quét sạch mênh mông 10 vạn dặm. Đại địa lún xuống, rừng rậm tiêu vong, không gian phá toái. Không có một ngọn cỏ, đổ nát hoang vu. Từ trên cao quan sát, tựa như tinh cầu truyền thuyết xuất hiện một vết sẹo rõ ràng. Bởi vì đạo ngấn sụp đổ, nguồn bạo tạc này không chỉ là thương tới sơn hà, mà là chân chính thương tổn tới tinh cầu. Trong hỗn độn phiêu miểu, ý thức chúa tể truyền thuyết đều bị đánh thức. Thanh đồng cự nhân đứng tại chỗ, duy trì tư thái chống cự, thoạt nhìn như là chống cự, nhưng... răng rắc, két, răng rắc, vết nứt bắt đầu lan tràn, không phải tổn thương mặt ngoài, mà là tản ra vết nứt từ bên trong. Hắn khó có thể tin. Hắn là nhưng bất diệt chiến khu được vạn cổ thanh đồng trong cấm khu đặc biệt tạo nên. Hắn hoành hành vũ trụ 100.000 năm, hấp thu năng lượng vô số kim loại, thậm chí thôn vệ qua tinh cầu kim loại, hắn đã là cường giả đế cấp kiêu ngạo, có cứng rắn bình thường sinh linh khó có thể hiểu được. Sao lại thế? Một kích. Đột nhiên xuất hiện một kích vậy mà để hắn trọng thương thể thảm. Thanh đồng cự nhân muốn đứng vững vàng, nhưng, bộ vị đầu gối răng rắc giòn vang, hắn quỳ trên mặt đất. Va chạm không nghiêm trọng lắm lại dính líu toàn thân, vết nứt bắt đầu nhanh chóng lan tràn, từ đầu gối quét sạch toàn thân. Tạch 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 két, răng rắc. Toàn thân thanh đồng cự nhân đều là vết nứt, giống như pha lê bị thiết chùy trọng kích, vô cùng thê thảm. Không, không thể nào. Thanh đồng cự nhân khó có thể tin ngẩng đầu, nhìn về hướng người khổng lồ cao ngạo thẳng tắp trăm mét trước mặt. Nhưng sau một khắc, vết nứt vỡ nát, toàn thân phá thành mảnh nhỏ, biến thành từng khối thanh đồng nặng nề, rơi xuống trên mặt đất. Ta, con trai chúa tể Tu La, Tần Diễm. Ở trước mặt ta, không có cái gì là không thể. Tần Diễm đứng trong phế tích, chiến khu thẳng tắp mở đi ánh sáng, rõ ràng là tiêu hao quá lớn, nhưng hắn vững vàng đứng đấy, cường thế mà quật cường. Cao ngạo lại hùng vĩ. Hắn có cao ngạo bất kể kẻ nào đều không thể hiểu. Bởi vì, hắn đã từng là đế tử, bây giờ là con trai chúa tể. Hắn suốt đời đều đang đuổi theo bước chân đi tìm phụ thân, cũng hướng phụ thân chứng minh mình. Trong hư không phiêu miểu, chúa tể truyền thuyết thì thào khẽ nói. Tu La, là con của hắn, ai, lại trở về. Chương 3422 nổi giận 4. A a a, vũ trụ thâm không. Con trai quỷ bí phát ra tiếng gào thét bạo ngược, khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Biến mất. Thanh đồng chu tước, thanh đồng cự nhân, còn có 4 vị thần cấp thanh đồng quỷ tượng, vậy mà liên tiếp không còn liên hệ. Là ai? Chỉ là Tần Diễm kia sao? Sao hắn có thể diệt sát 2 pho tượng đế cấp cùng 4 pho tượng thần cấp? Từ tốc độ trước sau biến mất đến xem, đều là ngắn ngủi trong vài phút lần lượt tử vong. Rõ ràng là đang liên thủ vây công. 2 vị đế cấp 4 vị thần cấp, liên thủ vây công đều toàn bộ chết trận. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào thế này. Hắn rất rõ ràng thanh đồng quỷ tượng của mình cường đại. Cho dù thế cục bất lợi, hoàn toàn có thể dây dưa kéo dài, chờ đợi viện quân đến, không thể nào hủy diệt toàn bộ. Là được ai trợ giúp? Không thể nào, sự kiện 300.000 năm trước oanh động vũ trụ, ai dám nhúng tay chiến tranh ở giữa thanh đồng quỷ tượng cùng đại địa mẫu đỉnh? Chẳng lẽ là... một cái bên trong 3 bộ phân thân cấp chí tôn. Ngươi đứng ở đấy làm gì, đi đi, cha rõ ràng cho ta. Con trai quỷ bí đột nhiên gầm thét mỹ nữ nở nang bên cạnh. Chủ nhân bất giận, ta đi điều tra ngay. Mỹ nữ nở nang khom mình hành lễ, rời khỏi thanh đồng cổ điện. Chậm đã, giải tin tức ra cho ta, ai dám nhúng tay chiến đấu ở giữa thanh đồng quỷ tượng cùng đại địa mẫu đỉnh, chính là địch của quỷ bí cấm khu ta. Ta, con trai quỷ bí. Tự mình ở chỗ này chờ, tất để bọn hắn không thể rời khỏi tinh vực truyền thuyết. Lĩnh mệnh, thân thể mỹ nữ nở nang ngưng kết, vậy mà cũng thay đổi thành thanh đồng quỷ tượng, phía sau chấn ra 2 cánh, bằng tốc độ kinh người xông về tinh vực truyền thuyết. Toàn thể tập kết, không tiếc bất cứ giá nào, vây bắt đại địa mẫu đỉnh cho ta. Con trai quỷ bí lần nữa phát ra gào thét thật lớn, sóng âm cuồn cuộn, lao nhanh như thủy triều, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đụng chạm thế giới truyền thuyết.
Không lâu sau đó, thanh đồng quỷ tượng tản mát ở các khu vực khác biệt liên tiếp đạt được chỉ lệnh. Bọn hắn quả quyết từ bỏ riêng phần mình thăm dò, nhảy vọt lên, phát ra tê khiếu mát lạnh, lẫn nhau cảm ứng tồn tại, lân cận tập kết. Thật mạnh! Vạn đạo thần thụ từ trong phế tích chui ra, chạc cây cuồn cuộn, tản ra tầng tầng kén cây. Đông Hoàng Thiên Du nhìn sa mạc hoang vu cuồn cuộn mê vụ trước mặt, khẽ nhếch môi, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Đây là võ pháp gì? Đây là năng lượng võ pháp sao? Cho dù là pháp tắc chân áp cũng chỉ như vậy thôi. Không thể không nói, gia hỏa này thật mạnh. Không hổ là con trai chúa tể. Không, đây vẫn chỉ là phân thân. Nếu như là chân thân, đến cùng sẽ kinh khủng cỡ nào? Bên ngoài phía trước mấy trăm dặm, không gian ba động, Chu Cổ Lực cưỡi lỗ lỗ thú, mang theo Tam Túc Thiểm cùng Triệu Tử Mạt đi ra. Lông mày của bọn họ hơi nhíu, vẻ mặt phức tạp. Không hổ là siêu cấp đế binh đại địa mẫu đỉnh biến thành. Sức chiến đấu thật sự mãnh liệt. Nếu như chân thân Tần Diễm, bọn hắn bắt đầu tin tưởng lời đồn từ vũ trụ, ba nhi tử thiên đế cảnh của Tu La đều có thực lực kinh khủng ngạnh kháng tinh cầu thiên đế cấp. Là thật mạnh. Tiếp đó, đến lượt các ngươi. Sau khi Tần Diễm nuốt luyện tượng lớn thanh đồng, tìm được Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực. Chúng ta coi như xong. Triệu Tử Mạt lộ ra nụ cười, khách khí khoát tay áo. Tính toán cái gì? Tần Diễm nhíu mày, thể hiện thô cuồng lập tức lộ ra vẻ hung ác. Nhất là vừa mới đánh xong, toàn thân còn tràn ngập cảm giác áp bách bạo ngược kinh khủng. Giờ khắc này biểu tình thay đổi, thật sự dọa người. Chúng ta đột nhiên cảm giác, giống như không cần thiết liều chết phản kích, như thế này mang theo bọn hắn chạy loạn khắp nơi, kỳ thật cũng không tệ. Triệu Tử Mạt không muốn lại liên lụy cùng gia hỏa này, mặc dù xác thực rất mạnh, nhưng bại lộ thân phận, còn liên tiếp đánh giết 6 tôn thanh đồng quỷ tượng, đã dẫn phát 10 vạn dặm oanh động. Con trai quỷ bí phía ngoài tất nhiên đã bị kinh động đến. Hắn tin tưởng không bao lâu, thanh đồng quỷ tượng giáng lâm sẽ toàn thể hành động, mục tiêu chỉ có một, vây bắt Tần Diễm. Nếu như bọn hắn xen lẫn cùng Tần Diễm trong cùng một chỗ, nói không chừng sẽ bị hiểu lầm. 3 năm thanh đồng quỷ tượng, bọn hắn có thể ứng phó, nhưng nếu như thành đàn giáng lâm, đó cũng không phải là trò đùa. Ý của ngươi là, các ngươi giúp ta, sau đó coi như xong. Được rồi. Ngươi làm việc của ngươi đi, chúng ta muốn đi. Chậm đã, các ngươi muốn cho ta thiếu các ngươi nhân tình. Không tính nhân tình, chúng ta chỉ là tiện tay mà thôi. Tần Diễm ta từ trước tới giờ không nợ nhân tình ai, nhất là thiếu tình cảm loại ác nhân như các ngươi, ta nhất định phải ở trước mặt trả hết nợ. Ta cần nghiêm chỉnh thanh minh một chút, chúng ta không phải ác nhân. Các ngươi không phải cửu hung sao? Hung không phải là ác à? Cửu hung không phải là cửu ác? Các ngươi không phải ác nhân, ai là ác nhân? Ngươi muốn nghiền ngẫm từng chữ một, con trai chúa tể như ngươi còn có thể có tên gọi tắt là Tần con non. Tiểu gia hỏa, ngươi rất cứng. Ngươi có thể nói, ta rất cường ngạnh, hoặc là, ta rất cương. Tuy nhiên, ta không hề có ý xúc phạm ngươi, chỉ là thật không cần ngươi báo đáp ân tình phân. Cáo từ, không cần gặp lại. Đúng rồi, chúc ngươi may mắn. Triệu Tử Mạt nói, thúc giục Chu Cổ Lực đi nhanh lên. Tần Diễm nói, dừng lại, nơi này oanh động đã khiến cho mọi người chú ý, Hoàng Kim Tộc lúc nào cũng có thể đuổi tới, các ngươi ở chỗ này chờ đi. Bọn hắn tới, ta cho bọn hắn một kích, coi như trả lại ân tình cho các ngươi. Về phần các ngươi lưu lại nắm lấy cơ hội phản kích, hay bỏ lỡ cơ hội này, tùy các ngươi. Triệu Tử Mạt tranh thủ thời gian ngăn cản Chu Cổ Lực, nhìn Tần Diễm nói. Ngươi vừa mới nói, cho bọn hắn một kích. Chương 3423 chỉ một kích. Đúng thế. Ngươi là tùy tiện đánh một quyền, hay chân chính cho bọn hắn một quyền? Đương nhiên là đánh cho đến chết. Vì sao? Cái gì vì sao? Không phải ngươi nói không nguyện ý trêu chọc Hoàng Kim Tộc sao? Ta tự có lý do của ta, tuy nhiên đánh xong ta liền đi, còn lại tùy cho các ngươi. Triệu Tử Mạt trần trừ một lúc, cười nói. Ngươi có thể nhắm chuẩn đánh như tên mập mạp kia hay không? Hắn có cái gì đặc biệt? Hắn không có áo giáp. Hoàng Kim Tộc không có áo giáp, đây chẳng phải là sỉ nhục. Nếu như người đánh một quyền vào tên mập mạp kia, chúng ta coi như thanh toán xong. Tốt, một lời đã định. Ha ha, một lời đã định. Triệu Tử Mạt lộ ra nụ cười hài lòng, chạy trốn lâu như vậy, rốt cuộc cũng muốn phản kích. Tần Diễm nhìn xung quanh phế tích hoang vu một chút, ngồi xếp bằng xuống, tùy tiện dung luyện thanh đồng cự nhân, thuận miệng hỏi.
Từ tinh vực thần thoại đến nơi đây, có mấy chục tỷ dặm, bọn hắn cứ như vậy một đường đuổi tới. Không nói bọn hắn chấp nhất không được. Triệu Tử Mạt ra hiệu Chu Cổ Lực bố trí bình chướng không gian, để tránh bị người ngoài phát hiện bọn hắn cùng Tần Diễm, mưu đồ bí mật. Các ngươi làm chuyện gì thương thiên hại lý, để bọn hắn lửa giận có thể tiếp tục mấy chục tỷ dặm. Trăm năm trước, chúng ta phát hiện một viên đế cấp tinh cầu đang suy bại, thoạt nhìn như là bất cứ lúc nào cũng muốn sụp đổ, chúng ta nghĩ đến bên trong lượn một vòng, nhìn còn có thể nhặt chút bảo bối hay không. Thời điểm ở bên trong thám hiểm, gặp Hoàng Kim Cự Linh ở nơi đó tinh luyện tài nguyên tinh cầu. Nào biết được, viên tinh cầu kia là bọn hắn thật lâu trước đó đã phát hiện, một mực ở nơi đó bí mật tinh luyện tài nguyên. Sau khi bọn hắn phát hiện chúng ta liền bắt đầu bao vây chặn đánh, hô to muốn chết người mới có thể bảo thủ bí mật, nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết. Không có cách nào, chúng ta chỉ có thể khai thác chút biện pháp cực đoan. Biện pháp cực đoan. Viên tinh cầu kia khô kiệt, rất nhanh sẽ sụp đổ, chúng ta xông đến địa tâm, cho viên tinh cầu kia một cái thông khoái. Phát nổ, các ngươi dẫn tinh cầu đế cấp phát nổ. Mặc dù khô kiệt, nhưng đế cấp chính là đế cấp. Uy lực bạo tạc đổ sụp quá kinh khủng. Suýt chút nữa đều tai họa cho chúng ta. Ta không biết nơi đó có bao nhiêu Hoàng Kim Cự Linh, tóm lại cuối cùng bắt đầu đuổi chúng ta chỉ còn thừa ba tên này. Triệu Tử Mạt nhún nhún vai, nhìn thấy nói nhẹ nhõm, nhưng lúc đó trận bạo tạc kia khẳng định chết mấy vạn Hoàng Kim chiến tộc. Những tài nguyên kia đâu? Tần Diễm một lần nữa đánh giá hai người trước mặt. Không hổ là cửu hung. Đủ hung ác. Trực tiếp dẫn tinh cầu phát nổ. Mặc dù là tinh cầu suy bại, không nói chết bao nhiêu, nhưng Hoàng Kim chiến tộc ở nơi đó khẳng định là toàn bộ chôn cùng. Càng quan trọng hơn là, hết thảy kinh doanh ở nơi đó của Hoàng Kim chiến tộc bọn hắn đều làm hỏng. Trách không được Hoàng Kim chiến tộc nổi điên, điên cuồng đuổi theo hơn 100 năm, đổi thành ai cũng sẽ điên. Chúng ta lúc ấy đang chạy trối chết, nào có tâm tư vơ vét bảo bối, nếu như không phải bị ép cùng đường mặt lộ, cũng sẽ không mạo hiểm dẫn bạo tinh cầu. Ai? Có thể giữ được tính mạng, đã là may mắn. Triệu Tử Mạt tiếc nuối lắc đầu, để Tam Túc Thiềm dưới người liếc mắt trắng dã nhìn hắn. Tần Diễm biết hai gia hỏa này khẳng định vơ vét hết đồ. Dù sao lời đồn vũ trụ rất rõ ràng, trong tinh cầu Long Quỷ đi ra không có loại lương thiện. Chu Cổ Lực rất bất đắc dĩ. Bọn ta không muốn gây sự, là sau khi bọn hắn phát hiện bọn ta nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, giải thích thế nào đều không nghe, nhận lỗi đều không tiếp nhận. Chính là muốn mệnh. Tần Diễm hỏi. Chỉ ba người bọn hắn truy sát các ngươi hơn 100 năm. Các ngươi không có nghĩ đến phản sát. Ba người bọn hắn có thể sống sót từ bên trong tinh cầu sụp đổ, là chúng ta có thể tùy tiện phản sát. Bọn hắn tự ý hoành hành vũ trụ, mà ta lại giống như phế vật trong vũ trụ. Lúc đó tinh cầu sụp đổ, trùng kích vũ trụ ức vạn dặm, tinh vực thần thoại đã bị kinh động, liên tiếp xuất động rất nhiều cường giả, theo ở phía sau tràn ngập đất trời lùng bắt. Chúng ta không thể trì hoãn, không thể ham chiến, không thể bị thương, chỉ có thể chạy trốn. Nếu không, bị ngăn chặn chính là chết. Hơn 100 năm này, trải qua thật sự là kinh động tâm phách, cũng may xem như trốn về đến đây. Triệu Tử Mạt ngẫm lại liền nghĩ mà sợ, mấy chục năm ban đầu đào vong thật sự vô cùng gian nan, trước sau gặp phải mấy trăm lần bao vây chặn đánh. Bọn hắn không thể không liên tiếp chuyển biến phương hướng, nghĩ hết biện pháp hất ra truy tung. Mấy lần đều suýt nữa bị vây ở trong lỗ đen, cuối cùng chạy trước cũng không biết chạy đến đâu. Trước sau trăm năm trôi qua, bọn hắn hất ra tất cả đuổi bắt, nhưng thủy chung không có thoát khỏi ba người kia. Vẫn là câu nói kia, ta không nợ nhân tình các ngươi. Nếu như Hoàng Kim chiến tộc thật tới, ta sẽ ra tay. Còn có thể nắm chặt cơ hội hay không liền nhìn chính các ngươi. Tần Diễm chìm vào trong địa tầng, toàn tâm luyện hóa thanh đồng quỷ tượng, tăng lên thực lực. Các loại giống như những thần đan cùng đế cốt đối với hắn mà nói không có gì hiệu quả rõ ràng, dù sao hắn không phải huyết nhục chi khu, nói cho cùng bản chất của hắn vẫn là vũ khí. Nhưng thanh đồng quỷ tượng loại kim loại chiến binh đặc biệt này lại có thể tăng cường trình độ cứng cáp của hắn. Tựa như là tự mình rèn luyện mình. Khoáng thạch kim loại, đặc biệt tinh thể các loại đối với hắn không có hiệu quả bổ dưỡng rõ ràng. Không phải khoáng năng lượng thạch cùng tinh thạch không mạnh, mà là trình độ bền bỉ của hắn đã đạt tới cực hạn. Có thể xưng vô địch cùng cảnh giới, mấy trăm khối tinh thạch, mấy vạn khối khoáng thạch, chỉ có thể coi là điều trị, không thể nào sinh ra biến chất. Chương 3424 đánh nhầm 1. Nhưng, sinh mệnh thạch tủy cùng đại địa mẫu kim bảo vật loại này có thể ngộ nhưng không thể cầu,
tương đương với mấy chục vạn dặm sơn hà thai nghén, lại có thể mang cho hắn biến đổi phi phàm. Ngắn ngủi trong một tháng, thực lực của hắn tương đương với tăng lên 4 phần. Đến hắn cấp độ này, muốn rõ ràng tăng lên vô cùng khó khăn, trước đó là nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà bây giờ, dòng dã 4 phần. Tần Diễm cảm nhận được thực lực tăng lên, tràn đầy chờ mong đối với thế giới truyền thuyết. Thậm chí bắt đầu tính toán, có thể hoàn thành cực hạn biến đổi, trùng kích vấn đề chí tôn trong truyền thuyết tinh vực hay không. Ngắn ngủi 7 ngày sau, 3 người khổng lồ hoàng kim đạp không bước lên, xuyên qua mênh mông phế tích, tới gần vị trí Tần Diễm. Bọn hắn hẳn là tới qua nơi này. Nhưng không gian mảnh phế tích này bị hư hao nghiêm trọng, ảnh hưởng tới kim luân cảm giác. Kim Thanh Thiên tay nâng kim luân, cẩn thận cảm giác phía trên vết tích. Nhưng kim luân kim đồng hồ không ngừng lắc lư, khó mà cho ra phương hướng chân chính. Có thể xác định bọn người Triệu Tử mà tới qua, thậm chí tiềm ẩn ở chỗ này, nhưng xác định không được phương hướng cùng vị trí. Không nên lưu lại ở chỗ này, mau rời khỏi mảnh phế tích này. Kim Hàn Thiên cầm kim kiếm trong tay, cảnh giác phế tích mênh mông, khó có thể tưởng tượng năng lượng gì bạo tạc lại làm cho 10 vạn dặm sơn hà biến thành phế tích, còn là loại phế tích nát bấy từ đạo ngấn. Đây không phải hủy diệt sơn hà, mà là thương tổn tới chúa tể. Loại phế tích này để hắn lần đầu tiên có cảm giác nguy cơ. Nếu chúng ta có thể phát hiện không gian nơi này phá toái, chu cổ lực khẳng định rõ ràng hơn. Ta hoài nghi bọn hắn trốn ở chỗ này, nhờ vào đó tránh né truy tung. Thanh Thiên, đừng hốt hoảng, cẩn thận cha, tỉ mỉ cha. Chiến khu to mỏng của Kim Thái Thiên bành trướng cường quang, chiếu rọi khung trời cùng phế tích, giống như là mặt trời di động. Mặc dù hắn một lần nữa bắt đầu ngưng tụ hoàng kim chiến giáp, nhưng chỉ là hình dáng đơn giản mà thôi. Đối với hoàng kim chiến tộc bọn hắn lấy chiến giáp làm vinh mà nói tình huống, hắn bây giờ cơ hồ giống như không mặc y phục. Sỉ nhục phát ra từ trong trái tim. Kim Thanh Thiên nâng kim luân, cẩn thận dò xét lấy thiên địa phế tích đạo ngấn sụp đổ. Ta cần nhắc nhở các ngươi một sự thật, Triệu Tử mà đang thích ứng năng lượng tự nhiên thế giới này, chu cổ lực đang xuyên suốt đạo ngấn không gian thế giới này. Bọn hắn tiếp theo sẽ càng ngày càng mạnh. Ta biết các ngươi không muốn thừa nhận, nhưng nếu quả như thật gặp được, 3 người chúng ta chỉ sợ rất khó lại trấn áp bọn hắn. Thể hiện Kim Thái Thiên bỗng nhiên dữ tợn. Ngươi ám chỉ ta không được. Kim Thanh Thiên nói. Ngươi quá nhạy cảm, ý của ta là thời điểm chúng ta nên cân nhắc tìm mấy trợ thủ. Kim Thái Thiên giận dữ, cơ thể to béo đều nổi lên gợn sóng. Thật quá hoang đường, chúng ta là ai? Chúng ta là hoàng kim chiến tộc, chúng ta là đệ nhất chiến tộc tinh vực thần thoại, chúng ta là bảo vệ giả thần thoại thiên đế tín nhiệm nhất. Chúng ta đều có thể khinh thường đồng cấp trong bất kể cảnh giới gì, coi như Triệu Tử Mạt cùng chu cổ lực bắt đầu khôi phục, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta. Kim Hàn Thiên lại nói. Thanh Thiên nói không sai, Triệu Tử Mạt mạnh yếu có liên quan cùng vị trí hoàn cảnh, nơi này là tinh cầu cấp chúa tể, còn là tinh cầu tính tinh khiết tự nhiên, thực lực của hắn sẽ càng ngày càng mạnh. Chúng ta có thể bảo chứng đứng ở thế bất bại, nhưng chưa hẳn có thể đè ép được bọn hắn. Ép không được bọn hắn liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Kim Thái Thiên bỗng nhiên quay đầu. Có ý gì, ngươi muốn cân nhắc liên hợp cùng người khác, không sợ mất uy danh Kim Hàn Thiên của ngươi. Kim Hàn không chung hề tức giận, tiếp tục bình tĩnh nói. Nếu như nơi này không có Triệu Tử Mạt, tiếp theo chúng ta nên thận trọng cân nhắc đối sách, không thể nào lại mù quáng truy tung lùng bắt. Hoặc là bố trí cái bẫy, hoặc là liên hợp với người khác, hoặc là chờ viện quân của chúng ta. Kim Thanh Thiên lắc đầu nói. Bố trí bẫy khó. Triệu Tử Mạt khôn khéo, chu cổ lực xảo quyệt, cũng đều đang khôi phục thực lực, muốn vây khốn bọn hắn không dễ. Về phần viện quân, chúng ta một đường lưu lại vết tích, trong tộc hẳn là có thể truy tung đến chúng ta. Tính toán thời gian, chúng ta tới đến nơi đây đều hơn 9 tháng, bọn hắn cũng sắp đến. Kim Thái Thiên bực tức nói. Bố trí bẫy gì, chúng ta hơn 100 năm này bố trí bẫy còn thiếu sao? Bọn hắn có một lần mắc lừa. Liên hợp, tuyệt đối không thể nào, hoàng kim chiến tộc chúng ta cao ngạo, há có thể liên hợp cùng đám phế vật thiên nguyên kia. Viện quân càng không cần chờ. Không có lý do gì, chính là đuổi, chính là làm. Coi như bọn hắn lại chạy, cũng muốn đánh phế bọn hắn trước khi bọn hắn chạy. Kim Thái Thiên kích động. Viện quân. Nếu như không đề cập tới chuyện này, hắn đều quên. Viện quân nhanh sẽ đến lúc đó nhìn thấy hắn lại bị đánh không có áo giáp.
không những chưa bắt được Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực, còn càng ngày càng mạnh. Một đời anh danh của hắn coi như phế đi. Hắn không chỉ có mình bị khuất nhục, toàn bộ bộ tộc đều sẽ biến thành trò cười. Kim Hàn Thiên ra hiệu Kim Thanh Thiên. Trước truy tra, nhìn có ở nơi này hay không, nếu như ở đây, năng lượng thiên địa nơi này khô kiệt, đạo ngấn không gian sụp đổ, bọn người Triệu Tử Mạt khó mà thi triển ra thực lực chân chính, chúng ta chỉ cần tìm được liền có thể trấn trụ. Nhưng nếu như không ở nơi này, chúng ta thật cần bàn bạc kỹ hơn. Ta tận lực thử một chút đi. Kim Thanh Thiên lắc đầu, không phải không muốn tìm kiếm, mà là kim đồng hồ lắc lư biên độ rất lớn, thỉnh thoảng dừng lại phương hướng. Đều không giống nhau. Nếu như không phải có đầy đủ lòng tin đối với Kim Luân, nàng đều hoài nghi có phải mất hiệu lực hay không. Chương 3425 đánh nhầm 2. Kim Thái Thiên đột nhiên lên tiếng gào thét. Đồ hỗn trướng, cút ra đây cho ta. Cút ra đây, trừ trốn chính là tránh. Tất cả người trên Long Quỷ tinh cầu các ngươi đều là chuột sao. Đừng hô, đánh cỏ động rắn sẽ chỉ làm bọn hắn giấu càng sâu. Kim Thanh Thiên vừa muốn khuyên can, phế tích trước mặt đột nhiên bạo động. Mặt đất bừa bộn cuồn cuộn như đại dương mênh mông, bụi mù ngập trời, nương theo gào thét đinh tai nhức óc, một người khổng lồ trăm mét bay thẳng lên trời, nhấc lên huyền hoàng triều dâng nặng nề, khuấy động đất trời, rối loạn càn khôn, ngang nhiên đánh về phía Kim Thái Thiên. Lão tử chờ các ngươi rất lâu. Sắc mặt Kim Hàn Thiên đột nhiên biến đổi, khí thế thật sự rất mạnh. Nhưng thời khắc kịch biến, hắn không có lựa chọn lui lại, mà bước lên về phía trước, đạp tan không gian, chiến khu thẳng tắp khôi ngô vậy mà lay động xuất ra toàn là tàn ảnh, xuất hiện ở giữa không trung, chính diện chặn đường cường giả đột nhiên giết ra. Keng! Trọng kiếm màu vàng bạo kích huyền hoàng trọng quyền, lưỡi mác tranh minh nổ tung thiên địa, màu vàng cùng màu sắc rực rỡ nổ tung tạo thành chiều dâng. Ngắn ngủi dây dưa, mấy hơi mà thôi. Tần Diễm gầm thét phá vỡ trọng kiếm màu vàng chảm thiên diệt địa, xôi trào thao thao bất tuyệt huyền hoàng thủy triều, đánh về phía Kim Thái Thiên cách đó không xa. Người mẫu thân nó ai vậy? Kim Thái trên không trung không lùi, chiến khu to mọng nổi lên ý lạnh kim loại, cầm trong tay trọng chùy vỡ vụn thiên địa, thẳng đến quái nhân đột nhiên giết tới. Keng! Lại là tiếng oanh minh chấn thiên động địa, lại là nổ tung giống như năng lượng bạo động. Kim Thái Thiên có được uy lực lay trời, cực kỳ khủng bố. Trong lúc lửa giận cuồn cuộn bộc phát cực hạn, đủ để cho đám người Hà Cường sắp nứt cả tim gan, nhưng, hắn đối mặt chính là Tần Diễm, còn là Tần Diễm thực lực tăng vọt. Trọng chùy Kim Thái Thiên cuồng dã nện xuống lắc lư kịch liệt, lại vỡ vụn hai tay của hắn, thẳng lên vân tiêu, lực lượng cường hãn xé rách càng làm cho to mọng chiến khu của hắn mất khống chế tại chỗ. Tần Diễm bay lên cao, bàn chân nén đủ lực đánh vào ngực Kim Thái Thiên. Răng rắc giòn vang, xương ngực vỡ nát, lồng ngực đổ sụp. Một chân này của Tần Diễm ẩn chứa nặng nề của trăm vạn dặm sơn hà cùng uy lực huyền hoàng pháp lệnh thiên địa, dưới một kích, Kim Thái Thiên bị đánh bay ra ngoài. Chỗ thủng trên ngực Kim Thái Thiên phun máu, cơ thể to béo giống như viên thiên thạch xẹt qua bầu trời, nhanh chóng biến mất ở cuối tầm mắt. Oa a a. Tần Diễm cuồng nộ, sát khí cùng sơn hà trọng khí oanh minh bạo động, như hải triều sôi trào, khuấy động minh mông thiên địa, cưỡng ép tung bay Kim Thanh Thiên vừa muốn ra tay. Đồng thời lần nữa xoay chuyển, ngang nhiên lao thẳng đến Kim Hàn Thiên. Sắc mặt Kim Hàn Thiên kịch biến, đây là cường giả gì? Chí tôn sao? Tần Diễm bạo kích trọng quyền, khẩn thiết oanh minh, chen bể không khí, đánh rách tả tơi không gian, nhấc lên quyền cương tràn ngập đất trời, che mất Kim Hàn Thiên. Kim Hàn Thiên vung lên trọng kiếm cường thế phản kích, nhưng vẫn bị ép tới liên tục tháo chạy, từ vạn mét không trung thẳng tới phế tích. Ngươi là ai? Chúng ta và ngươi không oán không cừu. Vì sao muốn đánh lén chúng ta? Nhuộm thành màu vàng, ta không nhận ra, coi ta là kẻ ngu sao? Cái gì nhuộm màu, chúng ta là hoàng kim chiến tộc, trong máu chúng ta chảy xuôi huyết dịch hoàng kim. Rác rưởi, ngươi đang khảo nghiệm trí thông minh của ta sao? Hoàng kim chiến tộc là tinh vực thần thoại cách nơi này mấy chục tỷ dặm. Chúng ta thật sự là hoàng kim chiến tộc, chúng ta vượt qua 30 tỷ dặm thâm không, tới đây săn giết cừu địch. Ngươi đúng là ngu xuẩn nhận lầm người. Nương theo bạo kích oanh oanh liệt liệt. Tần Diễm đè ép Kim Hàn Thiên quét ngang hơn 300 dặm. Thẳng đến lúc sau, Kim Hàn Thiên nổi giận phản kích, toàn thân bộc phát cường quang, như ức vạn kim châm, giống như mặt trời oanh minh, cưỡng bức bức lui Tần Diễm. Tần Diễm khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Kim Hàn Thiên đang lên cơn giận dữ. Ngươi không phải Thanh Đồng Quỷ Tượng. Kim Thanh Thiên từ trên trời giáng xuống, rơi xuống phía sau Tần Diễm. Dựng lên cung tiễn,
cường quang chói mắt giống như thủy triều tràn vào cung tiễn, xen lẫn thành một tay hoàng kim trọng tiễn, chỉ Tần Diễm phía xa. Mạo phạm hoàng kim chiến tộc, ngươi chán sống. Tần Diễm quay đầu nhìn Kim Thanh Thiên. Thật không phải thanh đồng quỷ tượng. Kim Thanh Thiên gắt gao tập trung vào Tần Diễm. Cái gì thanh đồng quỷ tượng, ngươi xem chúng ta giống thứ đồ quỷ bất tử không có sinh mệnh kia sao? Kim Hàn Thiên tức giận, bị điên rồi, coi bọn họ là thanh đồng quỷ tượng. Tần Diễm nhíu mày, ngược lại gầm thét. Không phải thanh đồng quỷ tượng, các ngươi tới nơi này làm gì? Hợp minh cùng thanh đồng quỷ tượng rồi. Chúng ta đang đi săn. Đến khu vực ta săn bắn đi săn, các ngươi muốn chết. Làm càn, ngươi biết ngươi đối mặt chính là người nào không? Kim Thanh Thiên kéo căng cung tiễn, ánh sáng hoàng kim trọng tiễn càng tăng lên, xung quanh ẩn ẩn có mấy vòng mặt trời đang vần quanh. Ta, Kim Hàn Thiên của tinh vực thần thoại, ngươi là người phương nào? Kim Hàn Thiên đưa tay ngăn chặn Kim Thanh Thiên, nghe giọng điệu này, 10 vạn dặm phế tích là do cường nhân trước mắt tạo thành. Hay là do giao thủ cùng thanh đồng quỷ tượng cấm khu quỷ bí đánh ra? Thực lực thật sự rất mạnh, đảm phách thật cuồng. Các ngươi không cần biết, lăn, lăn ra khỏi khu vực săn bắn của ta. Tần Diễm hừ một tiếng, khoát tay muốn rời khỏi. Ngươi tập kích chúng ta, còn bảo chúng ta lăn. Khẩu khí thật lớn, ta đã nói với ngươi, ngươi đứng lại đó cho ta. Kim Thanh Thiên chưa từng gặp được chuyện nào hoang đường như thế này. Hoàng Kim chiến tộc cao ngạo lại có thời điểm bị nhận lầm. Vô duyên vô cớ bị tập kích, sau khi biết thân phận bọn hắn, chẳng những không có xin lỗi, còn càng khoa trương. Ta ở chỗ này phục kích thanh đồng quỷ tượng, các ngươi tự tiện xông tới, để cho ta bại lộ thân phận, phá vỡ kế hoạch của ta, ta không giết chết các ngươi xem như cho tinh vực thần thoại mặt mũi, mau cút. Lăn ra xa xa, rời khỏi vùng hoang mạc này. Tần Diễm nói xong muốn chìm vào địa tầng. Chậm đã, ngươi là người phương nào? Không nói rõ ràng, việc này hôm nay không xong. Kim Hàn Thiên cầm kiếm quát tháo. Ta, đại địa mẫu đỉnh, ta đang phục sát tử địch của ta. Tần Diễm nghiền nát mặt đất, chìm vào sâu trong phế tích. Chương 3426 biến mất. Đại địa mẫu đỉnh. Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên đều cảm giác được mấy phần quen thuộc. Mẫu đỉnh. Tử địch. Dám coi thanh đồng quỷ tượng là tử địch, vũ trụ cũng không có mấy cái. Kim Thanh Thiên hơi biến sắc. Con trai Tu La, Tần Diễm. Ánh mắt Kim Hàn Thiên ngưng lại. Con trai Tu La Tần Diễm, lấy cửu châu đại lục tinh cầu Tu La làm nguyên, rèn đúc 9 tòa đại địa mẫu đỉnh, tỉnh lại ý thức, làm phân thân. Hai vị hoàng kim cự linh cao ngạo đều tản ra sát ý, trở nên cảnh giác lại khiếp sợ. 300.000 năm trước, con trai Tu La Tần Diễm từng xuất 5 tôn phân thân vây bắt con trai quỷ bí, cuồng chiến trăm ức giảm vũ trụ, ngược sát toàn bộ thanh đồng quỷ tượng, vây giết con trai quỷ bí. Nếu như không phải quỷ bí chủ nhân tự mình ra mặt, con trai quỷ bí chỉ sợ đã bị luyện chết tươi. Mặc dù sau đó chúa tể Tu La đích thân tới, mang đi chân thân Tần Diễm, cũng công khai tuyên cáo vũ trụ, trấn áp Tần Diễm, thoạt nhìn là chúa tể Tu La yếu thế, nhưng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra là quỷ bí chủ nhân thỏa hiệp. Dù sao Tần Diễm chu diệt toàn bộ thanh đồng bộ lạc hơn 300 tôn thanh đồng quỷ tượng, càng đả thương nặng con trai quỷ bí chủ nhân đều khống chế hết phân thân Tần Diễm. Thế mà cuối cùng phun hết ra ngoài không lưu một ai. Mà, chân thân Tần Diễm bị trấn áp, phân thân cứ ở bên ngoài hoạt động. Trận kịch biến kia đưa tới cao tầng toàn vũ trụ tập thể chú ý. Không chỉ là Tần Diễm cường hãn, chấn kinh tất cả con trai chúa tể, con trai cấm khu. Siêu cấp cấm khu như quỷ bí cấm khu thế này hoàn toàn bất đắc dĩ thỏa hiệp với chúa tể Tu La, cũng bị coi là tiêu chí vũ trụ chân chính tán thành chúa tể Tu La. Bọn hắn nhìn phế tích đầy đất. Nhìn thiên địa xung quanh hoang vu, rốt cuộc hiểu rõ. Trách không được có thể phá hủy 10 vạn dặm sơn hà, thì ra là mẫu đỉnh phân thân của chủ nhân Tu La. Trách không được dám ở chỗ này đi săn thanh đồng quỷ tượng, thì ra là trận giao phong số mệnh. Bọn hắn trao đổi ánh mắt, đồng thời bay lên không, đi đón cùng Trấn An Kim Thái Thiên. Không cần nhiều lời, rời khỏi nơi này. Cường giả như vậy số mệnh giao phong, như thế này có thể không xen vào vẫn không cần xen vào. Nhưng, Kim Thái Thiên biến mất. Bên ngoài mấy trăm dặm. Sau khi Kim Thái Thiên va chạm mặt đất liên tiếp nhấc lên, cuối cùng đánh ra một cái hố đất. Xung quanh bụi mù cuồn cuộn, đá vụn như mưa vẩy xuống. Hắn mãnh liệt lắc đầu, há miệng lần nữa phun ra máu tươi. Ngực đổ sụp vô cùng nghiêm trọng, trái tim hoàng kim đều nát, toàn thân máu tươi mất khống chế tán loạn, để hắn đau đớn càng khiếp sợ.
mặc dù không có áo giáp hoàng kim hộ thể, nhưng hoàng kim chiến khu là chiến khu đỉnh cấp vũ trụ công nhận, trình độ bền bỉ có thể so với hỗn độn chiến khu, lại bị một kích nát lồng ngực. Nhưng, lửa giận của Kim Thái Thiên vượt trên đau đớn cùng chấn kinh. Hắn là Kim Thái Thiên. Hắn là một thập nhị tinh thiên tinh cầu thần thoại. Một quyền liền bị đánh bay, mặt mũi hắn ở đâu? Hỗn trướng, các ngươi đều phải chết. Kim Thái Thiên nổi lên cơn giận dữ, cố nhịn đau khổ bỗng nhiên sôi trào, dậm chân trùng thiên. Nhưng, ngay trong chớp mắt này, tại thời khắc hắn nổi giận dẫn đến ý thức hỗn loạn đặc thù, một tia sắt lạnh từ phía sau hiện lên. Thân thể Kim Thái Thiên mãnh liệt bắn lên cao, đầu lại lăn xuống dưới. Chu cổ lực xuất đao như thiểm điện, lưỡi đao càng sắc bén đến cực điểm, phất tay chém xuống đầu của hắn. Cùng lúc đó, một con heo lông trắng xuất hiện ở trên không, há miệng nuốt vào đang thân thể không đầu đang dâng lên. Thế này rất tốt. Chu cổ lực tiện tay bắt lấy đầu Kim Thái Thiên, lung lay trước mặt. Kim Thái Thiên sửng sốt một chút, ta không phải bắn lên rồi sao? Xảy ra chuyện gì, thân thể của ta đâu? Chu cổ lực nháy mắt mấy cái với Kim Thái Thiên, mang theo đầu lui vào trong hư không. Lỗ lỗ thú nuốt vào thân thể không đầu của Kim Thái Thiên, cũng ngay đầu tiên ẩn vào hư không. Biến cố chỉ xảy ra trong nháy mắt, không có gây nên xa xa chú ý. Heo mập, thả ta ra ngoài. Linh hồn Kim Thái Thiên phát ra gào thét tức giận, chiến khu khổng lồ nổ tung giống như bạo động. Khinh người quá đáng. Trước đó là áo giáp bị tháo, hôm nay lại là bị một quyền đánh bay, ngay sau đó mẫu thân nó bị heo nuốt. Hắn đường đường là Kim Thái Thiên, bị heo ăn. Ầm ầm. Năng lượng hoàng kim bạo động cuồn cuộn như đại dương mênh mông, khuấy động bốn phương tám hướng. Thân thể lỗ lỗ thú thổi hơi bóng giống như phồng lên rất to, nhưng hắn lắc đầu vẫy đuôi, cưỡng bức đè ép trở về. Bên trong cơ thể hắn tự thành không gian, bắt đầu tầng tầng đè ép, một tầng so một tầng càng mãnh liệt, một tầng so một tầng càng nặng nề. Thân thể Kim Thái Thiên cứng rắn, thiên trùy bách luyện, cơ hồ có thể so với thanh đồng quỷ tượng, như thế này trấn áp bình thường rất khó hắn nghiền nát, nhiều nhất là ngăn chặn. Nhưng, lồng ngực của hắn vỡ vụn, mà vỡ vụn vô cùng nghiêm trọng, tương đương với chiến khu hoàn chỉnh xuất hiện lỗ hổng, không gian tầng tầng đè ép dẫn đầu từ nơi đó xuất hiện lỗ hổng. Bên trong toàn thân mất khống chế máu tươi màu vàng không ngừng liên tục trùng kích ngực, giống như thủy triều phun ra ngoài, xương cốt xung quanh ngực cũng liên tiếp vỡ vụn, lan tràn đến bộ vị xương sống. Thả ta ra ngoài. Đánh lén tính là cường giả gì? Thả ta ra ngoài, ta muốn đánh cùng Triệu Tử Mạt. Người con heo mập này, thả ta ra ngoài. Kim Thái Thiên khuất nhục gầm thét, điên cuồng diễn biến khí tức sinh mệnh muốn khép lại vết thương, lại gánh không được lỗ lỗ thú tiếp tục đè ép. Không gian chưa từng hạn lớn, tầng tầng lớp lớp rút về, đến mấy ngàn dặm, vài trăm dặm, mấy chục dặm. Chiến khu thẳng tắp to mỏng của Kim Thái Thiên thay đổi hình dạng hoàn toàn. Đây không phải từ trên trời giáng xuống áp chế, mà là bốn phương tám hướng toàn phương vị áp chế, cho nên máu tươi trong thân thể từ từng bộ vị tràn vào ngực, tiếp đó toàn bộ phun tung tóe ra ngoài. Ngắn ngủi mười mấy phút mà thôi, Kim Thái Thiên bị khô máu tươi. Không có máu tươi tẩm bổ cùng điều trị. Hài cốt sụp đổ khó mà khống chế, số lượng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, Kim Thái Thiên bị tươi sống nghiền thành một quả cầu, một quả bóng hòa với nội tạng hài cốt cùng huyết nhục. Chương 3427 chơi thoát. Mặc cho giấy giụa nổi giận, đều khó mà thay đổi cục diện. Kim Thái Thiên đâu? Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên tìm tới hố to Kim Thái Thiên đổ xuống, nhưng không thấy bóng người. Người đâu? Kim Thái Thiên. Bọn hắn la lên một lát. Đột nhiên có loại bất an mãnh liệt. Lấy tính cách Kim Thái Thiên, vừa mới tiếp nhận khuất nhục lớn như vậy, không thể nào nhịn xuống, cũng sớm đã bạo phát. Nhưng, người đâu, một khả năng bết bát nhất, cũng là khả năng duy nhất, Kim Thái Thiên bị mang đi. Bị ai mang đi? Ai dám tập kích Kim Thái Thiên? Ai có thể tùy tiện cuốn đi đế cấp Kim Thái Thiên? Chu cổ lực, lỗ lỗ thú. Tổ hợp giữa không gian đại đế cùng không gian đế thú. Bọn hắn hít vào từng ngụm khí lạnh, vừa mới chỉ lo rằng co cùng Tần Diễm, vậy mà ngắn ngủi quên Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực. Kim Thái Thiên đột nhiên lạc đàn, cho Chu Cổ Lực cơ hội tuyệt hảo. Chờ chút, Chu Cổ Lực cùng Triệu Tử Mạt vừa vặn đang kề bên này. Là sau khi nghe được âm thanh, vội vàng chạy tới, hay là... Bọn hắn không kịp nghĩ đến nhiều như vậy, tranh thủ thời gian thôi động Kim Luân, tìm kiếm vết tích Chu Cổ Lực cùng Triệu Tử Mạt. Nhưng... Giữa thiên địa vẫn không có đạo ngấn,
không gian vặn vẹo rối loạn, nghiêm trọng quấy nhiễu bọn hắn dò xét. Rời khỏi nơi này. Mau chóng rời khỏi nơi này. Kim Hàn Thiên hiếm thấy nôn nóng. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, tìm tới bọn hắn. Khó có thể tưởng tượng hậu quả Kim Thái Thiên bị vây. Không có áo giáp, thực lực giảm mạnh, lại bị trọng thương, chính là lúc yếu ớt nhất. Nếu như bị Chu Cổ Lực đưa đến mấy chục vạn dặm, ngoài trăm vạn dặm, tùy tiện là có thể triệt triệt để mạt sát Kim Thái Thiên. Không cần loạn trận cước. Là nguy hiểm, cũng là cơ hội. Mảnh phế tích này từ không gian đến năng lượng tự nhiên đều trở nên khô kiệt, nếu như ở chỗ này ngăn chặn bọn hắn. Thực lực Triệu Tử Mạt cùng Tam Thúc Thiềm khó mà phát huy ra 7 phần. Vẻ mặt Kim Thanh Thiên chợt lạnh, đột nhiên giơ cao Kim Luân, bộc phát ra vạn đạo cường quang, chiếu thấu vạn dặm sơn hà. Ông, ở ngoài ngàn dặm, Chu Cổ Lực cùng lỗ thú đang vượt qua vũ trụ cùng Triệu Tử Mạt cùng Tam Thúc Thiềm đang ẩn núp hơn 3.000 dặm bên ngoài, toàn thân đều bộc phát ra kim quang mênh mông. Đó là thời điểm ban đầu ở đế cấp trên tinh cầu, số lượng lớn hoàng kim chiến tộc cường giả dùng sinh mệnh lưu lại ấn ký cho bọn hắn. Loại ấn ký này có thể kéo dài dẫn dắt luân bàn, tập trung vào mục tiêu. Bọn người Kim Thái Thiên chính là bằng vào ấn ký này truy lùng trên 100 năm. Nhưng bây giờ, Kim Thanh Thiên muốn triệt để thiêu đốt những ấn ký kia để sinh ra cảm ứng cùng với kim luân của nàng. Loại thiêu đốt này thả ra kim quang có thể xuyên thấu tất cả phong ấn cùng ngăn trở, duy nhất thiếu hụt chính là thời gian kéo dài sẽ rất ngắn, mà thiêu đốt qua đi liền hoàn toàn biến mất. Cái này cũng mang ý nghĩa, bọn hắn bây giờ nhất định phải buông tay đánh cược một lần, nếu như có thể trấn áp, coi như giải quyết triệt để, nếu như không giải quyết được, để đối phương chạy, sau này muốn lại bắt bọn hắn lại sẽ rất khó khăn. Tìm được các ngươi rồi. Ngươi bắn giết Chu Cổ Lực. Triệu Tử Mạt giao cho ta. Sau khi Kim Hàn Thiên chú ý tới cường quang xa xa, quả quyết bay lên không. Trên trán hắn kim quang lập lòe vậy mà đã nứt ra 6 đạo khe hở, giống như sinh sinh xé mở, kim huyết chảy ngang, nhuộm đỏ gương mặt, 6 khe hở kịch liệt đóng mở, vậy mà xuất hiện 6 con mắt. Trong ánh mắt kim quang bành trướng, hóa thành vòng xoáy, mãnh liệt xoay tròn. Các ngươi đây là tự chui đầu vào lưới. Khí thế Kim Hàn Thiên tôn quý cường hãn vậy mà phát sinh thay đổi nghiêng trời lệch đất, tôn quý gấp 100 lần, cường hãn uy nghiêm, trên dưới 8 con mắt của hắn nháy mắt trừng trừng, kim quang như thủy triều, nổ bắn ra chân trời. Đây là tốc độ ánh sáng cực hạn, không nhìn gông cùng xiềng xích không gian, khoảng cách hơn 3.000 dặm vậy mà ngắn ngủi mấy hơi liền đến. Kim quang phía trước chấn động mãnh liệt, đầu tiên là hóa thành mặt trời, hừng hực mà bành trướng, cương mãnh càng bá liệt, ngay sau đó diễn biến mặt trời. Vậy mà xuất hiện 2 cánh. Kim ô. 8 con kim ô, vỗ cánh bạo kích, âm thanh đoạn thiên địa. Bọn chúng mang theo uy lực phần thiên diệt địa, nghịch loạn âm dương, giao thoa nhào về phía Triệu Tử Mạt cùng Tam Túc Thiềm. Đến, biến khéo thành vụng. Triệu Tử Mạt cùng Tam Túc Thiềm liếc nhau, lắc đầu, nhưng ra tay không chút nào mập mờ. Ngực bụng Tam Túc Thiềm cuồn cuộn, phun ra thủy triều hóa thành đại dương mênh mông, đây là diễn biến cực hạn, nhất sinh nhị. Nhị sinh tứ, tứ sinh bát. Tại thời điểm 8 con kim ô giết tới, đại dương mênh mông bạo tăng trùng thiên cuồn cuộn, trồng chất, diễn biến sóng lớn 3.000 trọng. Oanh! 8 kim ô đối diện va chạm. Kim quang sáng chói, nhiệt độ cao thiêu đốt vạn vật, tùy tiện xuyên thủng đệ nhất trọng sóng lớn, ngay sau đó đệ nhị trọng đệ tam trọng. Bọn hắn dễ như trở bàn tay hoành hành bạo kích, chí dương chí liệt, bá đạo vô biên. Nhưng càng về sau, hải triều bành trướng càng mãnh liệt, giống như từng đạo tường nước thông thiên. Triệu Tử Mạt kịp thời phóng xuất ra lôi triều, trong nháy mắt quét sạch mãnh liệt đại dương mênh mông. Nước dẫn lôi triều, lôi mượn thế nước. Hạo hãn huông dương sôi trào toàn diện. Tầng tầng lớp lớp tường nước tràn ngập lôi triều, uy thế bạo tăng. 8 kim ô nhanh chóng liên hợp đột kích, tiếp tục hoành hành ở giữa lôi triều cùng huông dương, hiện ra uy lực thái dương, bành trướng ra uy lực vô tận cương mãnh. Ầm ầm. Phế tích yên lặng trong nháy mắt bạo động. Đại dương mênh mông lao nhanh tại chúng chỗ, lôi chiều tàn phá bừa bãi trong đại dương mênh mông. Tam Túc Thiềm phát ra tiếng cóc kêu trầm thấp, mỗi một âm thanh đều kéo theo đại dương mênh mông bạo động kịch liệt, lấy một loại rung động phức tạp, pháp lệnh vạn giảm đại dương mênh mông. Triệu Tử Mạt mặc dù không thể mượn dùng lôi nguyên lực giữa thiên địa, nhưng vẫn như cũ giơ cao cần câu, dẫn phát thiên uy từ mênh mông màn trời, tràn ngập đất trời trấn áp kim ô. Càng từ đại dương mênh mông nhấc lên lôi kình nóng nảy, phát sát thái dương kim ô. Triệu Tử Mạt, Tam Túc Thiềm, quyết nhất tử chiến đi.
Kim Hàn Thiên cầm lợi kiếm trong tay, đạp tan không gian, toàn thân kim quang bành trướng đến cực hạn, bằng tốc độ kinh người lao thẳng đến chiến trường. Chương 3428 Hoàng Kim Chiến Lực. Heo mập, ngươi nhất định phải chết. Kim Thanh Thiên Dương cung bắn tên, Hoàng Kim trọng tiễn bành trướng cường quang, mỗi đạo ánh sáng đều giống như lôi điện đâm xuyên không gian, bao quanh đạo đạo kim dương, nhanh chóng xuyên qua hư không, đánh về phía Chu Cổ Lực. Huyết tế. Chu Cổ Lực vọt heo hoành đao, chỉ Kim Thanh Thiên phía xa. Lỗ lỗ. Lỗ lỗ thú phát ra quái khiếu, há mồm phun ra máu tươi màu vàng. Đây là đè ép Kim Thái Thiên phun ra đế huyết, còn là toàn bộ đế huyết. Huyết tế sát chư đao. Đao thể oanh minh, ý lạnh liệt liệt. Chu Cổ Lực nhìn như to mọng ngốc nghếch, giờ phút này lại hơi có vẻ tàn bạo, hai tay cầm đao, bổ về đằng trước. Không có bất kỳ xinh đẹp, cũng không có bất kỳ dư thừa, chính là một đao giản dị tự nhiên, lại trong chốc lát bổ ra hư không, chặt đứt càn khôn. Đao mang đối diện bạo kích trọng tiễn, nháy mắt oanh minh như là hai viên tinh cầu đang va chạm. Cường quang sôi trào, chiếu thấu hư vô, oanh minh điếc tai, vỡ vụn thiên địa. Trong tích tắc, đao mang tinh chuẩn không gì sánh được bổ ra trọng tiễn, dự uy không giảm, mở ra không gian, bổ về phía Kim Thanh Thiên. Ta nói, ngươi nhất định phải chết, ai cũng không thay đổi được. Heo mập, cảm nhận lửa giận Hoàng Kim chiến tộc của ta đi. Kim Thanh Thiên huy động hai tay, toàn thân bành trướng kim quang, chói mắt mà hừng hực, như liệt diễm thiêu đốt, giống như đại dương mênh mông sôi trào, càng ngày càng cường thịnh, cho đến sau lưng xuất hiện một hư ảnh nữ nhân tôn quý mà thần bí. Toàn thân nàng đều là kim hoàng, giống như mộng như ảo, phiêu miểu khó lường. Nàng ngồi xếp bằng giữa thiên địa, khuôn mặt không có ngũ quan, chỉ có 12 đôi mắt hoàng kim đóng mở. Nàng mọc ra 8 đầu cánh tay, giao thoa huy động, phóng thích năng lượng kinh khủng, phía sau xuất hiện vầng sáng thần bí, tầng tầng lớp lớp nở rộ thiên địa. Nàng, chính là hóa thân của tinh cầu thần thoại. Nàng, chính là đại thiên đế danh chấn vũ trụ, uy danh đuổi sát chúa tể. Hình dáng nàng từ mơ hồ đến rõ ràng, lại đến nở rộ, ngay sau đó hóa thành kim quang đầy trời, hội tụ đến trên luân bàn Kim Thanh Thiên. Mộng dẫn thần thoại 3000 niệm, cầu xin thiên tổ ban thưởng ta tán dương. Sau khi Kim Thanh Thiên thành kính dập đầu, giơ lên luân bàn, hướng phía trước đánh một kích. Âm âm, thiên địa chấn động, ngàn dặm không gian toàn diện sụp đổ, kim quang vô biên, ẩn chứa vô thượng thiên uy, dễ như trở bàn tay hoành kích hơn nghìn dặm. Tùy tiện vỡ vụn đao mang đối diện mà tới, toàn bộ đánh về phía Chu Cổ Lực. Chu Cổ Lực kinh ngạc, đây là liều mạng, trực tiếp dùng sát chiêu mạnh nhất đối kháng. Ta cũng không phải ăn chay. Chu Cổ Lực thật sâu hít một hơi, cơ thể to béo kịch liệt nhúc nhích, bên trong 70-20 cỗ huyệt vị toàn thân dâng lên đạo đạo mê quang, nhanh chóng lan tràn, đối diện va chạm ánh sáng hủy diệt mênh mông. Trước mặt cường quang đang lao nhanh mà mênh mông, 72 đạo mê quang nhìn không chút nào thu hút. Lại tại va chạm trong chốc lát, hóa thành 72 cái vòng xoáy lỗ đen. Lỗ đen đen kịt tĩnh mịch, mãnh liệt xoay tròn, điên cuồng thôn phệ ánh sáng hủy diệt đang bạo kích. Ánh sáng bạo động, lỗ đen xen lẫn. Tràng diện bạo động đến rung động, như ác lang săn mồi, hỗn loạn điên cuồng, rung động hư không mênh mông. Khi ánh sáng hủy diệt liên tiếp vỡ nát hơn 500 vòng xoáy hắc ám, chính diện giết tới trước mặt Chu Cổ Lực, mặc dù vẫn rất cường thịnh, cũng đã không còn uy lực hủy diệt trước đó. Chu Cổ Lực đưa tay hoành đao, ngạnh kháng cường quang. Ầm ầm, kim quang bành trướng, như bàn tay đại thiên đế từ trên trời giáng xuống, liên tiếp bạo kích, Chu Cổ Lực cùng lỗ lỗ thú thảm liệt bay ra ngoài. Tuy nhiên, nhìn vô cùng chật vật, nhưng không có tổn thương chí mạng. Lỗ lỗ thú rất nhanh dừng lại, chờ Chu Cổ Lực xông ra hư không. Thật mạnh, Chu Cổ Lực chấn kinh, vừa rồi coi như là tuyệt chiêu của mình, vậy mà không thể tiêu diệt. Hoàng Kim chiến tộc đều là mãnh nhân nhanh nhẹn dũng mãnh. Nhưng, Kim Luân mượn dẫn thế công đại thiên đế, không chỉ là uy thế cường đại, cũng là đang nhắc nhở Kim Thái Thiên đang bị thôn phệ. Kim Thái Thiên đang tuyệt vọng rõ ràng phát giác được phía ngoài chấn động mãnh liệt, lập tức hiểu xảy ra chuyện gì, cũng biết bọn người Kim Thanh Thiên tới cứu hắn. Một cỗ chiến ý cuồn cuộn, kịch liệt sôi trào, thân thể đã áp xúc thành viên thịt vậy mà lại lần nữa mở rộng ra, kim quang mãnh liệt từ da thịt phát ra. Chiếu thấu hỗn độn không gian của lỗ lỗ thú. Người đến trong hư không, luyện hắn trở ra. Chu Cổ Lực thả người nhảy xuống lỗ lỗ thú, mang theo đao mổ heo tự mình lao thẳng đến Kim Thanh Thiên. Lỗ lỗ thú lắc đầu vẫy đuôi, ẩn vào hư không, hướng về vũ trụ mịt mờ tiếp dẫn lực lượng hư vô, lấy thân thể làm đỉnh lô luyện,
sống Kim Thái Thiên. Chính ngươi đến, thật sự không biết tự lượng sức mình. Kim Thanh Thiên giơ cao kim luân, sôi trào lên cường quang ngập trời, giống như xuyên suốt dị độ không gian, từ bên trong dẫn xuất từng đạo xiềng xích hoàng kim, phía trước sắc bén như đao, như ác long xuất huyên, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh về phía Chu Cổ Lực. Mập mạp nương môn nhi, đừng phách lối, tiểu gia ta cũng không phải ăn chay. Toàn thân Chu Cổ Lực kịch liệt phồng lên, bên trong 72 chỗ huyệt vị phát ra oanh minh như lôi đình, giống như giải trừ một loại phong ấn nào đó, thực lực tiếp tục tăng vọt, thân thể đang phóng tới trở nên phiêu miểu, trở nên mơ hồ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Chương 3429 khuất nhục 1. Hắn, dung hợp cùng vạn dặm thiên địa. Ầm ầm, thiên địa rúng động, hư không thủ ấn tràn ngập đất trời giáng lâm, oanh kích xiềng xích hoàng kim, trấn áp Kim Thanh Thiên. Hai nơi chiến trường liên tiếp bộc phát. Triệu Tử Mạt liên hợp Tam Túc Thiềm ngạnh kháng Kim Thái Thiên. Đại Dương Minh Mông cùng Lôi Hải tổ hợp được Minh Mông Thiên Uy gia trì, thể hiện ra lực sát thương kinh khủng. Kim Thái Thiên là một trong thập nhị tinh thiên, địa vị thực lực đều cực kỳ cường đại, nương tựa theo chiến giáp cường hãn, không nhìn lôi chiều cùng Uông Dương, phối hợp tám tôn kim ô, nhanh chóng khống chế chiến trường. Chu Cổ Lực độc chiến Kim Thanh Thiên, giết cũng là oanh oanh liệt liệt. Kim Thanh Thiên là một trong thập nhị tinh thiên, là siêu cấp đại đế được Đại Thiên Đế chúc phúc, cường hãn tuyệt luân, không ngừng vỡ vụn không gian, ngạnh kháng Chu Cổ Lực. Chu Cổ Lực mặc dù nhìn rất chất phác, nhưng sớm đã không phải là sát thủ đơn giản như trước kia. Tam sát cửu hung bọn hắn hoành hành vũ trụ, không chỉ cảm nhận vũ trụ mênh mông, tìm kiếm bí mật tinh vực, cũng là đang mạo hiểm cùng chiến đấu, hướng vũ trụ hiện ra thực lực, khuếch tán uy danh tam sát cửu hung. Làm không gian đại đế bên trong tam sát cửu hung, hắn có danh uy cùng thực lực tuyệt đối. Tần Diễm chôn sâu ở trong địa tầng, hứng thú quan sát đến chiến đấu phía ngoài. Đối với Hoàng Kim chiến tộc, hắn vô cùng rõ ràng. Dù sao tinh vực thần thoại là một trong tinh vực cổ xưa nhất, nhớ rõ rất nhiều năm trước, chân thân của hắn còn từng đi theo phụ thân bái phỏng qua nơi kia, càng là luận bàn qua cùng Hoàng Kim chiến tộc. Thực lực cường hãn, không thể nghi ngờ. Nhất là thập nhị tinh thiên, đều là cường giả vô hạn tới gần chí tôn. Về phần tam sát cửu hung của tinh vực Long Quỳ, hắn chỉ gặp qua mấy tên mà thôi, không có chân chính luận bàn qua, không phải không cơ hội, mà là khinh thường. Ngay lúc đó suy nghĩ rằng, tiểu nhân vật đi ra từ nơi nhỏ mà thôi. Không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà có thể tiếp được Hoàng Kim chiến tộc đả kích. Xem ra có thể danh chấn vũ trụ, đều không phải là kẻ yếu. Hỗn chiến kéo dài nửa ngày, một chi đội ngũ thanh đồng quỷ tượng đuổi tới gần đó, cách rất xa dò xét. Cầm đầu là đầu thanh đồng cự long, ở hai bên làm bạn thì là thanh đồng rực long. Bọn hắn bắt đầu không có tùy tiện xâm nhập phạm vi phế tích, mà là muốn chờ đội ngũ khác hội hợp lại hành động, nhưng bên trong tiếp tục bộc phát cường quang cùng oanh minh vẫn khơi dậy bọn hắn hiếu kỳ, cuối cùng mạo hiểm tiến đến dò xét. Nhưng, rút lui, sau khi xa xa nhìn thấy bên trong chiến trường không có tung tích Tần Diễm, thanh đồng cự long quả quyết lựa chọn rút lui. Vốn cho rằng là Tần Diễm đang cùng ai hỗn chiến, không nghĩ tới không có Tần Diễm. Hắn không mạo hiểm, rút ra ngoài phế tích, chờ đội ngũ khác hội hợp lại hành động. Dù sao đó cũng là phân thân Tần Diễm, còn không có xác định thân phận phân thân. Nếu như là mấy tên chí tôn cấp kia, hắn tự tiện hành động sẽ rất nguy hiểm. Nhưng, nếu đã tới, cũng đừng đi. Tần Diễm lật tung phế tích, phóng lên tận trời, ngang nhiên đuổi giết thanh đồng cự long. Thông báo đội ngũ khác, mục tiêu chính là ở đây. Thanh đồng cự long không có lùi bước, nếu phát hiện liền không thể chạy trốn. Hắn mãnh liệt đong đưa chiến khu, chủ động đón nhận Tần Diễm. Ngài coi chừng, chờ chúng ta trở về. Rực long nhấc lên thép thiết phong bạo, thẳng lên mây xanh, phóng tới phương hướng khác nhau. Thanh đồng cự long mãnh liệt vẫy đuôi, giống như vung lên thanh đồng cự tiên, quất về phía Tần Diễm. Toàn thân Tần Diễm bạo động khí tức huyền hoàng, hai tay cưỡng bức ôm lấy đuôi rồng. Oanh! Nổ rung trời, âm thanh không động đậy biết bao nhiêu dặm. Giống như siêu cấp đế binh lấy tư thái cuồng bạo nhất đánh tới cùng một chỗ, đinh tai nhức óc, thiên địa đều đang gào thét. Đuôi rồng không thể nghi ngờ là sát khí của cự long, toàn thân vặn vẹo phóng thích ra lực lượng, hội tụ ở phần đuôi, tương đương với vung lên roi sắt tại mũi nhọn nổ tung bộc phát, nguồn năng lượng kia quả thực khủng bố, là mấy lần thậm chí gấp 10 lần điệp ra. Nếu như là Tần Diễm trước đó, thật đúng là không dám ôm chơi đuôi domino dữ dội như thế này, làm không tốt thân thể hắn bị đập nứt,
cho dù đập không nứt, cũng có thể bay thẳng ra ngoài. Nhưng bây giờ, thực lực tăng vọt 4 phần, tự tin bạo tăng. Nương theo tiếng oanh minh kịch liệt, toàn thân Tần Diễm run rẩy, huyền hoàng hải dương trong thân thể đều trong phút chốc sôi trào, long trời lở đất, ngay cả ngũ hành thụ đều ở bên trong bay lên. Tần Diễm khó chịu không nói ra được, thân thể nhanh lùi lại mấy ngàn thước. Nhưng, cánh tay tráng kiện ôm thật chặt đuôi rồng. Hắn không có bị đánh bay, cũng không có bị đập nát. Thanh đồng cự long khó có thể tin, thực lực mình rõ ràng nhất, dạng chiêu thức gì dạng uy lực gì cũng vô cùng rõ ràng. Đuôi rồng bạo kích, phối hợp viễn cổ thanh đồng cứng rắn, không có người nào có thể gánh vác được, kết quả. Tần Diễm hét lớn, là phát tiết càng là phấn chấn. Quả nhiên khác nhau. Tần Diễm vững vàng định ở trên không, toàn thân bạo khởi xiềng xích huyền hoàng, giao hòa cùng minh mông thiên địa, mình cắm dễ định giữa không trung. Cánh tay hắn phát lực, ngang nhiên luân động thanh đồng cự long, cường thế đánh xuống dưới mặt đất. Oanh! Phế tích bừa bộn bụi mù ngập trời, sụp ra đá vụn đầy trời. Thanh đồng cự long nổi giận gào thét, lại bị Tần Diễm từ trên trời giáng xuống đập vào trên người. Chương 3430 khuất nhục 2. Tần Diễm hiện ra hình thái đại địa mẫu đỉnh, nặng đến vạn ức tấn, bạo kích mãnh liệt tại chỗ ép rách thanh đồng cự long. Hống hống hống. Thanh đồng cự long mãnh liệt giãy giụa, liều chết nhấc lên, nhưng mẫu đỉnh thật sự quá nặng nề, mặc cho cố gắng như thế nào đều khó mà lật tung. Thanh đồng rực long đang rời khỏi rất chấn kinh, đây là vị phân thân nào, vậy mà có thể dung chuyển thanh đồng cự long. Bọn hắn vô ý thức muốn trở về nghĩ cách cứu viện, nhưng thoáng chần chờ, vẫn nhanh chóng rời khỏi, chào hỏi đội ngũ khác tới trợ giúp. Ngay cả thanh đồng cự long đều bị một kích chấn áp, bọn hắn trở về đơn giản chính là chịu chết, còn không bằng mau chóng tìm viện quân. Không cần quản ta, hắn chấn được ta, không giết chết được ta. Thanh đồng cự long cũng hô to cho bọn hắn rời khỏi, thanh đồng chiến khu cứng cỏi bộc phát ra cuồng lực cuồn cuộn, không ngừng liên tục giãy giụa phản kháng. Tần Diễm, nhìn ngươi chấn trụ ta, hay là ta kéo lại ngươi? Thanh đồng cự long phát ra tiếng long ngâm to rõ, móng vuốt trước sau phân biệt bắt lấy 4 cái chân mẫu đỉnh. Hắn là tuyệt thế chiến long do vạn cổ thanh đồng tạo thành, kiêu ngạo nhất chính là chiến khu thiên địa khó diệt. Mười mấy vạn năm qua, phần kiêu ngạo này được vô số lần chiến tranh kiểm tra. Lần này, hắn vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng. Sọ não ngươi là trống không sao. Ngươi thật sự coi ta là cái đỉnh mà thôi à. Tần Diễm đều mộng, gia hỏa này bắt lấy 4 cái chân, coi như hắn không có biện pháp sao. Ngươi cho rằng như thế này thì có thể ngăn chặn ta. Là ngươi trốn không thoát. Thanh đồng cự long còn không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Tên ngu xuẩn kia không nhớ rồi, thời điểm tạo nên quỷ tượng hoàn toàn mới, thật nên hảo hảo tăng cường trí thông minh chứ. Quá phận coi trọng sự trung thành cùng cường đại của các ngươi, duy chỉ có không để ý đến trí thông minh. Tần Diễm mở nắp đỉnh lên, dâng lên huyền hoàng chiều dâng ngập trời. Mẫu đỉnh oanh minh, huyền hoàng lao nhanh, như vạn cổ hỏa sơn đại bạo phát, lung lay thiên địa hoang vu. Huyền hoàng lao nhanh, cuồn cuộn khung trời, diễn biến ra 3 đạo sơn hà họa quyển. Mỗi bức tranh đều trải rộng ra mênh mông 3 vạn dặm, phía trên mê vụ cuồn cuộn, năng lượng tự nhiên cuồn cuộn, xuất hiện chân chính núi cao núi lớn, hồ nước con sông, càng có dung nham liệt diễm cùng rừng rậm hoang dã. Ầm ầm, bức tranh cuồn cuộn, mãnh liệt áp xúc, hóa thành 3 thanh sơn hà trọng trùy, toàn bộ đánh về phía đầu thanh đồng cự long. Thanh đồng cự long cũng mộng. Ngươi thật sự coi ta là một khối cục sắt rồi. Ngươi đây là đang miệt thị thanh đồng quỷ tượng. Ong ong ong. Toàn thân thanh đồng cự long nổi lên lít nha lít nhít long văn, giống như vạn long gào thét, giống động thiên địa. Long khí cường thịnh nổ tung cuồn cuộn mà ra, lấy long tộc đại thần thông diễn biến đại long đao, ngạnh kháng sơn hà trọng phủ. 2 siêu cấp đế binh cứ như vậy dã man giằng co, triển khai một trận đọ sức đặc biệt. Tần Diễm gắt gao trấn áp thanh đồng cự long, không ngừng liên tục diễn biến sơn hà trọng trùy, nơi khác cũng không đánh, chính là nghĩ hết biện pháp muốn đập đầu cự long. Ngu xuẩn! Người thật sự coi ta đồng sắt rồi, ta là rồng. Thanh đồng cự long không ngừng giãy giụa chống lại, cũng tục diễn biến ra long tộc đại thần thông, bảo hộ đầu, đối kháng trọng trùy. Theo tiếng oanh minh kịch liệt cùng năng lượng bạo động, vị trí bọn hắn không ngừng đổ sụp, bọn hắn cũng không ngừng chìm xuống. Ngắn ngủi mấy giờ, đại địa mẫu đỉnh đã ép đến nơi cực sâu địa tầng. Ưu thế Tần Diễm đạt được đột biến trình độ lớn nhất. Luận độ cứng, hắn vượt qua thanh đồng cự long. Luận năng lượng dự trữ,
huyền hoàng hải dương của hắn càng gấp mấy lần quỷ nguyên thanh đồng cự long. Bọn hắn càng chìm xuống dưới, thanh đồng cự long giãy giụa cùng phản kháng càng cố hết sức, tiêu hao quỷ nguyên càng lúc càng lớn. Khi 17 đạo sơn hà trọng trùy liên tiếp đột phá vòng phòng ngự, chân chính gõ vào trên đầu thanh đồng cự long vang lên bi ca. Ầm 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 ầm, tiếng oanh minh kịch liệt, trầm muộn bạo kích, vang vọng mấy hố sâu vạn mét. Sơn hà trọng trùy tiếp tục không ngừng gõ đầu cự long. Cự long bắt đầu còn không cam lòng gào thét, điên cuồng chặn đánh, nhưng theo tiêu hao tăng lớn, phòng ngự càng ngày càng yếu, trọng trùy đột phá càng ngày càng nhiều, lại liên miên bất tuyệt. Coi như đầu hắn lại cứng rắn, cũng gánh không được như tàn phá thế này. Từ lúc bắt đầu xuất hiện vết nứt, đến băng thành mảnh vỡ thanh đồng, chỉ dùng ngắn ngủi nửa giờ. Tiếp xuống vỉnh lên ra sao? Cái đuôi. Tần Diễm cuốn đi mảnh vỡ thanh đồng, ném vào bên trong luyện lô tinh luyện, tiếp tục ngưng tụ sơn hà trọng trùy, tiếp tục vô tình gõ thanh đồng cự long. Thanh đồng cự long khuất nhục, tức giận, nhưng rốt cuộc cũng xem như rõ ràng cảm nhận được đại địa mẫu đỉnh cường đại. Trách không được đã từng có thể ngược sát mấy trăm vị thanh đồng quỷ tượng, trách không được có thể phối hợp con trai tu la vây bắt chủ nhân của bọn chúng, đây thật sự là một loại chênh lệch thật lớn bẩm sinh, khó mà vượt qua. Nói cho cùng, vũ trụ đều không nên tồn tại loại đồ này. Cái này rõ ràng là chúa tể tu la dùng để trấn thủ mình tinh cầu chúa tể cấp, kết quả ém ra được luôn phân thân nhi tử hắn. Không cần mặt, không biết xấu hổ. Khi Tần Diễm tươi sống đập bể thanh đồng cự long, từ trong địa tầng ở một cái đi ra, chiến đấu phía ngoài đã kết thúc. Chương 3431 có đi tất về. Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên toàn lực bộc phát, cuối cùng vẫn không thể diệt trừ Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực, càng không có thể cứu ra Kim Thái Thiên. Mà, trong vùng đất năng lượng tự nhiên khô kiệt hoang vu, đều không thể giải quyết hết Triệu Tử Mạt cùng Tam Thúc Thiềm, sau khi đến bên ngoài có năng lượng tự nhiên nồng đậm, muốn lại chân áp càng không có khả năng, còn muốn đứng trước nguy cơ phản sát. Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực mặc dù chạy trốn, nhưng luyện sống Kim Thái Thiên, lại thoát khỏi Hoàng Kim ấn ký quỷ dị, xem như là bên thắng chân chính. Sau đó, thợ săn cùng con mồi, thay đổi. Tần Diễm cũng không đang đi đường hiểm, bắt đầu chỉ muốn nuốt luyện thanh đồng Chu Tước, kết quả trước sau nuốt 7 tôn thanh đồng quỷ tượng, đã rất thỏa mãn. Bây giờ bại lộ thân phận, sau đó phải đứng trước vây bắt, hắn vẫn phải cẩn thận một chút. Dù sao, thanh đồng quỷ tượng là thật mạnh. Nếu như liên hợp lại ngăn chặn hắn, hậu quả khó mà lường được. Ta đều luyện sinh mệnh thạch tủy cùng đại địa mẫu kim, ngươi sẽ không để tâm chứ? Sau khi Tần Diễm rời khỏi phế tích, tìm được Đông Hoàng Thiên Du chờ ở sâu trong rừng rậm. Đại địa mẫu đỉnh như thế này, các ngươi hết thảy có 9 cái. Vẻ mặt Đông Hoàng Thiên Du phức tạp nhìn Tần Diễm, ra hỏa thô cuồng thật mạnh. Không biết Khương Thương có thể cùng hắn so một lần hay không, chỉ sợ. Rất khó. Trước đó hủy một cái, sau khi lại tái tạo, Cửu Châu Đại Lục, đối ứng 9 tòa mẫu đỉnh. Các ngươi thế nào dựng dục ra? Ngươi muốn học, quên đi thôi. Đại địa mẫu đỉnh đã là Sơn Hà biến thành, lại là trấn thủ Sơn Hà đồ, giữa lẫn nhau không thể tách rời. Phụ thân ta bởi vì biến thành tinh cầu chúa tể cấp, không cần lại trải qua chiến tranh mãnh liệt, mới tháo rời ra mẫu đỉnh bảo vệ Sơn Hà, làm cho ta phân thân. Nếu như Khương Phàm vọng tưởng ngưng tụ mẫu đỉnh, lại tháo rời ra, cả viên tinh cầu đều sẽ trở nên rất yếu đuối. Tinh cầu các ngươi còn có bí mật đặc thù gì, nói cho ta một chút. Bí mật thế giới chúng ta, há có thể tùy tiện tiết lộ cho người ngoài. Giữa chúng ta là người ngoài sao? Đông Hoàng Thiên Du mỉm cười. Làm sao, đột nhiên, không phải. Tần Diễm híp mắt nhìn chằm chằm Đông Hoàng Thiên Du, mặt to thô cuồng nhếch miệng cười một tiếng. Có phải ngươi bị chiến đấu vừa rồi của ta khuất phục hay không? Muốn bắt đầu theo đuổi ta rồi. Ta chăm chú cân nhắc qua. Thật, kết quả sao đây? Ngươi và con ta đều bái trở thành huynh đệ. Chân thân ngươi là thiên đế cấp, hắn là thiên đế tinh cầu, thân phận cùng thực lực đều rất xứng. Chờ sau khi ngươi cùng phụ thân ngươi gặp mặt, trực tiếp giới thiệu đây là nghĩa huynh ngươi, liên quan không gần à. Đông Hoàng Thiên Du ngồi ở trên tàng cây, cúi người nhìn Tần Diễm, nhan sắc mỹ lệ hiện ra ý cười nhàn nhạt. Thể hiện trên mặt Tần Diễm dần dần quái dị. Ta muốn làm nam tử của ngươi, ngươi muốn làm mẫu thân ta. Thuận tiện trả lại tìm cho mình ca ca cấp chúa tể. Đông Hoàng Thiên Du lộ ra nụ cười thản nhiên. Tất cả đều vui vẻ. Ngươi là vui mừng, ta không hoan hỉ. Ngươi chờ một chút, Khương Phàm thật sự là nhi tử ngươi. Đúng vậy. Ngươi sinh.
đó cũng không phải. Ngươi tự nhận, ta nuôi. Thể hiện Tần Diễm càng quái dị hơn, những nữ tử khác đều là đến nhận đại ca ca, nương môn nhi này đi khắp nơi nhận nhi tử. Quyết định như vậy đi, Ân Huệ, mở đường. Định vị cái giám, Tần Diễm ta có rất nhiều di nương, không cần nghĩa mẫu. Cho ngươi thời gian cân nhắc, trước khi rời khỏi tinh vực truyền thuyết cho ta đáp án. Hoặc là ngươi theo đuổi ta, hoặc là chúng ta không có liên quan gì. Khương Phàm con ta sau này sẽ thành chúa tể, ngươi và hắn làm huynh đệ, không thiệt thòi. Sau này, ngươi đã là con trai chúa tể Tu La, còn có huynh đệ là chúa tể, vũ trụ sau này còn không phải mặc cho ngươi ngao du. Nếu phụ thân ngươi còn muốn trấn áp ngươi, cũng phải cân nhắc Khương Phàm. Tần Diễm ta không cần bối cảnh, ta chính là bối cảnh. Ngươi hoặc là làm nữ tử ta, hoặc chẳng phải là cái gì. Ngươi, chết cái tâm kia đi, Đông Hoàng Thiên Du ta hoặc không gả, hoặc gả cho thiên kiêu cái thế. Như ngươi loại này không biết là sinh lý hay tâm lý có vấn đề, ta không cân nhắc. Ngươi dám lăng mạ ta, sinh lý ta rất cường đại, tâm lý càng cường đại. Không có chút vấn đề mà trăm vạn năm qua không có kết giao nữ tử. Ta không thích nữ tử. Vậy ngươi đùa bỡn ta, chơi cho vui. Tần Diễm vậy mà ngưng nghẹn im lặng, méo mó đầu, nhíu nhíu mày. Lần này, là hắn đang hỏi. Ta thế nào? Trăm vạn năm đều không có động tâm với bất kỳ nữ tử nào, đột nhiên có ý tưởng rồi. Ta là thật sao động? Hay nương môn nhi này sống chết không theo, kích thích lòng háo thắng? Còn nói muốn kích thích Khương Phàm. Nếu như không có chuyện khác, chúng ta tiếp tục. Vạn đạo thần thụ kéo Đông Hoàng Thiên Du lên, đi đến bên trong rừng rậm tươi tốt. Tần Diễm nhún nhún vai, chìm vào địa tầng, nhắc nhở vạn đạo thần thụ. Tận lực phóng thích khí tức của ngươi, che giấu ta. Tinh vực truyền thuyết xuất hiện đưa tới oanh động tiếp tục lan tràn, càng ngày càng nhiều cường giả đến nơi này, Khương Phàm vượt qua thâm không, tới gần chỗ khu vực của lỗ đen. Còn cách Minh Mông ước vạn dặm đã nhận ra sức cắn nuốt mãnh liệt mà Minh Mông, không ngừng có đi thiên thạch qua nơi này bị dẫn dắt, hướng về lỗ đen gào thét mà đi. Chương 3432 xuất phát, đoàn cướp bóc hoàng thất 1. Tuy nhiên, Khương Phàm đứng tại biên giới hắc ám, lại quay đầu nhìn những phương hướng khác. Không biết vì sao, lại có loại cảm giác thật kỳ diệu rất đặc thù. Giống như là, có đầu gì đang kêu gọi hắn. Loại cảm giác này không phải bây giờ đột nhiên xuất hiện, ở trên đường tới đây liền có. Một mực đứt quãng. Khương Phàm rất kỳ quái, dù sao đã dung hợp vạn đạo, hóa thân tinh cầu. Bình thường mà nói, không thể nào lại có loại hình gì như giác quan thứ 6. Bất kỳ cái gì gọi là, ba động tâm tình, cùng, suy nghĩ lung tung, kỳ thật đều là pháp tắc ở giữa xen lẫn, xuất hiện kết quả thôi diễn. Nhưng, nơi đó có cái gì? Từ phương hướng đến xem, hẳn không phải là thiên nguyên tinh vực. Chẳng lẽ là phân thân thương thiên sớm tới? Không thể nào. Tính toán thời gian đâu ra đấy áp xúc đến cực hạn, đều cần 5 năm sau. Trừ phi, phân thân thương thiên đi nơi này lúc ấy không còn chúa tể tinh vực. Mà là đến nơi khác chấp hành nhiệm vụ. Ý thức Khương Phàm xâm nhập thế giới, cưỡng ép cướp đoạt ký ức lãnh tuyền. Kết quả, thật sự có hai phân thân ở bên ngoài. Nhưng phương hướng cách nơi này càng xa xôi. Nói cách khác, đang chạy tới chỉ có thể là phân thân khác của Thương Thiên từ trong tinh vực chúa tể của hắn, nhưng không thể đến nào sớm. Nơi đó, có cái gì? Khương Phàm an tĩnh lại, chăm chú cẩn thận cảm giác kỳ diệu kia. Giống như không giống nguy hiểm. Càng giống, chuyện tốt đẹp. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Tinh hạch lơ lửng trên tay Khương Phàm, nhìn hắc ám phương xa. Cho dù đi qua 30.000 năm, vẫn khó mà quên gian nan cùng sợ hãi lúc trước thoát khỏi lỗ đen. Cứ việc có tinh cầu điên cuồng xé rách sâu trong lỗ đen, nhưng hắc ám vẫn mênh mông vô cương như thế, năng lượng xé rách vô tình tàn phá lấy 33 đế binh, hắn liều chết bảo vệ dân chúng tinh cầu, ở trong tuyệt vọng vô tận tìm kiếm hy vọng yếu ớt. Bất luận là tinh cầu tinh nguyên hay tinh hạch như hắn, cũng không biết trận buông tay đánh cược một lần kia có thể chạy thoát hay không, nhưng ở phía dưới tình huống lúc đó, bọn hắn thật không có lựa chọn nào khác. Ta, trở về. Ngươi, vẫn còn chứ? Nên chuẩn bị đều chuẩn bị, ta có thể làm chỉ là toàn lực ứng phó. Ý thức Khương Phàm trở lại lỗ đen trước mặt, đè xuống cỗ xúc động kỳ diệu mãnh liệt khẩn trương kia. Lỗ đen là vùng đất cơ duyên chân chính. Nếu như thành công, hắn sẽ được toàn diện khôi phục, thậm chí là thăng hoa. Đây là bất kỳ cái gì gọi là cơ duyên cũng không sánh nổi.
Nếu như thất bại, hắn và con dân của hắn sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở bên trong, cho đến khi đi hướng hủy diệt. Khương Phàm không có chuyển rời con dân trong thế giới đến thế giới Dạ An Nhiên, cũng là muốn tuyệt đường lui của mình, hung hăng ép mình một phen. Chuyến đi này, không có bất kỳ may mắn gì. Chuyến đi này, không thể có bất kỳ suy nghĩ từ bỏ. Chuyến đi này, hắn nhất định phải trở về. Vì mình, vì dân chúng thế giới, vì tương lai. Ta cuối cùng nhắc nhở ngươi một lần, mặc dù ngươi dung hợp rất nhiều tinh cầu, độ cứng mạnh lên, nhưng muốn chống cự lỗ đen xé rách, vẫn vô cùng nguy hiểm. Ta kiên trì thái độ của ta, người ta tiến hành dung hợp chiều sâu mới là lựa chọn tốt nhất. Không cần, ta đã nói qua, ta có đòn sát thủ. Đòn sát thủ gì, khoác kiện áo giáp, hay phóng thích pháp tắc? Ta chú ý thấy phương thức suy nghĩ của ngươi còn dừng lại vấn đề cá nhân, không có hoàn toàn chuyển hóa đến vấn đề tinh cầu. Ngươi tiến vào lỗ đen, tất sẽ bị xé rách toàn diện, là cả viên tinh cầu ngươi tiếp nhận xé rách toàn diện, thứ đó căn bản không phải vũ khí cùng pháp tắc có thể chống cự, chỉ có thể là ngươi tăng cường độ cứng bản thân mình. Nhìn đây là cái gì? Tay trái Khương Phàm dâng lên từng sợi mê quang, xen lẫn thành một vũ khí đẹp đẽ, hai đầu lanh lảnh, ở giữa mượt mà. Sự xuất hiện của nó để xung quanh trở nên vặn vẹo rối loạn, như là thời gian mê vụ thần bí đang trải rộng ra. Đây là vũ khí thời gian của Thương Thiên. Vũ khí thời gian bên trong tinh cầu chúa tể, hay trong tinh cầu phân thân. Khó mà nói, nhưng cho dù không phải tinh cầu chúa tể, cũng là bên trong viên phân thân mạnh nhất. Ta không thể nào dung hợp cùng ngươi. Không cần khuyên nữa, ngươi cần chính là như thế nào phối hợp ta xâm nhập lỗ đen. Khương Phàm tay trái nâng thời gian thiên toa, tay phải nâng thiên đế tinh hạch, dứt khoát bước về hắc ám phía xa xa. Cái này không chỉ là một trận mạo hiểm sinh tử tồn vong, càng ảnh hưởng vận mệnh tương lai của hắn. Liều mạng, vũ khí chúa tể, tinh hạch cẩn thận cảm giác năng lượng thời gian thiên toa, rốt cuộc cũng từ bỏ kiên trì. Đã có vũ khí như thế này, tên Khương Phàm này hẳn sẽ không dung hợp cùng hắn. Khuyên là không thể khuyên, chỉ có thể bồi tiếp Khương Phàm, buông tay đánh cược một lần. Tốc độ Khương Phàm càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành tinh cầu lao nhanh. Kéo lấy cường quang mênh mông đánh tới vòng xoáy hắc ám ngoài ức vạn dặm. Tinh hạch xông lên phía trước nhất, nương tựa theo độ cứng đặc biệt, hấp dẫn bộ phận năng lượng xé rách. Khương Phàm ở phía sau, toàn thân bao quanh thời gian mê quang mênh mông, tạo thành thời gian bình chướng vặn vẹo, đối kháng lỗ đen xé rách. Bọn hắn cũng không biết chờ đợi bọn hắn chính là cái gì, chỉ có thể là vứt bỏ tạp niệm, dốc sức hợp tác, toàn lực ứng phó. Tuy nhiên, sau khi Khương Phàm bước vào ngàn vạn dặm, đột nhiên lại ngừng. Chương 3433 xuất phát, đoàn cướp bóc hoàng thất 2. Làm sao, sợ hãi? Ngữ khí tinh hạch đột nhiên lạnh, đều đến lúc này, còn muốn lùi bước sao? Nếu như ý chí không kiên định, còn không bằng không vào. Chờ một lát, Khương Phàm nhìn lại phương hướng gây nên phản ứng vi diệu, từ bên trong hỗn độn hư không xung quanh dẫn xuất thập bát dực hỗn độn xà. Tiếp đó lại mời ra Khương Thương, Đông Hoàng Như Ảnh, Hồng Hoang Thiên Long, Đại Vương, Ngô Chính Nguyên tử trong thế giới. Sau khi bọn hắn chú ý tới lỗ đen xa xa đều lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Chẳng lẽ muốn bọn hắn đi đến thăm dò? Mặc dù nguy hiểm, nhưng, nghĩa bất dung từ. Cho các ngươi nhiệm vụ, dọc theo phương hướng ta chỉ, đi dò tra nơi đó có cái gì. Khương Phàm trong lúc bất chợt nghĩ đến một vấn đề mấu chốt, chẳng lẽ là tinh vực truyền thuyết? Chúa tể thứ 8 Tần Diễm nhắc đến xuất thế, hay sắp xuất thế, nơi đó có cái gì? Đại vương kỳ quái nhìn quanh. Người điếc, biết là cái gì, còn cần an bài người điều tra thêm nơi đó có cái gì? Hồng Hoang Thiên Long trợn mắt chừng một cái. Ta chỉ hỏi một chút. Đại vương phiền muộn, có thể là tinh vực truyền thuyết sắp xuất thế. Khương Phàm giới thiệu sơ lược tình huống tinh vực truyền thuyết. Chúa tể thứ 8, gương mặt bọn hắn có phản ứng. Tinh vực chúa tể cấp ẩn nấp, còn là thế giới thực vật. Nơi đó chẳng phải là một mảnh dược viên nguyên thủy, cơ duyên khắp nơi trên đất. Hồng Hoang Thiên Long cùng đại vương sao động, chăm chú nhìn phương xa, của ta, đều là của ta. Ta không biết có phải hay không, cũng không biết lúc nào mở ra, ta chỉ có loại dự cảm. Các ngươi qua xem một chút đi, tuy nhiên trước lưu lại thiên khí, ta cần bọn chúng tăng cường lực lượng pháp tắc. Khương Phàm không biết tình huống cụ thể nơi đó. Nhưng biết mình không có thời gian lãng phí, chỉ có thể giải ra bọn người Khương Thương, để bọn hắn đi qua nhìn một chút, mình thì tiếp tục dọc theo kế hoạch đã định, xâm nhập lỗ đen.
cầm thú cùng tặc điểu đâu? Đại vương đong đưa chiến khu, đoàn cướp bóc hoàng thất, xuất phát. Bọn hắn đều đang bế quan, cảnh giới cũng không đủ, lần này chỉ có các ngươi. Như ảnh, nàng dẫn đội. Khương Thương, phải nghe an bài. Đại xà, bọn hắn đều giao cho ngươi. Sau khi Khương Phàm nhắc nhở xong, mang theo tinh hạch dứt khoát đi hướng đến cấm khu lỗ đen. Thập bát sực hỗn độn cự xà có chút cúi đầu, cùng tiễn Khương Phàm rời khỏi, sau đó cao cao dơ lên 18 cánh thịt, toàn thân sôi trào lên mênh mông hỗn độn triều dâng, xông về vũ trụ tối tăm. Đông Hoàng Như Ảnh xếp bằng ở trên đầu cự xà, phóng thích không gian mê quang, giao hòa cùng vũ trụ thâm không, tăng cường tốc độ thập bát sực hỗn độn cự xà. Theo tinh vực truyền thuyết tiếp tục oanh động, càng ngày càng nhiều cường giả đến, rừng rậm tinh cầu yên lặng 500.000 năm chân chính xem như náo nhiệt. Mặc dù khắp nơi trên đất tinh cầu là cơ duyên, nhưng cường giả đế cấp muốn là những bảo vật đặc biệt có thể thay đổi vận mệnh. Bảo vật như vậy tự nhiên vô cùng hiếm thấy, mấy trăm vạn dặm cũng khó gặp được một cái. Nếu như chỉ là chi đội ngũ đơn độc nào đó đụng phải, ngược lại cũng dễ nói, bí mật mang đi là được, nếu như vài chi đội ngũ gặp được, một trận ác chiến là không thể tránh được. Lúc mới bắt đầu nhất, ở giữa các đội ngũ đều duy trì khắc chế, cho dù đánh hung ác, cũng biết được có chừng có mực, không đến mức náo thành thù hận. Nhưng, ở đây không có chút hước thúc, cơ duyên khắp nơi trên đất, cảm xúc cùng ý thức không tự chủ trở nên làm càn, thật giống như bất chi bất giác giải trừ tất cả trói buộc, từ bỏ thế giới ước thúc đã từng, tư thái trở nên càng ngày càng mạnh, ý nghĩ trở nên càng ngày càng cấp tiến. Thậm chí có cường giả bắt đầu tính toán, có thể phân rõ giới hạn cùng thế giới trước kia hay không, ở chỗ này cắm dễ sinh tồn. 1 năm, 2 năm, 3 năm, cường giả tiến trước vào thiên nguyên tinh vực bắt đầu trầm luân ở nơi này, cũng bắt đầu chém giết ở nơi này. Bắt đầu xây dựng phân đội, cũng liên tiếp sụp đổ. Thiên nguyên hỗn độn chiến khu ý thức được vấn đề này. Đây không chỉ là hoàn cảnh đặc biệt của tinh cầu truyền thuyết tạo thành, rất có thể trong không khí đã phiêu đãng một loại năng lượng đặc biệt nào đó đang ảnh hưởng quấy nhiễu kẻ xông vào. Lần đầu tiên, hắn sinh ra hoài nghi. Nơi này rốt cuộc là một trận thịnh yến mỹ lệ, hay là một cái bẫy tử vong? Tất cả thần tộc cùng đế tộc tinh vực bọn hắn đều tới. Bộ phận đã ở đây, bộ phận còn đang trên đường. Nếu như là bẫy tử vong, thiên nguyên tinh vực sẽ gặp phải trọng thương chí mạng. Lại gặp được một cái, thật muốn rời đi. Đông Hoàng Thiên Du đứng tại biên giới sa mạc, nhìn, mặt trời, treo cao ở chân trời. Đây không phải là tinh cầu liệt diễm, mà là một gốc siêu cấp đại thụ hùng vĩ khổng lồ. Lớn như trụ trời, to lớn đến rung động. Nó cắm rễ 10 vạn dặm hoang mạc, rễ cây uốn lượn tung hoành, giống như núi non chập trùng, lại như khắc họa phù chú hoang mạc. Cây cao 500.000 mét, liên tiếp phá 9 tầng trời, treo cao trong hỗn độn hư không. Mênh mông sóng nhiệt cùng ánh sáng xuyên thấu qua hỗn độn hư không khuếch tán ngàn vạn dặm sơn hà, vẩy xuống sinh cơ cùng sóng nhiệt. Mà thái dương thụ như thế này, bọn hắn đã phát hiện 3 gốc. Dự đoán, tinh vực truyền thuyết rất có thể có 9 gốc. Tượng trưng cho cửu dương chi cực, là sinh mệnh chi nguyên thực vật. Chương 3434 đá trúng thiết bản. Thái dương thụ không thể chạm vào. Uy lực thái dương là nguyên lực thế giới thực vật. Cũng chỉ có cửu dương chi cực mới có thể chống đỡ được quần thể thực vật phức tạp khổng lồ như thế. Tần Diễm cũng có chút tham lam, bảo vật như vậy nếu như mang về, hẳn là có thể tầm bổ thái dương lô của phụ thân. Đông Hoàng Thiên Du thúc giục nói. Đừng lề mề, lại kiếm chút thái dương thạch trở về. Ở chỗ này chờ. Toàn thân Tần Diễm tuôn ra năng lượng huyền hoàng, xen lẫn thành huyền hoàng chiến giáp, đón thái dương thụ đi đến sâu trong hoang mạc. 10 vạn dặm sơn hà lấy thái dương thụ làm trung tâm, nghiễm nhiên chính là một lò luyện siêu cấp giống như luyện ngục. Mặc dù không có hỏa diễm, lại khuấy động nhiệt độ kinh khủng, mà tràn ngập khí tức chí dương chí liệt bá đạo. Càng đi đến, nhiệt độ càng cao, bá uy càng mạnh, cường giả thần cấp đều rất khó chống cự, cường giả đế cấp cũng khó có thể đi đến sâu trong nhất. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh như vậy, kỳ thật sinh trưởng rất nhiều thực vật đặc biệt, cũng có thái dương tinh thạch bên ngoài hiếm thấy. Đây đều là bảo vật chân chính. Trước đó bọn hắn đã gặp 3 viên, cũng đều đào bới ra số lượng lớn tinh thạch, hái rất nhiều thực vật chí dương. Gốc thái dương thụ trước đây mới đi qua còn để hắn phát hiện một hạt giống thái dương. Hạt giống kia đang ở bên trong huyền hoàng hải của hắn, dùng thái dương tinh thạch vừa siêu tập được tầm bổ, nhìn có thể nảy mầm, mọc ra một gốc thái dương thụ hay không. Bên trong hoang mạc nhìn như an tĩnh,
không gian đều vặn vẹo rối loạn, nhưng đối với rất nhiều cường giả tu luyện uy lực chí dương mà nói, nơi này quả thực là bảo địa bên ngoài nghĩ cũng nghĩ không ra. Cho nên bên trong tụ tập rất nhiều cường giả thần cấp, cũng có vài cường giả đế cấp. Có chút là đang đào bảo vật, có chút thì chiếm cứ bên trong hoang mạc hấp thu khí tức chí dương, rèn luyện vũ khí. Tần Diễm tận lực tránh khỏi bọn hắn, không làm kinh động bất kỳ một người nào. Bởi vì, Thanh Đồng Quỷ Tượng đã giải tin tức, hắn chính là phân thân Tần Diễm con trai Tu La, lại mở ra giải thưởng trên trời, chỉ là cung cấp chút tin tức tung tích đã có thể đạt được bảo vật. Cũng may vạn đạo thần thụ thay hắn hỗ trợ, đến bây giờ còn không có bại lộ. Là bọn hắn, thì ra trốn ở nơi này. Tần Diễm mạo hiểm tới gần nơi cực sâu ngoài ý muốn chú ý tới hai cỗ đế uy bên trong. Rõ ràng là Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên đã biến mất. Bọn hắn lơ lửng ở trên không, mở ra hai tay, hướng mặt về Thái Dương Thụ, không ngừng liên tục hấp thu năng lượng. Hoàng Kim chiến giáp tôn quý vậy mà biến thành chất lỏng màu vàng óng, chảy xuôi toàn thân, giống như có sinh mệnh, tùy ý hấp thụ uy lực chí dương. Hoàng Kim trọng tiễn cùng Hoàng Kim cung cũng đều biến thành chất lỏng, giống như trái tim bành trướng nhảy nhót, thôn tính năng lượng giống như xé rách. Mặc dù không gian vặn vẹo, tất cả giữa thiên địa đều là ánh mặt trời chói mắt, nhưng vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy từng luồng năng lượng như vạn lưu nhập hải, từ bốn phương tám hướng lao nhanh tới, hội tụ ở bên cạnh họ. Nơi này không phải nơi ngươi nên tới, lui ra. Tám con mắt Kim Hàn Thiên toàn bộ mở ra, bên trong cường quang bành trướng, như mặt trời mọc lên ở phương đông, phát ra đế uy cường thịnh. Dưới hoàn cảnh đặc biệt, thực lực của hắn cơ hồ có thể đạt tới cực hạn, nói là tới gần chí tôn đều không đủ. Ua, ta cũng không phải tính tốt, chớ gây phiền toái cho mình. Tần Diễm hừ một tiếng, vốn định muốn rời khỏi nơi này, nghe nói như thế lập tức quay người, đi tới phía bọn hắn. Cho tới bây giờ đều là hắn cuồng ở trước mặt người khác, không có mấy người dám cuồng như thế với hắn. Nơi này khắp nơi đều có tài nguyên, ngươi nhất định phải tìm tới chúng ta nơi này. Ngữ khí Kim Thanh Thiên lạnh lùng, Hoàng Kim dịch thể nhanh chóng xen lẫn thành Hoàng Kim chiến giáp cùng Hoàng Kim cung. Bên trong vùng đất Thái Dương, thực lực của bọn hắn không sợ tất cả cường địch. Ta nguyện ý đến đâu liền đến đó, các ngươi quản được. Tần Diễm đi lên, chống đỡ sóng nhiệt mãnh liệt, thu góp Thái Dương tinh thạch khắp nơi có thể thấy được xung quanh bọn họ. Sắc mặt Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên âm trầm xuống, bọn hắn tuyển định nơi này, cũng là bởi vì nơi này khắp nơi đều có tinh thạch, uy lực Thái Dương là cường liệt nhất. Hơn 3 tháng, bọn hắn cũng một mực ở nơi đây hấp thu năng lượng tinh thạch. Kim Thanh Thiên cầm cung tiễn trong tay, chỉ Tần Diễm phía xa. Ta cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian, rời khỏi nơi này. Nếu không, đừng trách chúng ta tiết lộ hành tung của ngươi cho Thanh Đồng Quỷ Tượng. Tần Diễm ngừng, yên lặng đứng một lát, một tay nắm nát tinh thạch trong tay. Ta thật sự buồn nôn, nhặt cái tảng đá còn có thể gặp được chuyện này. Hai người các ngươi, thích ăn đòn rồi. Kim dịch trong tay Kim Hàn Thiên ngưng tụ thành Hoàng Kim trọng kiếm, trong tám đôi mắt cuồn cuộn liệt diễm. Có tiếng kim ô gáy to. Lấy tình cảnh ngươi bây giờ, tốt nhất thu liễm một chút. Chúng ta không nguyện ý trở mặt với ngươi là ngươi không hiểu quy củ, mạo phạm chúng ta. Bây giờ, lập tức quay người rời khỏi nơi này, chúng ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nơi này không có người khác, không nhìn thấy ngươi chật vật, chúng ta cũng sẽ không tuyên truyền ra ngoài. Nhưng nếu như ngươi không biết tốt xấu, nhất định phải cùng chúng ta đối nghịch, đừng trách chúng ta không khách khí. Chương 3435 viện quân, đến. Tình cảnh ta thế nào? Tần Diễm ta chuyên trị không phục. Ngươi, lưu lại. Ngươi, đi tìm Thanh Đồng Quỷ Tượng. Ta ở chỗ này chờ. Tần Diễm bẻ bẻ cổ, đột nhiên bạo hống. Đi đi. Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên cau chặt lông mày, cao kiêu ngạo thế vậy mà không tự chủ yếu đi mấy phần. Khí tức huyền hoàng toàn thân Tần Diễm bành trướng. Đi đi. Bây giờ đi liền cho ta, nếu như ta chạy, ta cũng không phải là con trai Tu La. Kim Hàn Thiên nắm chặt trọng kiếm. Không cần phách lối, nếu như Thanh Đồng Quỷ Tượng thật vây đến nơi này, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Đừng mẫu thân nó nói nhảm, đi đi. Nương môn nhi kia, nhanh đi. Hoàng Kim chiến tộc không phải lời hứa ngàn vàng sao, đi mau. Nếu như các ngươi hôm nay không đi, ta ngày mai sẽ bắt đầu tìm kiếm Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực. Liên thủ vây bắt các ngươi. Toàn thân Tần Diễm cuồn cuộn khí tức huyền hoàng đột nhiên bạo động, như cuồng phong cuồn cuộn, nhấc lên cát bụi che khuất bầu trời, hướng về bốn phương tám hướng lao nhanh, chấn động oanh minh cùng thiên địa,
càng truyền ra mấy trăm hơn ngàn dặm. Khóe mắt Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên co rút, chỉ là biểu thị cường thế mà thôi, chỉ muốn để gia hỏa này rời khỏi mà thôi, kết quả. Đá trúng thiết bản. Gia hỏa này một mực táo bạo như thế sao? Thật không sợ trời không sợ đất sao? Kim Hàn Thiên bị đè nén thật lâu, cuối cùng vẫn bị ánh mắt lạnh lùng của Tần Diễm ép xuống cao ngạo. Nếu thật sự mang theo thanh đồng quỷ tượng, chấn sát bộ phân thân này của Tần Diễm, nhất định chọc giận chân thân Tần Diễm. Đến lúc đó, chân thân Tần Diễm nổi giận, tái hiện giết chóc 300.000 năm trước, tinh vực thần thoại bọn hắn chỉ sợ khó lo thân mình. Huống chi, nếu Kim Thanh Thiên quả thật rời đi thông báo, chẳng khác nào tuyên chiến, tên điên này khẳng định sẽ ra tay với hắn. Mặc dù hắn vô cùng tự tin đối với thực lực mình, nhất là ở trong môi trường này, nhưng tên điên này thế nhưng là đại địa mẫu đỉnh, nghe nói trong thời gian một năm ngắn ngủi đã nuốt luyện 13 cỗ thanh đồng quỷ tượng. Không nói. Không dám. Cỗ phách lối vừa rồi kia đâu. Ta cảnh cáo các ngươi, Tần Diễm ta cũng không phải ai cũng có thể khiêu khích. Gương mặt Tần Diễm lộ ra vẻ hung ác, toàn thân chảy xuôi khí tức bạo ngược. Ở bên cạnh Đông Hoàng Thiên Du, hắn tự giác khống chế, nhưng những người khác cũng không có mặt mũi kia. Chúng ta đi. Kim Hàn Thiên chịu đựng khuất nhục, chào hỏi Kim Thanh Thiên rời khỏi. Chưa bao giờ lùi bước qua để âm thanh của hắn đều có chút rung động. Chúng ta là Hoàng Kim chiến tộc cao quý nhất vũ trụ. Chờ ngày ngươi bị thanh đồng quỷ tượng chấn sát, chúng ta sẽ mặc niệm cho ngươi. Kim Thanh Thiên hừ một tiếng, rời khỏi nơi này. Đây thật sự là thời khắc khuất nhục. Đáng hận, tộc nhân của bọn hắn đến bây giờ còn không tới. Nơi này thật sự là một nơi tốt,